Bát gia tái thế, Trần Đức. Tập 24. Nhưng hắn ta phải trả 1380 ký, hẳn ta trả nổi không? Trả không nổi. Thời điểm ánh mắt của Trần Đức quét về phía hắn ta hận không thể tìm một cái lỗ để chui. Xuống, hai tay siết chặt, cả mặt đó bùng. Trần Đức nhìn hắn ta nhàn nhạt nói, Thánh tử Thái Dương cung, 10% của anh. Chan bát hoang. Trần Đức chưa kịp nói hết câu, Thạch Thiên đột nhiên hét lớn, gần như gầm lên, tao muốn thách đấu với mày, trận chiến sinh tử. Trận chiến sinh tử. Bốn chữ kia vang lẻn, trên quảng trường rộng lớn bỗng nhiên chìm vào im lặng, ai nấy cũng đều nhìn Thạch Thiên với ánh mắt kỳ lạ, thánh tử của Vân Tiêu giới, thách thức một người địa cầu vừa sát hạch xong. Con mẹ nó. Chuyện này quá trơ trẽn rồi phải không? Trơ trẽn hơn Quách Ly Long gấp 10 lần. Đây không là cậy lớn ức hiếp nhỏ nữa. Mà là một con sư tử bắt nạt một con thỏ, còn là một con thỏ vừa mới chào đời. Anh bát hoang, đừng đồng ý, Hồng Y nhắc nhở, thực lực của hắn rất mạnh, đã đạt đến cảnh. Giới thiên tôn tầng 2. Không chỉ có Hồng Y nhắc nhớ Trần Đức, mà ngay cả Trình Lâm Phong, tông chủ của Lưỡng Nghi Tông cũng cau mày nói, Trần bát hoang, nhất định đừng đồng ý, cậu, không phải đối thủ của hắn đâu. Trần bát hoang, cậu có thể từ chối lời thách đấu của hắn. Lục Âm Dương im lặng hồi lâu, cũng cảm thấy Thạch Thiên thật quá không biết xấu hổ, cho nên liền đứng dậy nhắc nhở Trần Bát Hoang. Quả thực thông thiên các cho phép thách đấu, hơn nữa cũng cho phép các trận chiến sinh tử. Nhưng, tiền đề là hai thế hệ võ giả trẻ có tuổi tác xấp xỉ nhau có thể thách đấu, vì vậy cũng không vi phạm quy tắc của thông thiên các. Tương tự, bên bị thách đấu có quyền từ chối, Trần Đức, không phải mày rất ngông cuồng sao, đăng đỉnh phá kỷ lục, rất có thiên phú mà. Sao, mày không dám nhận lời thách đấu của Thạch Thiên à? Quách Ly Long cười khấy chế nhạo, ông ta muốn Trần Bát Hoang lập tức chết ngay trước mắt mình, cố ý khiêu khích, nếu mày muốn chứng minh người địa sều không phải rác rưởi thì hãy thể hiện bản lĩnh của mày ra đi, Thạch Thiên cũng trạc tuổi mày, nếu ngay cả cậu ấy mày cũng không đánh thắng, vậy người địa cầu không phải rác rưởi thì là... Gì, ha ha, Trần Bát Hoang, sao, không dám nghênh chiến hả? Sợ rồi, Thạch Thiên thấy Trần Đức im lặng. Sợ hắn không đồng ý bèn khinh bỉ cười nói, chẳng phải mày ngông lâm hả? Chỉ cần mày đánh thắng được tao thì tao không những sẽ đền tiền cược cho mày, mà còn đền gấp đôi. Thạch Thiên không có nhiều linh thạch như vậy, nhưng hắn ta dám khẳng định Trần Bát Hoang không phải đối thủ của mình. Chỉ cần Trần Bát Hoang nghênh chiến thì hắn chắc chắn phải chết. Ha ha, sợ cũng đúng, không sợ mới là lạ đó, Thạch Thiên giơ ngón giữa lên với Trần Đức. Vô cùng kiêu ngạo mía mai, đám rác rưởi trái đất bọn mày làm sao dám đấu với tao? Trận chiến sống còn sao? Thú vị! Khóe miệng Trần Đức khẽ cong, nhìn thoáng qua Thạch Thiên với ánh mắt và vẻ mặt bình tĩnh, lạnh nhạt và lười biếng. Thạch Thiên muốn giết anh, song anh cũng muốn giết Thạch Thiên. Đầu tiên, Trần Đức sẽ không bao giờ nương tay với người muốn giết mình, sau đó là ngày nào mà Thạch Thiên vẫn còn sống thì Đạm Đài Nguyệt sẽ gặp nguy hiểm thêm ngày ấy. Thế nên, Trần Đức hơi ngẫm nghĩ chút rồi lạnh nhạt mở miệng. Tao đồng ý với lời khiêu chiến của mày. Anh vừa đồng ý, mọi người có mặt ở đây đều trợn tròn mắt, Trần Bát Hoang cũng chơi lớn ghẻ. Dù xông lên đỉnh của tháp linh thú, nhưng cũng chắc chắn không phải đối thủ của Thạch Thiên. Sát hạch là sát hạch, thực chiến là thực chiến, hai khái niệm này là hoàn toàn khác nhau. Thạch Thiên đến từ Vân Tiêu giới có vốn liếng hùng hậu, chắc chắn sẽ có vô số con át chủ bài. Còn Trần Bát Hoang thì sao? Anh đến từ một nơi có tài nguyên cằn cỗi như trái đất. Sự chệt lệch giữa cả hai đâu chỉ là ngàn lần hay chục ngàn lần. Trần Bát Hoang lấy cái gì so với hắn ta? Cho dù anh từ chối Thạch Thiên thì cũng đâu có mất mặt. Giờ đồng ý rồi thì tuyệt đối là chán sống. Có rất nhiều người đều thở dài, cho rằng Trần Đức còn quá trẻ nẽn quá cảm tính, mù quáng và ngu ngốc. Trần Bát Hoang, Trình Lâm Phong định khuyên. Nhưng Trần Đức lại nói, tông chủ, ông yên tâm, tôi đều có quyết định của mình. Hai, được rồi, Trình Lâm Phong đành phải ngậm miệng lại không nói thêm gì nữa. Tuy Hoa Linh Vi và Hồng Y đều lo lắng, song cũng không có khuyên anh. Hai cô biết rất rõ, một khi Trần Đức đã đưa ra quyết định thì sẽ khó mà thay đổi. Quân tử chỉ nói một lời, lời đã nói ra thì không bao giờ thu lại. Đây là Trần Đức, Trần Bát Hoang. Có điều... Hoa Linh Vi đã chuẩn bị để ra tay giúp Trần Đức, dù có vi phạm quy định của Thành Thông Thiên thì cũng sợ. Còn Hồng Y,
chẳng ai phát hiện, trong đôi mắt cô ta đã xuất hiện một vòng tròn màu đỏ nhạt trông. Không gian xung quanh cơ thể hơi dập dờn, vặn vẹo. Ha ha, đúng là tự đâm đầu vào chỏ chết mà. Quách Ly Long cười lạnh, trong con người già nua tràn ngập vẻ mong đợi, chỉ cần Trần Đức chết thì ông ta có thể lấy lại số linh thạch đã bồi ra ngoài một cách dễ như trở bàn tay. Ha ha, hay lắm, Trần Bát Hoang, Thạch Thiên bước ra một bước, thoáng chốc, khí thế quanh người chợt bùng nổ. Thiên tôn tầng 2, thiên tôn tầng 2 chân chính. Sát khí trên người hắn ta như một con mãng xà đang quay cuồng, gần như hóa thành thực chất. Trần Bát Hoang, tao phải công nhận rằng trước đó đã xem nhẹ mày, nhưng đáng tiếc, mày có tư chất vỏ song thì sao? Cũng chỉ là một thằng ngu thôi, không những tiến vào Lưỡng Nghi Tông, mà còn dám đồng ý lời khiêu chiến của tao. Lần này, tao sẽ không cho mày một cơ hội sống nào nữa. Trong khi nói chuyện, khí thế trên người Thạch Thiên Vân không ngừng tăng lên, điên cuồng xúc. Thế, trên bầu trời, thời tiết chợt thay đổi, gió lớn rít gào, sắc trời bắt đầu dần dần trở nên âm u, không ánh sáng. Trông hết sức chấn động. 100.000 võ giả trong sân nhìn thấy vậy đều ngơ ngác, nghẹn họng nhìn chân chối. Không hổ là thánh tử Vân Tiêu Giới. Chí là thánh tử của một thế lực hạng ba thôi cũng đã có thế gây ra hiện tượng cỡ đó. Vậy ấn an xương kia phải mạnh đến mức nào? Đám người Quách Ly Long lại mạnh bao nhiêu? Trần Bát Hoang đều đắc tội những loại người khủng bố gì vậy? Mày nói nhảm nhiều ghê, Trần Đức có chút bất lực, tao chỉ muốn hỏi mày một câu là trận chiến sống còn giữa chúng ta đã bắt đầu chưa? Đương nhiên là rồi. Thạch Thiên gật đầu, hẳn ta cũng không muốn chờ thêm một giây nào nữa, lộ ra vẻ tàn nhẫn kéo theo sự chấn động đầy trời xông về phía Trần Đức. Bắt đầu rồi hả? Vậy được rồi, hy vọng kiếp sau mày đừng có tơ tưởng đến người con gái của Trần Bát Hoang tao nữa. Đúng lúc này, Trần Đức chậm rãi ngẩng đầu lên, sau đó, trực tiếp tát một phát về phía Thạch Thiên. Chát! Một tiếng tát tai giòn tan vang lẻn, Thạch Thiên không có một chút chống cự nào, mặc cho cái tát kia tát xuống để lại một dấu bàn tay trên mặt hắn ta. Tiếp theo, Trần Đức cũng không thèm nhìn Thạch Thiên lấy một cái, xoay người, đi về phía Hoa Linh Vi và Hồng Y. Tất cả mọi người có mặt ở hiện trường không hiểu ra sao, đầu óc lập tức tràn đầy dấu chấm hỏi. Trần Bát Hoang định làm gì thế? Sao Bỏng Dương lại không đánh nữa? Đây là vừa bắt đầu đã định chịu thua sao? Khi mọi người vừa cảm thấy khó hiểu chưa được 3 giây thì bỗng nhiên. Một tiếng nổ mạnh chợt vang lên. Rõ ràng có thể thấy được, đầu của Thạch Thiên như là một trái dưa hấu bị rớt bế, nổ nát bét. Trực tiếp biến thành một đống máu loáng, mà cơ thể hắn ta thì vẫn đứng, linh lực vẫn dao động, thậm chí cả sát khí cũng chưa biến mất. Cứ như một khúc gỗ lẳng lặng đứng tại chỗ. Sau khoảng 10 giây, bịch, cơ thể hắn ta đổ ập xuống đất. Chết! Thạch Thiên Thánh Tử Thái Dương Cung, chết! Chết đến nổi không thể sống thêm được nữa. Đầu, thần thức đều biến thành một đống máu loáng, cơ thể không đều cứ thế nằm im trên quảng trường, yên tĩnh, máu me lại quý dị. Hân ta có thể không chết sao? Trần Đức đã sớm không phải là Trần Đức của khi tiến vào tháp linh thú nữa. Sau khi sông lẻn đính, thực lực của anh đã có sự nhảy vọt về chất. Cùng là địa tôn tầng 5, nhưng trước đó anh chỉ có thể chiến đấu với địa tôn tầng 9. Mà giờ anh đã có sức để đánh một trận với thiên tôn tầng 5. Một cái tát kia, không chỉ đơn giản là đòn tấn công về linh lực, mà là thần hồn đan xen với linh lực, cộng thêm cửu trọng cực ảnh nhân sức mạnh lẽn 50 lan. Dưới sức mạnh kết hợp với thần hồn ấy thì chí với cảnh giới và thực lực đó của Thạch Thiên. Không chết mà được sao? Khoảnh khắc khi Thạch Thiên chết, trên quảng trường bao la bát ngát chợt chìm trong yên lặng. Đây là một sự yên lặng dài nhất và lâu nhất từ đó đến giờ. Một giây, hai giây, ba giây, 100 giây. Hiện trường không ai nói gì, chỉ lặng lặng nhìn. Chằm chằm vào cái xác nằm trong vũng máu với sự chấn động, hoảng sợ, kinh ngạc. Từng cái cảm xúc nảy lên trong lòng rồi đan vào nhau. Lập tức giết chết. Trần Bát Hoang, địa tôn tầng 5, dùng một cái tát lập tức. Lập tức giết chết Thạch Thiên. Không thể nào. Trời ạ. Sao có thể thế được? Không chỉ là người xem mà kể cả Quách Ly Long, Ấn An Xương và hơn 10 ông lớn khác của Vân Tiêu Giới mặt mày đều khựng lại như bị nhấn nút pause. Riêng Lục Âm Dương thành thủ thành thông thiên lại không nhịn được dùng mình một cái. Nghĩ mà sợ. Thật sự nghĩ mà sợ.
Lục Âm Dương cảm thấy vô cùng may mắn khi trước đó không vì Chu Tu mà đối đầu với Trần Đức, không thì cái chết của ổng ta chắc sẽ thảm hơn Thạch Thiên ấy nhỉ. Dù sao, xét về thực lực cá nhân thì ông ta hoàn toàn không phải đối thủ của Thạch Thiên. Mọi người gần như sắp quên hít thở như thế nào, cả đám đều cực kỳ hoảng sợ, mở to mắt, há hốc miệng, quên cả nói chuyện và hô hấp. Bích! Cuối cùng, có người trực tiếp nghẹt thở, ngất xỉu. Không chỉ một mà ít nhất 40-50 tu sĩ đã ngất. Xỉu tại chỗ. Bọn họ thật sự không thể chịu đựng nổi sự chấn động và khủng bố hết lần này đến lần khác do Trần Bát Hoang mang lại. Khoảng 200.300 giây sau. Xì xào. 100.000 người trên quảng trường hoàn toàn bùng nổ gây ra từng tiếng chu chéo ồn ào, hỗn loạn. Trần Bát Hoang, châu bò. Trần Bát Hoang, châu bò. Trần Bát Hoang, tôi yêu anh. Từng tiếng hò hét như thủy triều càn quét đinh tai nhức óc, vang vọng bầu trời vang lên. Tất cả mọi người đều bùng nổ, Trần Bát Hoang hoàn toàn trở thành tiêu điểm duy nhất của hiện trường. Gì mà bàn chiến, Trình Nhất Kiếm, Lăng Không đều hoàn toàn bị quên đi, chẳng một ai nhắc tới nữa. Đạo sĩ Đoạn Nguyên kích động đến nỗi mặt đỏ tía tai, hết sức phấn khích, cảm thấy vui mừng và kích động cho Trần Bát Hoang. Quách Ly Long cắn răng, lúc này ông ta thật sự hối hận trước đó không nên kiêu ngạo nói những lời kia. Một yêu nghiệt đỉnh cấp như Trần Bát Hoang vì ông ta mà không gia nhập Tiêu Lôi Môn. Sau khi trở về, ông ta chắc chắn sẽ bị phạt. Những tông môn, thế lực còn lại đều tiến lên hỏi Trần Đức có muốn đối ý không và đưa ra điều kiện càng khiến người ta khó có thể cưỡng lại hơn ban nãy. Trước đó, không ai nghĩ đến anh lại khủng bố như vậy. Địa tôn tầng 5 lập tức giết chết thiên tôn tầng 2. Giữa hai cảnh giới ấy hơn kém nhau cả 4 cảnh giới nhỏ và 1 cảnh giới lớn đó. Hơn nữa, thực lực của Thạch Thiên cũng có thể chiến đấu vượt cấp. Trần Bát Hoang thật sự đã khiến mọi người chấn động. Giang Đồng Hải trưởng lão Thái Dương Cung nhìn cái xác của Thạch Thiên mà sợ hãi lo lắng không thôi, vẻ mặt trắng bệch như người chết, ông ta cực kỳ tức giận, lại không dám ra tay với Trần Đức nên hết sức ức chế. Mọi người, tôi đã quyết định sẽ gia nhập Lưỡng Nghi Tông rồi. Đối mặt với từng cành ô liu vươn tới, Trần Đức vẫn vững lòng, mỉm cười từ chối. Trình Lâm Phong kích động đến nỗi run rẩy, mọi thứ trước mắt thật không chân thật cứ như là mơ và ảo giác. Nhưng ông ấy dám chắc đây là sự thật, đôi mắt đỏ bừng. Đa số thế lực và tông môn đều vô cùng thất vọng lắc đầu, Trần Bát Hoang. Vẫn quá kiêu ngạo, hoặc có thể nói là quá ngu, đã đánh giá quá thấp sự chênh lệch giữa các thế lực với nhau. Sự chênh lệch ấy không phải là toàn bộ thế lực, mà là tài nguyên tu hành. Cuối cùng, bọn họ chỉ có thể đưa mắt nhìn về phía đám Lăng Không, Hoa Linh Vi, Bàn Chiến, Hàn Hư, Trình Nhất Kiếm. Cậu Tư, cậu Bàn, cậu Lăng, Ấn An Sương tiến lên đầu tiên, trực tiếp tìm ba người Hoa Linh Vi. Lăng Không, Bàn Chiến, ba người có bằng lòng ra. Nhập Tiêu Lôi Môn không? Chỉ cần các cô cậu đồng ý thì đương nhiên sẽ được xếp vào đệ tử trung tâm của Tiêu Lôi Môn. Tôi đồng ý. Lăng Không là người đồng ý đầu tiên, hẳn không có lý do gì để từ chối một thế lực hạng nhất cả. Tuy bị Trần Đức bỏ xa hơn cả trăm con phố, nhưng hắn cho rằng, không phải mình quá yếu mà là Trần Bát Hoang quá yêu nghiệt. Hắn thề, sau này nhất định phải vượt qua Trần Bát Hoang. Dù Trần Đức có yêu nghiệt và tư chất cực mạnh thì sao? Gia nhập vào cái tông môn rác rưởi như Lưỡng Nghi Tông thì hắn vẫn còn có hy vọng vượt qua anh ta. Tôi, Hoa Linh Vi hơi chần chừ, nói thật, cô ta cũng khá muốn gia nhập Tiêu Lôi Môn, dù gì thì khởi điểm của nó cũng rất cao, càng thích hợp với mình hơn. Nhưng mà, giữa Trần Đức và Tiêu Lôi Môn lại có chút xích mích, cô ta đang định từ chối. Gia nhập đi, Trần Đức mỉm cười với cô ta, anh không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến tương lai của Hoa Linh Vi. Tuy Quách Ly Long làm cho người ta rất ghét, nhưng phải nói rằng Tiêu Lôi Môn là thế lực tốt nhất trong số những thế lực đến đây và là một sự lựa chọn rất ổn. Được, tôi gia nhập, Hoa Linh Vi gật đầu, đồng ý tiến vào Tiêu Lôi Môn. Cô ta cũng đồng ý khiến Lăng Không càng vui vẻ và thoải mái. Cùng sống trong Tiêu Lôi Môn, chưa biết chừng hắn có thể dựa vào tư chất của mình khiến Hoa Linh Vi đổi ý yêu mình thì sao? Hẳn vẫn chưa hết hy vọng. Ấn An Sương có chút biết ơn liếc nhìn Trần Đức, nếu anh không gật đầu thì rất có thể Hoa Linh Vi sẽ từ chối cô ta. Xin lỗi, tôi chọn Bồng Lai Tiên Tông, Bàn Chiến không có đồng ý với lời mời của An An Sương, Hân đã sớm bàn bạc xong với Bồng Lai Tiên Tông rồi.
bởi vì anh trai của hắn đang ở Bồng Lai Tiên Tông. Mà nó cũng không chỉ đơn giản là một thế lực hạng 3, sau lưng họ còn có một thế lực hạng 2 khổng lồ chống lưng. Xét về tiềm lực thì còn mạnh hơn Tiêu Lôi Môn một chút, nhưng người bình thường hoàn toàn không biết điều này. Hàn Hư không có được Tiêu Lôi Môn mời nên hơi thất vọng, hắn vốn định gia nhập họ, cuối cùng lại chỉ có thể tiến vào Thiên Kiếm Tông. Đám người thuộc hạng 3 trong sát hạch như Trình Nhất Kiếm, sau khi so sánh một hồi cũng tìm được thế lực và tông môn mình thích. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Còn Trình Lâm Phong, sau khi có được một cục cưng như Trần Bát Hoang thì bèn hết sức yên tâm, cũng không có tuyển người tiếp. Nếu ông ấy lại gia nhập vào hàng ngũ cướp người, e rằng sẽ khiến một số người tức giận. Trình Tông Chủ, tôi có thể gia nhập Lưỡng Nghi Tông không? Song đúng lúc này, đạo sĩ Mập Đoạn Nguyên lại bước lên, cười hì hì hỏi. Hừ, Trình Lâm Phong liếc Đoạn Nguyên đánh giá cậu ta, phát hiện thực lực cũng không tệ lắm. Trước đó trong cuộc sát hạch ở tháp linh thú ông ấy cũng chú ý tới người mặc áo đạo sĩ này, hình như cũng đến 400 tầng. Sau đó, cậu ta không có leo lên tiếp, mà lè bỏ cuộc. Cậu cũng rất khá, có thể gia nhập, Trình Lâm Phong gật đầu. Hi hi, cảm ơn tông chủ, Đoạn Nguyên vái chào xong bèn đi đến bên cạnh Trần Đức, đứng chung một chỗ với anh Trần, chúng ta lại gặp nhau rồi. Chúc mừng, Trần Đức cười nói. Lần này... Tổng cộng có hơn 3.700 thí sinh tham gia sát hạch, cuối cùng chỉ có chưa đến 100 người được chọn vào thế lực trong Vân Tiêu giới. 90 mấy phần trăm còn lại chỉ có thế làm nền. Trần Bát Hoang. Ngay khi Trần Đức đang nói chuyện với Đoạn Nguyên thì bỗng có một giọng nói truyền đến, Bàn Chiến mặc một bộ trường bào đứng ở đằng xa đang nhìn chằm chằm vào anh. Trần Đức đáp lại rồi nhìn thẳng đối phương, hỏi. Có chuyện gì? Trần Bát Hoang. Anh chọn Lưỡng Nghi Tông là một lựa chọn sai lầm, có lúc, nỗ lực không quan trọng, chọn đúng người, theo đúng người, có thể tránh phải đi đường vòng được 10 năm, thậm chí là trăm năm, ngàn năm, tôi không cần biết tại sao anh chọn Lưỡng Nghi Tông, nhưng... Sau khi đến Vân Tiêu giới, không cần bao nhiêu thời gian, anh và tôi sẽ gặp nhau lần nữa, lúc đó, tôi nhất định sẽ đánh bại anh, trả lại nỗi nhục mà anh cho tôi hôm nay. Ánh mắt Bàn Chiến lẫm liệt, vẻ mặt nghiêm trọng, nghiêm túc. Sâu trong ánh mắt lóe lên vẻ không cam lòng và ghen tức. Hắn coi chuyện hôm nay là một nổi nhục. Trong dự liệu, hắn mới là tiêu điểm của sự chú ý, một ngôi sao sáng mới, trở thành điểm nóng của cuộc sát hạch tháp linh thú lần này. Hắn đã từng phân tích các đối thủ như Hàn Hư, Hoa Linh Vi, cho rằng những người đó đều sẽ không vượt qua hắn. Đúng vậy, cuối cùng những người này cũng không thể vượt qua hắn. Thế nhưng lại bị một Trần Bát Hoang vô danh tiểu tốt đến từ địa cầu vượt qua. Hẳn cực kỳ không cam lòng. Ồ, được, tôi cũng rất mong chờ, Trần Đức gật đầu với hắn, không tranh luận gì thêm. Nói cho cùng, anh và Bàn Chiến không có qua lại gì, hai người chỉ là người dưng, anh không cần giải thích gì với Bàn Chiến, đối phương muốn vượt qua anh thì cứ vượt qua thôi. Anh tin rằng trên đời này có rất nhiều người mạnh hơn anh, cũng không thiếu một Bàn Chiến này. Cậu Tiếu Bàn, chúng ta phải đi rồi, huynh trưởng của cậu đã chuẩn bị xong một phần cơ duyên đang đợi cậu, lúc đó, có thể đến Thánh Khư, nghênh đón tiền đồ mới. Bên cạnh Bàn Chiến, người của Bồng Lai Thiên Tông thấp giọng nói, hắn cũng không chọn nhiều người, lần này đến Thông Thiên Các, vốn là vì Bàn Chiến. Được, chúng ta đi. Bàn Chiến quay người, theo người của Bồng Lai Thiên Tông rời khỏi đây. Rất nhanh, đám người Hàn Hư, Trình Nhất Kiếm. Cao Nguyệt Tường cũng đi theo thế lực mà mình chọn, lần lượt rời khỏi Thông Thiên Các. Quách Ly Long nhìn Trần Đức một cái sâu sắc, trong lòng bàn tay, linh khí ngưng tụ, đông kết, lặng lẽ xuất hiện một vòng xoáy linh khí đáng sợ. Hôm nay, Trần Bát Hoang khiến ông ta tổn thất nghiêm trọng, ông ta chuẩn bị ra tay. Nhân lúc mọi người ra về, tình hình hơi hỗn loạn, kể cả là Thông Thiên Các cũng chưa chắc có thể điều tra ra ông ta. Lão già này... Đúng lúc Quách Ly Long chuẩn bị ra tay, một bàn tay lặng lẽ đặt lên vai ông ta, theo đó, một luồng năng lượng không thể chống lại truyền vào cánh tay ông ta. Tinh! Quả cầu năng lượng trong tay ông ta tan tành. Không tiếng động. Ai? Toàn thân Quách Ly Long toát mồ hôi lạnh, vô cùng kinh sợ. Rốt cuộc là ai, lại có thế dễ dàng cắt ngang thế chuẩn bị tấn công của ông ta như vậy? Bất giác, Quách Ly Long quay đầu, nhìn về phía sau. Bỗng kinh hãi, là cô, lọt vào trong mắt là một khuôn mặt tuyệt mỹ, một mái tóc dài đỏ lửa,
mặc một chiếc váy dài màu đỏ tươi. Hồng Y. Lúc này, đôi mắt của cô ta gần như biến thành màu đỏ. Trên đầu cô ta xuất hiện hai cái sừng ngọc trắng nõn. Giống với Long Giác. Đúng thế, là tôi, lão già, tôi chỉ cảnh cáo ông một lần, trước khi anh Bát Hoang đặt chân lẻn Vân Tiêu giới, nếu ông dám ra tay với anh ấy, tôi sẽ khiến ông và cả Tiêu Lôi Môn chết không có chỗ. Chôn thân. Nói xong câu này, Hồng Y lui vào trong khe nứt hư không, không nói thêm gì. Nhưng, chỉ một câu nói, cả người Quách Ly Long đã ướt sũng mồ hôi, trên khuôn mặt như sơn một lớp sơn trắng, không còn chút khí sắc. Ông ta cảm nhận rõ ràng sự đáng sợ của Hồng Y. Kiếu khủng bố vô địch thực sự. Mặc dù là tông chủ Tiêu Lôi Môn cũng không đạt đến khí thế đó, đối diện với Hồng Y, ông ta. Giống như đối diện với một vị thiên thần. Vừa nãy, ông ta suýt nghẹt thở. Quá khủng bố rồi. Một lúc sau, Quách Ly Long vẫn chìm trong nỗi sợ hãi, đôi long giác trắng ngọc trên đầu Hồng Y càng khiến ông ta cảm thấy quỷ dị. Quách trưởng lão, ông sao thế? Lúc này, ở chỗ không xa, Ấn An Sương chú ý đến trạng thái của Quách Ly Long, nghi ngờ hỏi. Không, không có gì, Quách Ly Long lắc đầu, chỉ là đột nhiên thấy không khỏe. Được rồi. Chắc chắn Quách Ly Long thực sự không sao, Ẩn An Sương không nói gì thêm, mà nói với Lăng Không, Hoa Linh Vi, hai người còn có chuyện gì không, nếu không còn gì, chúng ta lập tức khởi hành, về Tiêu Lôi Môn. Không có gì, Lăng Không lắc đầu, hận không thế lập tức đến Vân Tiêu giới, đến Tiêu Lôi Môn, thậm chí người nhà của hắn rõ ràng đang ở trong đám đông, hận cũng không muốn đến chào hỏi. Thánh nữ, có thể đợi tôi một chút không, Hoa Linh Vi hỏi. Ừm. Được sự cho phép của Ấn An Sương, Hoa Linh Vi đi đến trước mặt Trần Đức, nói Trần Bát Hoang. Tôi phải đi rồi. Trần Đức cười nói, Linh Vi, cảm ơn cô trước đây đã giúp tôi, đến Tiêu Lôi Môn, tu luyện thật tốt nhé. Khoảng thời gian tiếp xúc với Hoa Linh Vi, Trần Đức thực sự cảm thấy con người cô ta rất tốt, bất luận là từ lúc mới quen biết hay là đến bây giờ, Hoa Linh Vi vẫn luôn muốn giúp anh. Anh không phải táng đá, anh là con người. Cũng có tình cảm của con người, sắp ly biệt, ít nhiều cũng có chút không nỡ. Còn nữa, đến Tiêu Lôi Môn, cuộc sống còn chưa quen, nhớ chăm sóc tốt bản thân, biết chưa? Còn nữa, túi chữ vật này tặng cho cô. Trần Đức lấy ra một túi chữ vật, bên trong là 5.000 cân tử linh thạch, có trò tử linh thạch này, chắc hắn có thể tăng nhanh tốc độ tu luyện của cô. Được. Hoa Linh Vi không từ chối, nhận lấy túi chữ vật, đôi mắt đẹp tha thiết nhìn anh, hồi lâu. Đột nhiên, cô nhẹ nhàng vén khăn che mặt, kiễng nhẹ chân, khơi lên làn gió xuân, hôn lên môi Trần Đức không kịp đề phòng, khẽ đỏ mặt nói. Trần Bát Hoang, tôi từng thề, gặp được người đàn ông trong lòng mới tháo khăn che mặt, anh. Anh phải nhớ tôi đấy, tôi sẽ ở Tiêu Lôi Môn đợi anh, đợi một ngày anh đến tìm tôi. Dưới lớp khăn che mặt, một khuôn mặt tuyệt mỹ, thuần khiết đến ngỡ ngàng, như tiên nữ còn hơn cả tiên nữ. Đặc biệt là đôi má ửng hồng khiến cô ta mê hoặc lòng người như hoa đào chớm nở. Cô ta còn đẹp hơn Ấn An Sương. Khoảnh khắc khăn che mặt được tháo xuống, ánh mắt của rất nhiều người lập tức ngấn người, thẫn thờ. Trần Đức còn chưa kịp nói gì, Hoa Linh Vi đã trở lại bên cạnh Ấn An Sương, được rồi, thánh nữ, chúng ta đi thôi. Ấn An Sương khẽ gật đầu, nhìn Trần Bát Hoang một cái sâu sắc, chúng tôi đi đây, hy vọng lần sau gặp mặt. Anh vẫn có thể khiến tôi kinh sợ, chấn hãi. Ấn An Sương nói xong, cũng đưa theo Lăng Không và Quách Ly Long vẫn còn đang sợ hãi rời khỏi Thông Thiên Các. Trần Bát Hoang, lần sau gặp mặt, tao nhất định bát mày phải quỳ xuống. Lăng Không không nhìn Trần Đức, hắn cực kỳ ghen ghét, cúi đầu đi xa. Bốn người, quay đầu biến mất. Ở bẽn khác, Hồng Y từ khe nứt hư không đi ra, cô ta đã trở về hình dạng ban đầu, chỉ là lúc này. Sắc mặt cô ta rõ ràng hơi tái nhợt. Quy tắc thiên địa đáng chết. Hồng Y nhìn bầu trời một cái, sau đó, cô hết sức bình tĩnh đến trước mặt Trần Đức, anh Bát Hoang, biểu hiện lần này của anh rất chấn động, tôi rất vui, nhưng... Tôi cũng phải đi rồi, tôi không thể ở lại đây quá lâu, sẽ có một ngày anh đủ mạnh, sẽ còn gặp lại tôi. Hồng Y nói xong, nhìn tầng mây dần trở nên sầm tối, ẩn chứa sầm sét, liền nói thật nhanh, anh Bát Hoang. Tôi đợi anh, tạm biệt. Sau đó, phía sau cỏ ta tách ra một khe nứt hư không, Hồng Y lùi vào trong bóng tối. Khe nứt khép lại, người biến mất. Cô bé này,
cũng không nói tôi phải đi đâu mới có thể tìm được cô ấy. Trần Đức bất lực bóp mũi, thế thì phải tìm thế nào? Vân Tiêu giới lớn như vậy, có thể tìm được sao? Anh còn định giao nốt số tử linh thạch còn lại cho Hồng Y, nếu không có 5 cân tử linh thạch của Hồng Y, thì đúng là không thể nào khiến Quách Ly Long cháy máu. Còn về 20% của Thạch Thiên, anh cũng không định lấy tiếp. Mạng của Thạch Thiên cũng đủ để đền bù. Phụ nữ ấy à? Đúng là khó hiếu. Bất giác lại nghĩ đến nụ hôn của Hoa Linh Vi, và khuôn mặt tuyệt sắc đó, Trần Đức càng bùi ngùi. Trong thức hải, Linh Lung khẽ thở dài nhẹ nhõm. Cũng may cỏ bé đó đi nhanh, nếu không e rằng cả thành Thông Thiên cũng không đủ để chôn cùng cô ta. Trần Đức cũng thật may mắn, cho dù là phụ nữ, có ta cũng đặc biệt ngưỡng mộ Trần Đức, anh lại gặp được người của gia tộc đó, hình như. Còn là cấp tiểu công chúa. Tuổi trẻ, đúng là tốt thật, chính Lâm Phong cảm khái, nghĩ đến thời trẻ của ông ấy, cũng phong lưu phóng khoáng, được rất nhiều cô gái yêu thích, nhưng những cô gái đó, so với những người phụ nữ của Trần Bát Hoang, thực sự. Ông ấy cười khổ lắc đầu. Bát Hoang, Đoạn Nguyên, chuẩn bị xong chưa, không còn việc gì nữa thì chúng ta khởi hành thôi. Được. Chuyện của thế tục, cần xử lý thì đã xử lý xong, cần bàn giao cũng đã bàn giao xong, việc gấp trước mắt là phải đến Vân Tiêu giới. Theo như lời của phương trưởng Phật môn Côn Luân Hư, một tháng sau, nhà họ Ưng sẽ xử lý Ưng Thanh Vũ, và cả Âu Dã Tư Linh cũng sẽ gặp họa theo. Hôm nay đã qua 10 ngày, thời gian cấp bách, không được chậm trễ. Tông chủ, tôi chỉ một con chim hoang dã nhàn nhã, không có người thân, không anh em, không bạn bè, cũng không có việc gì, chúng ta khởi hành thôi, Đoạn Nguyên cười ha ha nói. Được. Trình Lâm Phong gật đầu, mong đợi nhìn sang Trần Đức Bát Hoang, Đoạn Nguyên, từ nay về sau, hai cậu chính là đệ tử của Lưỡng Nghi Tông, đây là quà gặp mặt của tôi tặng hai cậu. Trình Lâm Phong lấy ra một thanh kiếm cực kỳ mẻ nát, dường như sẽ gãy bất cứ lúc nào, và một chiếc đạo bào. Kiếm là đế tặng cho Trần Đức, ông ấy nói, Bát Hoang, thanh kiếm này, tôi cũng không biết tên là gì, là một thanh thánh khí còn lại duy nhất trong Lưỡng Nghi Tông, tuy có hơi mẻ nát, nhưng uy lực của nó cũng không kém hơn bao nhiêu so với thánh khí. Đây là thứ tốt nhất duy nhất mà tôi có thể lấy ra, hy vọng cậu đừng để bụng. Trình Lâm Phong khổ sở, có chút hố hẹn. Với tư chất của Trần Đức, gia nhập Lưỡng Nghi Tông đã vô. Cùng thiệt thòi, ông ấy chỉ có thể bù đắp bằng những thứ này. Cảm ơn Tông Chủ. Trần Đức thận trọng nhận lấy thanh kiếm. Anh biết rất rõ thánh khí đại diện cho điều gì. Cho dù anh gia nhập Tiêu Lôi Môn cũng tuyệt đối không dễ dàng cho anh bảo vật quý trọng thế này. Thanh kiếm này mặc dù mẻ nát, cũng xác chân là chí bảo trong chí bảo. Những thứ do thánh nhân tạo ra mới gọi là thánh khí. Thánh nhân mạnh đến mức nào? Trên địa tôn là thiên tôn, sau thiên tôn là thông thần, sau thông thần là thần tôn, là thần vương, sau thần vương mới là thánh nhân. Theo hiểu biết của anh về Vân Tiêu giới, hiện tại, người mạnh nhất hiện nay của Vân Tiêu giới cũng là cao thủ cấp thần vương, Vân Tiêu giới rộng lớn, cũng không nhiều người đạt đến cảnh giới thần vương. Minh khí do thánh nhân chế tạo ra, nghĩ cũng biết chân quý đến mức nào. Từ điểm này có thể nhìn ra Trình Lâm Phong coi trọng anh biết bao nhiêu, hoàn toàn đối đãi với anh như đệ tử thân truyền. Sau này, chỉ cần Lưỡng Nghi Tông không phụ tôi, Trần Bát Hoang tỏi sẽ không phụ Lưỡng Nghi Tông. Ăn một quả trà cục vàng, Trình Lâm Phong đối đãi với anh như vậy, đương nhiên anh cũng phải toàn tâm toàn ý đối đãi Trình Lâm Phong, đối đãi Lưỡng Nghi Tông. Tốt tốt tốt, Trình Lâm Phong nói liền ba chữ tốt, nếu không phải ông ấy cho rằng với thực lực. Thiên phú của mình không có tư cách thu nhận Trần Bát Hoang làm đệ tử, thì ông ấy đã thu nhận anh làm đồ đệ rồi. Đến bây giờ, Trình Lâm Phong vẫn cảm thấy mọi chuyện không được chân thực lắm, giống như nằm mơ vậy, luôn nghĩ rằng rất thiệt thòi cho anh, có lỗi với anh. Bát Hoang, cậu yên tâm, Trình Lâm Phong tôi còn sống một ngày, tài nguyên của Lưỡng Nghi Tông, có thể điều động tùy ý. Ông ấy đã hạ quyết tâm, nhất định phải dốc hết. Sức bồi dưỡng Trần Bát Hoang. Chỉ có như vậy mới có thể xứng với lựa chọn của Trần Bát Hoang. Không phụ sự tin tưởng của Trần Bát Hoang. Trần Đức cất thanh kiếm mẻ nát vào đỉnh Long Văn, bỗng nhiên, không gian trong đính, kiếm Long Ngâm đột nhiên phát ra tiếng kêu, sau đó, tỏa ra luồng hào quang mờ mờ, những hào quang này hội tụ thành rồng, lại nuốt chửng kiếm thánh. Kiếm thánh vốn mẻ nát, vừa bị nuốt trực chiếp hóa thành một đống sắt vụn. Trần Đức thộn mặt, vỏ cùng chấn hãi với cảnh trước mắt. Anh vốn không ngờ đến,
cũng không nhìn rõ là chuyện gì. Trần Đức có chút cạn lời, nếu Trình Lâm Phong biết kiếm thánh một giây trước vẫn còn lành lặn, một giây sau đắp bị nuốt chửng, không biết sẽ có biểu cảm thế nào. Bù! Trần Đức xua tan dòng suy nghĩ, định sau này sẽ tìm hiểu thật kỹ rốt cuộc là thế nào. Đoạn Nguyên, đạo mà cậu tu hành có duyên với Lưỡng Nghi Tông, bộ trang phục này là do tôi dùng linh tơ tầm đế tạo ra, sánh được với bất kỳ linh khí thượng phẩm nào, tặng nó cho cậu làm vật phòng thân. Trong lúc Trần Đức trầm tư, Trình Lâm Phong giao đạo bào trong tay cho Đoạn Nguyên. Cảm ơn tông chủ. Đoạn Nguyên cất đạo bào, cũng không ghen tị với Trần Đức, với thực lực mà Trần Bát Hoang thể hiện ra, anh xứng đáng được Trình Lâm Phong coi trọng. Được, chúng ta đi thôi. Sau đó, một cảnh đáng sợ đã xảy ra, lại thấy Trình Lâm Phong tấn công một quyền vào không. Trung, sau đó không gian trước mắt như sụt lở, đổ sập từng trận, hư vô đen tối trực tiếp nhấn chìm Trần Đức, Đoạn Nguyên. Trình Lâm Phong tóm lấy cánh tay của hai người, trong phút chốc, hai người cũng biến mất vào khe nứt hư không. Mạnh như Trần Đức cũng phải cảm thấy kinh hãi. Vừa tiến vào khe nứt hư không, khắp nơi đều là một vùng tối tăm, yên tĩnh, bốn phương tám hướng đều là sức mạnh giằng xé, dòng hồn loạn vô cùng loạn và anh không thể kháng cự. Đây là lần đầu tiên anh thực sự tiến vào khe nứt hư không, đi xuyên trong khe nứt hư không, cảm nhận rõ ràng được sự đáng sợ trong đó. Kể cả là anh, nếu không có sự hỗ trợ của Trình Lâm Phong, e rằng cũng sẽ bị sức mạnh hư không hủy diệt trong phút chốc, hóa thành hư vô đấy. Lúc này, anh bất giác nhớ đến Hồng Y. Cô bé đó thường xuyên ở trong khe nứt hư không, làm sao có thể giữ được cơ thế lành lặn. CMN, Đoạn Nguyên cũng rất kinh ngạc, tông chủ, đây chính là hư không vỡ vụn trong truyền thuyết phái không? Coi là vậy đi, Trình Lâm Phong gật đầu, đưa theo hai người xuyên như con thoi trong bóng tối, tốc độ nhanh đến kinh người. Thời gian chậm rãi trôi. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, mười tiếng, tới, vi, rồi, n. Sau 10 tiếng, đôi mặt Trình Lâm Phong ngưng lại, tấn công một quyền vào hư không trước mắt, trong tích tắc, bóng tối trước mắt xuất hiện ánh sáng, cùng lúc đó, cùng với tiếng kêu ầm ầm đinh tai nhức óc, ba người từ không trung cao đến hàng trăm mét đáp xuống mặt đất vững vàng. Hoan nghênh đến với Vân Tiêu Giới. Sau khi đáp xuống mặt đất vững vàng, Trình Lâm Phong hít sâu một hơi, vận hành linh khí, trong nháy mắt, năng lượng tiêu hao trong không gian vỡ vụn của ông ấy được hồi phục đến 7-8 phần. Điều mà Trần Đức và Đoạn Nguyên cảm nhận được đầu tiên chính là trọng lực còn đáng sợ hơn Thành Thông Thiên gấp 2-30 lần, cũng may anh và Đoạn Nguyên vẫn có thể chịu được. Lần này, cảnh tượng xung quanh rất hoang vu lạnh lẽo. Thực sự là hoang vu lạnh lẽo, bọn họ đứng trên núi, nhưng mặc dù vậy, xung quanh vẫn có những ngọn núi cao hơn đứng sừng sững, mỗi một ngọn núi đều cao hơn đỉnh Everest ở thế tục, kéo dài không dứt, không nhìn thấy tận đầu. Trên những ngọn núi này, tất cả cây cối, hoa cỏ gần như đều khô héo, trông có vẻ không có dấu hiệu của sự sống, trên một số ngọn núi, ngay cả một cây thực vật cũng không có. Lọt vào mắt là cảnh tượng hoang vu, tĩnh mịch, vắng lặng. Nhưng mặc dù cảnh tượng như vậy, linh khí tràn nhập trong không khí vân nồng đậm hơn Thành Thông Thiên rất nhiều, mặc dù chỉ hít thở một hơi, cũng có linh khí nồng đặc tiến vào trong ngũ quan, lỗ chân lông. Những cây cối, hoa cỏ, khô héo đó còn cao lớn hơn gấp 10 lần so với cây cối của giới thế tục. Tông chủ, đây chính là Vân Tiêu Giới ư, hình như. Hơi hoang vẳng hơn trong tưởng tượng của tôi, Trần Đức thở dài nói. Phóng mật nhìn khắp, trong vòng ngàn mét, không có thứ gì có màu xanh. Mà đây còn là ở trong rừng cây chẽn núi, nếu là ở chỗ khác thì thế nào? Đúng thế, nơi này đúng là Vân Tiêu Giới, nhưng, Trình Lâm Phong nói, vùng này thuộc Bắc Bộ Vân Tiêu Giới, tên là Bắc Hoang. Rất lâu về trước, nơi này cũng từng tràn trề sức sốc, nhưng, vạn năm trước, từng có thánh nhân chiến đấu ở đây, sau một trận chiến, vùng đất Bắc Bộ trở thành một vùng hoang vu. Một trận chiến, khiến cả vùng Bắc Bộ trở nên tiêu điều hoang tàn, Trần Đức chấn hãi. Cuộc chiến giữa thánh nhân đáng sợ đến vậy sao? Đúng thế. Trình Lâm Phong nói, chỉ đáng tiếc, hiện nay, Vân Tiêu Giới đã không có thánh nhân nữa, người mạnh nhất cũng chỉ là cấp thần vương. Lưỡng Nghi Tông chúng ta cũng từng có một vị thánh nhân sáng lập, nhưng vạn năm qua, đã không còn tung tích, ha ha. Trình Lâm Phong bất lực lắc đầu, mục tiêu lớn nhất cả đời ông ấy chính là khôi phục 1% tình hình thịnh vượng của năm đó. Sử sách ghi chép, vạn năm trước, Lưỡng Nghi Tông là tông môn cường mạnh nhất Vân Tiêu Giới,
chứ không phải là một trong số mạnh nhất. Thời đó, số đệ tử tông môn lên đến hàng chục triệu người. Hiện giờ, Lưỡng Nghi tổng chúng ta chỉ có chưa đến nảm ngàn đệ tử, trong đó có 3.000 đệ tử bên ngoài, thực lực địa tiên thất trọng trở lên, 1.000 đệ tử chính thức, đều là địa tôn tam trọng, đệ tử nòng cốt có 800 người, người yếu nhất là địa tôn ngũ trọng, người mạnh nhất đã đạt đến thiên tôn nhất trọng. Trình Lâm Phong đi trước dần đường, ra ý bảo hai người Trần Đức, Đoạn Nguyên đi theo, đồng thời giới thiệu tình hình của Lưỡng Nghi tông. Lưỡng Nghi tông, mạnh thế sao? Trần Đức tặc lưỡi. Chỉ là thế lực tam phẩm hạng 18, đã có nhiều cường giả như mây, cũng thật khủng bố quá. Chẳng trách chỉ với thực lực của Liễu Tông Nguyên cũng không thể tiến vào vân tiêu giới. Mạnh, nếu mạnh thực sự cũng sẽ không chỉ là tam phẩm hạng 18, Trình Lâm Phong nở nụ cười, bất lực lắc đầu, nói. Bát Hoang, Đoạn Nguyên, hai cậu nhớ kỹ, ở đây là vân tiêu giới, nhìn nhận bất cứ việc gì cũng đừng nhìn bằng ánh mắt trước đây của hai cậu, ví dụ như Lưỡng Nghi Tông chúng ta. Tuy chỉ là tam phẩm hạng 18, nhưng dãy núi, tài nguyên, diện tích chiếm cứ của chúng ta tương đương với. Tương đương với quê hương của Bát Hoang, rộng lớn bằng 2/3 Hoa Hạ. Trần Đức nổi tiếng lừng lẫy ở thành Thông Thiên, rất nhiều người kể cả Trình Lâm Phong đã từng điều tra lai lịch của anh, tuy không chi tiết, nhưng bọn họ vẫn biết về Hoa Hạ. Lưỡng Nghi Tông chúng ta chỉ có 5.000 người, có phải không thể tưởng tượng không? Đúng thế. Trần Đức tặc lưỡi. Cái quái gì thế này, Hoa Hạ rộng 9,6 triệu cây em vuông, chứa khoảng 1,34 tỷ người, còn ở đây rộng hơn 6 triệu cây em vuông, nhưng chỉ có 5.000 người. Nhất thời, anh thực sự khó mà chấp nhận được, vì tranh chấp địa bàn mà biết bao nhiêu thế lực ở địa cầu phải trải qua rất nhiều cuộc chiến tranh, trải qua vô số sự chết chóc. Kết quả, khi đến vân tiêu giới. Không sao, sau này mọi người sẽ dần dần thích nghi thôi. Vân tiêu giới có rất nhiều vùng đất hoang vu và rừng rậm. Mặc dù thuộc về một số thế lực, nhưng cũng có những nơi không ai dám đến. Ví dụ như núi Bác Hoang, trong đó có rất nhiều linh thú, dã thú, thậm chí còn có một số yêu thú, số người dám bước chân vào đó chỉ đếm trên đầu ngón tay. Sau này nếu có cơ hội đến núi Bác Hoang thì nhớ kỹ nhất định phải đi đường vòng. Nhớ kỹ rồi. Đoạn Nguyên và Trần Đức thể hiện bản thân đã hiểu rõ. Bất luận ở đâu thì khu vực rừng núi hoang vu luôn là nơi nguy hiểm nhất, đây là quy luật bất biến. Rừng rậm ở địa cầu còn không thể tùy tiện xông vào, chứ đừng nói là nơi thuộc về các người tu. Hành như vân tiêu giới. Tông chủ, có thể nói sơ qua về tình hình ở vân tiêu giới không? Trần Đức hỏi. Đối với vân tiêu giới, chung quy anh vẫn còn quá xa lạ. Mặc dù Linh Lung có biết một vài chuyện, nhưng đã lâu rồi cô ta không đến vân tiêu giới. Có rất nhiều thứ chi tiết cô ta cũng không hiểu rõ. Lý do trực tiếp nhất để Trần Đức đến vân tiêu giới chính là Ưng Thanh Vũ, Âu Dã Tư Linh và thân thế của anh. Cho nên, anh nhất định phải có một sự hiểu biết sơ lược về toàn bộ vân tiêu giới. Mặc dù trước đây Ấn An Sương đã nói sơ qua về sự phân bố của một số thế lực, nhưng cô ta nói rất mơ hồ, không đầy đủ chi tiết. Được, vậy tôi sẽ nói sơ một chút. Trình Lâm Phong rất coi trọng Trần Đức. Ông ta đã từng nói, chỉ cần Trần Bát Hoang gia nhập, bất kể anh có yêu cầu gì, chỉ cần không quá giới hạn và không quá đáng, ông ta đều sẽ đồng ý. Vân tiêu giới được chia thành 5 khu vực. Lớn, Nam Vực, Tây Hải, Bắc Hoang, Đông Nguyên và Trung Châu. Bắc Hoang là khu vực có nhiều tài nguyên cằn cỗi nhất trong 5 khu vực này, rất nhiều thế lực tam phẩm sống ở đây. Tiếp theo là Nam Vực và Đông Nguyên, ở Nam Vực chủ yếu là thế lực nhị phẩm cư trú. Đông Nguyên chính là nơi cư ngụ của thế lực nhất phẩm. Hiện tại ở Tây Hải không có người, ở đó vùng biến chiếm phần nhiều, rất nguy hiểm nên không ai muốn định cư. Trong số đó, ở Nam Vực và Bắc Hoang, lại có 2 cổ quốc nối tiếp nhau, một là cổ quốc Hồn Nguyên, hai là cổ quốc Vô Cương. Toàn bộ Bắc Hoang đều do cổ quốc Vô Cương kiểm soát, 2/3 thế lực Bắc Hoang, bao gồm Lưỡng Nghi Tông cũng chịu sự quản lý của cổ quốc Vô Cương. Ngoài ra, Trung Châu còn có cổ quốc Đại Chu. Đây là cổ quốc có thực lực hùng mạnh nhất trong 3 cổ quốc lớn nói trên, độc nhất vô nhị. Đông Nguyên tương đối hỗn loạn, các thế lực tông môn rất mạnh, không ai có thể thống nhất được, chỉ có Trung Châu mới có thể chấn áp được bọn họ. Tông chủ, không phải Ấn An Sương nói ngoài 3 cổ quốc lớn và các thế lực nhất nhị tam phẩm ra, còn có 16 gia tộc lớn sao, Trần Đức Tiêu. Hóa dần từng chút một thông tin mà Trình Lãm Phong nói. Sau đó hỏi những chuyện mà bản thân quan tâm nhất, 16 gia tộc lớn này thuộc cấp bậc nào?
Đặc biệt là nhà họ Ưng và tộc đệ Ngũ, ông có biết không? Trình Lâm Phong suy tư một chút, tổ chức lại ngôn ngữ, sau đó nói, nói ý thế nào nhỉ, 16 gia tộc này rất đặc biệt, bọn họ, được xem như là những người thực sự khống chế Vân Tiêu giới. Ngừng một chút, Trình Lâm Phong lại nói tiếp, trong ba cổ quốc lớn thì cổ quốc Hỗn Nguyên có 4 gia tộc, cổ quốc Đại Chu có 5 gia tộc, cổ quốc Vô Vương cũng chính là Bắc Hoang chúng ta, có 3 gia tộc. Mặc dù 12 gia tộc lớn không phải là thành viên của ba cổ quốc lớn, nhưng bọn họ lại rất có tiếng nói. Mọi lời nói và việc làm đều có thể ảnh hưởng đến chiến lược trong nước. Nhà họ Ưng mà cậu nhắc đến còn được gọi là tộc Bất Tử Điếu. Gia tộc của bọn họ nằm sâu trong dãy núi Bất Tử. Nhìn chung, ngay cả những thế lực nhất phẩm cũng không dám đụng chạm đến bọn họ. Tông chủ, không phải chứ? Lúc trước tôi ở Côn Luân Hư đã từng gặp người của nhà họ Ưng, còn cùng hẳn chiến đấu một trận. Thực lực của hắn, nhiều nhất cũng chỉ ở địa tiên tầng 9. Trần Đức có chút sững sờ, thế lực nhất phẩm cũng không dám đụng đến. Nhà họ Ưng mạnh đến vậy sao? Không đúng chút nào. Lúc trước khi chiến đấu với anh họ của Ưng Thanh Vũ là Ưng Thiên Hà, thực lực của Ưng Thiên Hà nhiều nhất cũng chỉ ở cảnh giới địa tiên, sao có thể mạnh hơn thế lực nhất phẩm được? Phải biết rằng, trong thế lực tam phẩm hạng 18 như Lưỡng Nghi Tông, thực lực của những đệ tử ngoại vi cũng đã là cảnh giới địa tiên rồi. Cậu, từng có xung đột với nhà họ Ưng, Trình Lãm Phong cau mày, kinh hãi nhìn chằm chằm Trần Đức với vẻ không thể tin được. Đúng vậy, tên đó, nếu tôi nhớ không sai thì hắn tên là Ưng Thiên Hà, Trần Đức đáp. Trình Lâm Phong im lặng, tim lệch đi một nhịp, vẻ mặt kinh hồn bạt vía, một lúc sau mới dần dần khôi phục lại, ông ta bất lực thở dài, Bát Hoang, cậu thật là có năng lực gây chuyện. Sau này nhất định đừng đụng đến nhà họ Ưng, Ưng Thiên Hà không hề yếu như cậu tưởng tượng đâu. Không phải hắn chỉ ở cảnh giới địa tiên tầng 9, mà là thiên đạo địa cầu chỉ cho phép hắn có thực lực địa tiên tầng 9. Mỗi một giới đều có đạo riêng. Nếu một người quá mức mạnh mẽ đến một nơi quá yếu thì sẽ bị thiên đạo giới hạn và áp chế. Tất nhiên, ngoại trừ những thế lực cực kỳ mạnh mẽ, có thể hủy diệt thiên đạo, chẳng hạn cường giả cấp thần vương, thiên đạo ở địa cầu căn bản không làm gì được bọn họ. Nếu cưỡng ép phá bỏ hạn chế thì sẽ bị thiên đạo trừng phạt, đây không phải là chuyện đùa. Dưới cấp thần vương khó có thể chống lại được, bởi vậy, chỉ cần người nào bị trấn áp thì sẽ không dễ dàng ra tay ở giới có thực lực yếu hơn. Thì ra là vậy, Trần Đức đột nhiên hiếu ra, anh bất giác nhớ đến ngọn nguồn hại chết những người anh em của mình và người đàn ông họ Trần kia. Thảo nào sau khi đến địa cầu, hắn ta đã lập tức bồi dưỡng nên những người như Lâu Vạn Xuân, Tà Vô Cương và Phương Tâm Ngọc, những người này đều làm việc cho hắn ta, tất cả mọi chuyện đều đã rõ ràng. Sau khi tìm hiểu sơ lược về nhà họ Ưng xong, Trần Đức lại hỏi, Tông Chủ, vậy tộc đệ Ngũ thuộc? Bát Hoang, đừng nói với tôi là cậu cũng đã từng xảy ra tranh chấp với người của tộc đệ Ngũ, Trình Lâm Phong đau đầu, ông ta rốt cuộc đã chiêu mộ một tên chuyên gây sự đến mức nào, nếu thực sự có mâu thuẫn với tộc đệ Ngũ thì toàn bộ Lưỡng Nghi Tông chắc chắn tiêu đời. Không có. Trần Đức lắc đầu, chỉ là nghe nói qua về gia tộc này, muốn tìm hiểu một chút. Phù, thế thì tốt, Trình Lâm Phong thở phào nhẹ nhõm, Vân Tiêu giới tổng cộng có 16 gia tộc lớn, vừa rồi đã nói đến 12 gia tộc, còn gia tộc đệ Ngũ thuộc về 4 gia tộc lớn khác. 4 gia tộc lớn này là những người duy nhất ở Tây Hải, sinh sống trên các hòn đảo ngoại biến, cũng chỉ có bọn họ mới có loại sức mạnh này. Còn cụ thể, tôi cũng không biết nhiều, cậu chỉ cần biết rằng, bất cứ gia tộc nào trong 4 gia tộc lớn đó, chỉ cần bọn họ bằng lòng, tiêu diệt một quốc gia lâu đời không phải là chuyện khó. Trần Đức có chút choáng váng, nhà họ Ưng, gia tộc đệ Ngũ. 2 gia tộc, một liên quan đến người phụ nữ của anh, một liên quan đến thân thế của anh, mà gia tộc này so với gia tộc kia còn cường đại hơn. Nhất thời, anh liền cảm thấy áp lực vô cùng lớn. Anh chỉ còn thời gian gần 20 ngày nữa, trong 20 ngày ngắn ngủi. Anh buộc phải đạt được thực lực đủ để đấu với nhà họ Ưng. Khô, Bát Hoang, Đoạn Nguyên, tôi nhắc nhở các cậu một lần nữa, đột nhiên, Trình Lâm Phong dừng lại bước chân, quay người, thận trọng nói với hai người. Mức độ tàn khốc của Vân Tiêu giới không hề kém sơn so với giới lúc trước của các cậu, sau khi gia nhập Lưỡng Nghi Tông, các cậu chỉ có thể dựa vào chính mình, cho dù tôi rất coi trọng các cậu, trừ khi có người thuộc thế hệ trước không biết xấu hổ ra tay với các cậu. Còn bằng không những việc khác, chỉ có thể dựa vào bản thân các cậu giải quyết. Vâng, Tông Chủ, Đoạn Nguyên cực kỳ kích động đáp lại,
Trần Đức cũng nói, tông chủ yên tâm, chúng tôi sẽ chăm sóc tốt bản thân. Được rồi, còn về những thứ khác, những việc liên quan đến Vân Tiêu giới, sau khi vào tông môn, đọc thêm sách, các cậu sẽ hiểu. Ngoài ra, trong Vân Tiêu giới thứ không đáng tiền nhất chính là mạng người, ngay cả trong Lưỡng Nghi tông chúng ta, mỗi ngày cũng có vài võ giả chết, mặc dù Vân Tiêu giới có luật pháp, nhưng quy tắc chỉ có một. Đó chính là, kẻ yếu, sẽ chết. Trần Đức và Đoạn Nguyên nhìn nhau, đối với thế giới như vậy, hai người không những không sợ hãi mà còn nhìn thấy sự kỳ vọng trong mắt nhau. Được rồi, chúng ta đi tiếp. Trình Lâm Phong nói xong, tiếp tục dẫn hai người đi về phía trước, rất nhanh, chưa đến 10 phút, bọn họ cảm nhận rõ ràng rõ nét một tầng sóng gợn trong không gian trước mặt, như thế bọn họ đã xuyên qua một lớp nước. Ngay sau đó, khung cảnh trước mắt đã thay đổi rất nhiều, không còn là một vùng hoang vu nữa, mà xuất hiện những đình đài lầu các xen kẽ nối tiếp nhau. Những công trình kiến trúc này đều được làm bằng gỗ, trên mỗi một ngôi nhà đều được chạm khắc những hoa văn, họa tiết tinh xảo, giống như những tác phẩm nghệ thuật, đẹp đến nghẹt thở. Tông chủ, vừa rồi chúng ta, Đoạn Nguyên khá khó hiểu, sao đột nhiên lại đi vào được. Là trận pháp, mỗi một tông môn, thế lực đều sẽ có một vài trận pháp, dùng để che giấu thế lực và phòng thủ một vài cuộc tấn công. Trình Lâm Phong giải thích nói, có điều, đối với một số người có thực lực cường mạnh, những trận pháp này không có tác dụng, chúng giống như đồ trang trí mà thôi. Ồ, Đoạn Nguyên đã hiểu. Đúng vào lúc này, đột nhiên phía trước có bốn bóng người từ xa vút đến, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt ba người. Tông chủ. Bốn người hơi khom người cúi chào Trình Lâm Phong, chiều cao của bọn họ không giống nhau, ba nam và một nữ, tuổi tác đều không nhỏ. Người đứng phía trước nhất, lớn tuổi nhất chống gậy, nước da vàng, dáng người mảnh khảnh hơi khom, hai mắt có chút vẩn đục, mặc áo choàng đạo sĩ Lưỡng Nghi hai màu đen trắng giống như Trình Lâm Phong. Còn hai nam một nữ phía sau ông ta mặc áo choàng đạo sĩ màu xanh lam, chẽn áo đạo sĩ vẽ bát quái vuông vức. Trong số đó, hai người đàn ông nhìn khoảng 50 tuổi, một người khí tức điềm tĩnh, nội liếm, còn người kia thì hoàn toàn ngược lại, đầy phô trương, ngang ngược. Người phụ nữ duy nhất búi tóc cao, trông vẻ trung tuổi, dáng vẻ điềm đạm an tĩnh. Ừm. Trình Lâm Phong khẽ gật đầu, bát hoang. Đoạn Nguyên, bốn vị này là trưởng lão của Lưỡng Nghi Tông. Nói xong, Trình Lâm Phong liền giới thiệu từng người một. Người lớn tuổi nhất là Đồ Trường Sinh, khí thức nội liếm là Từ Thái Khôn, người phô trương là Cung Trường Lâm, người phụ nữ duy nhất là Lý Thanh Nguyệt. Xin chào bốn vị trưởng lão. Hai người Trần Đức và Đoạn Nguyên thận trọng nghiêm túc chào hỏi. Trình Lâm Phong cũng giới thiệu, hai người này là đệ tử tôi thu nhận từ Thành Thông Thiên trong chuyến đi lần này. Cậu này tên là Đoạn Nguyên, đã leo lên tầng thứ 400 của tháp linh thú. Cậu này là Trần Đức, tự là Bát Hoang, đã leo lên đỉnh tháp linh thú, giành được vị trí đứng đầu trong cuộc sát hạch. Lời này của Trình Lâm Phong vừa nói ra, ánh mắt bốn người cùng lúc nhìn đến Trần Đức. Không ngoại lệ. Trong mắt của mọi người đều mang theo vẻ nghi ngờ. Ha! Cung Trường Lâm phá lên cười, chế giễu nói, tông chủ, ông học được nói dối từ khi nào vậy, cậu ta, đứng đầu. Còn leo lẽn đỉnh tháp linh thú. Tông chủ, cho dù ông muốn làm cho chúng tôi vui vẻ, cũng không cần thiết phải trêu đùa chúng tôi như vậy chứ. Trò đùa này không buồn cười chút nào. Nụ cười chế giễu của Cung Trường Lâm không hề che đậy, hoàn toàn không tin những lời của Trình Lâm Phong. Lý do rất đơn giản, thực lực của Trần Đức chỉ ở cảnh giới địa tôn ngũ trọng, Cung Trường Lâm biết rất rõ về cuộc sát hạch của tháp linh thú, hồi đó cho dù là địa tôn lục trọng, thất trọng, bát trọng cũng không có ai leo lên được tới đỉnh. Tuy nói sát hạch tháp linh thú không chỉ dựa vào thực lực, nhưng thực lực là một phần rất quan trọng, chiếm ít nhất 60-70%. Thực lực là nền tảng của sát hạch. Còn Trần Đức, cảnh giới địa tôn ngũ trọng, loại thực lực này có thể leo tới đỉnh sao? Dẫu rằng, ngay cả Cung Trường Lâm ông ta tin có kỳ tích xảy ra chẽn đời này, nhưng người đứng đầu, leo lên đỉnh sao có thế chọn Lưỡng Nghi Tông của bọn họ, một thế lực tam phẩm hạng 18. Dựa vào cái gì, chẳng lẽ dựa vào Lưỡng Nghi Tông là một môn phái của thánh nhân chưa suy tàn? Ha ha! Không chỉ Cung Trường Lâm, ba vị trưởng lão khác mặc dù không nói, nhưng hiển nhiên quan điểm của bọn họ hoàn toàn giống Cung Trường Lâm. Trình Lâm Phong có chút không biết phải làm sao. Thái độ của bốn người cũng nằm trong dự liệu của ông ấy, ngay cả bản thân ông ấy giờ phút này vẫn còn cảm giác mơ mơ màng màng, nếu không phải Trần Bát Hoang ở trước mặt, ông ấy cũng không dám tin.
Tóm lại, bất kể mọi người có tin hay không, hắn quá thực là đứng đầu, mọi người có thể tự mình tìm hiểu, Trình Lâm Phong biết bây giờ mình có nói gì bọn họ cũng sẽ không tin, dứt khoát đổi chủ đề. Bên trên đưa ý chí xuống rồi, lần này số người tham gia thánh khư sắp xếp như nào? Tông chủ, đúng là đưa xuống rồi, Đồ Trường Sinh ở phía trước nhất tuổi lớn nhất lật lòng bàn tay, trong tay xuất hiện một cuộn thánh chỉ màu tím, thế lực tam phẩm, dưới hạng 10, mỗi tông môn được 3 người. Chỉ có 3 người thôi sao, nghe thấy số lượng này Trình Lâm Phong nhíu chặt mày. 3 người, thực sự là có chút ít, nhưng số lượng này cũng xem như nằm trong dự liệu, số lượng người trước đây cũng không chênh lệch nhiều với số lượng lần này. Sau khi suy nghĩ một lúc, ông ấy nói với Đồ Trường Sinh, chỉ còn 3 ngày nữa là thánh khư mở ra, như này đi, mấy người đi triệu tập tất cả các đệ tử đến nơi luyện võ. Vảng. 4 vị trưởng lão lần lượt đáp lại, trong nháy mắt liền xoay người rời đi. Khi bọn họ rời đi, Trần Đức nghi hoặc hỏi, tông chủ, thánh khư là gì? Bát Hoang, Đoạn Nguyên, các cậu có lẽ còn chưa biết, thánh khư là di tích của thánh nhân trong cổ quốc Vô Cương, cách 100 năm, di tích sẽ mở ra một lần, đến lúc đó, tất cả các tông môn ở vùng đất Bắc Hoang sẽ cử thế hệ trẻ đi, tìm cơ duyên. Trình Lâm Phong nói, lần này sát hạch ở Thông Thiên Các sở dĩ có thế lực tam phẩm hạng nhất đến, chính là bởi vì thánh khư sẽ xuất hiện, bọn họ muốn tuyển chọn những người tốt nhất tiến vào thánh khư, tìm kiếm cơ duyên. Cơ duyên, có những cơ duyên gì, Đoạn Nguyên hai mắt sáng lẻn, ước ao nói. Trong thánh khư có truyền thừa của thánh nhân, như võ kỹ, công pháp, vũ khí, đây là một phần cơ duyên, một phần khác đến từ người tiến vào thánh khư, trong thánh khư cho phép chém giết, cướp đoạt, nếu thực lực đủ mạnh, bảo vật của người khác mang đến đương nhiên cũng sẽ trở thành cơ duyên. Trình Lâm Phong mang theo kỳ vọng, mỗi lần thánh khư xuất hiện, cũng là một cơ hội để cải tổ thế lực, người của Vương Triều Vô Cương sẽ đích thản chọn một vài thế lực trong thánh khư, phong cho họ danh hiệu, ban thưởng tài nguyên, trăm năm trước có một thế lực tam phẩm hạng 18, bởi vì nhận được cơ duyên của thánh nhãn, cộng thêm tài nguyên mà Vương Triều ban thưởng, cuối cùng trở thành thế lực hạng nhất. Nếu trong thánh khư có truyền thừa của thánh nhãn, vậy tại sao Vương Triều không tự phái người vào lấy, Trần Đức nghi hoặc hỏi. Hai lý do, một là, nếu Vương Triều làm như vậy sẽ đi ngược lòng dân, hai là, dạ dày của Vương Triều không lớn đến mức có thể nuốt xuống, truyền thừa cần thiên thời địa lợi nhân hòa, càng cần phải lĩnh ngộ, Trình Lâm Phong hòa nhã nói. Bát Hoang, trong số 3 người lần này, tôi định sẽ cho cậu một chân, cậu nhất định phải nắm chắc. Trần Đức khẽ ngây ra, nói cảm ơn tông chủ. Anh Trần, nếu có được cơ duyên, đừng quên tôi đấy, Đoạn Nguyên hâm mộ không thôi. Nhưng không hề bất mãn, khoảng cách giữa anh ta và Trần Đức quá lớn. Mọi người đã đến gần đông đủ rồi, chúng ta đi thôi, Trình Lâm Phong nhìn đến một ngọn núi cách đó không xa, phía trên ngọn núi đã có rất đông người, ông ấy lập tức dẫn theo Trần Đức và Đoạn Nguyên đi tới đó. Toàn bộ đỉnh núi rất bằng phẳng, giống như bị mũ, mũ. Một lưỡi dao khổng lồ cắt đứt, ở giữa dựng một tấm bia đá cao khoảng 100 mét. Trên tấm bia đá viết 3 chữ trường luyện võ khoáng đạt nghĩa khí, ánh sáng lưu chuyển. 5.000 đệ tử của Lưỡng Nghi Tông đã tập hợp hoàn tất. Ở phía trước nhất, 4 trưởng lão đứng thẳng tắp, mà phía sau là đệ tử sau cùng, đệ tử thân truyền của 4 trưởng lão, phía sau nữa là 800 đệ tử trung tâm, 1.000 đệ tử chính thức, 3.000 đệ tử ngoại vi, ký danh. Ngoài 5.000 người này, còn có một vài chấp sự, tạp vụ. 5.000 người, không nhiều. Nhưng bọn họ tập hợp lại, cho dù không nói chuyện, cũng không hung hăng, nhưng khí tức hùng dũng, giống như đại dương tĩnh lặng, lại giống như dã thú đang ngủ đông, không động thì thôi, động sẽ kinh thiên động địa. Vân Tiêu Giới đúng là Vân Tiêu Giới, chỉ mới là thế lực hạng 18, Trần Đức đứng phía sau Trình Lâm Phong nhìn thấy 5.000 người trước mặt, trong lòng thở dài cảm khái. Đồng thời, anh cũng cẩn thận đánh giá các đệ tử thân truyền của 4 vị trưởng lão, trong số 4 người này. Người mạnh nhất là một cô gái, khoảng 21-22 tuổi, mắt phượng mày ngài, nước da trắng ngần, dáng người đẹp. Cô ta đứng ở phía sau Đồ Trường Sinh, dựa vào linh khí dao động, có lẽ là cảnh giới thiên tôn nhất trọng, cỏ ta hẳn là đệ tử trung tâm mạnh nhất mà Trình Lâm Phong đã nói tới. 3 người còn lại, một người là địa tôn cửu trọng, là đệ tử của nữ trưởng lão Lý Thanh Nguyệt đó, cao khoảng 1m7, trông khá khôi ngô, làn da cực trắng, khá giống con gái. Tiếp đến, là đệ tử của cung Trường Lâm, địa tôn bát trọng,
cũng giống như cung Trường Lâm, khá kiêu ngạo, phô trương. Sau đó, là đệ tử của Từ Thái Khôn, cũng là địa tôn bát trọng, nhưng từ khí tức dao động, yếu hơn một chút so với đệ tử của cung Trường Lâm. Tông chủ, mọi người đã tới đủ, xin cho chí thị, lúc này, Đồ Trường Sinh chống gậy, bước lên phía trước hai bước, chậm rãi nói. Được. Ánh mắt quét qua 5.000 đệ tử, Trình Lâm Phong khẽ hằng giọng, rồi nói, mời mọi người tới. Đây, có hai việc, một là lần sát hạch thông thiên các lần này, tôi đã thu nhận được hai đệ tử mới. Trần Bát Hoang, Đoạn Nguyên, Trình Lâm Phong không nói gì về kết quả sát hạch của hai người, sau khi giới thiệu sơ qua về hai người, ông ấy dừng lại một chút rồi nói tiếp, hai là, chắc hắn mọi người cũng biết, cứ cách 100 năm, Thánh Khư sẽ được mở trong 3 ngày nữa, lần này. Vương Triều Vô Cương cho Lưỡng Nghi Tông chúng ta số lượng 3 người, cũng có nghĩa là, lần này trong số mọi người sẽ có 3 người đại diện cho Lưỡng Nghi Tông chúng ta đến Thánh Khư. Trình Lãm Phong vừa dứt lời, có thể nhìn thấy rõ ràng hơn 5.000 người có mặt, ánh mắt của mỗi người đều trở nên khao khát, có thần, tràn đầy chờ mong. 5.000 người, chọn 3 người. Với số lượng ít hiếm có như vậy, không cần nói cũng biết sẽ là 3 người mạnh nhất trong thế hệ trẻ. Hầu hết mọi người đều biết rất rõ bọn họ sẽ không có cơ hội được chọn, nhưng bọn họ vẫn cảm thấy kích động, phấn chấn vì điều đó. Thật sự là bởi vì một khi trong 3 người đến không ai có thể được Vương Triều Vô Cương nhìn chúng thì tài nguyên được thưởng sẽ ban cho mỗi một đệ tử. Nếu có thế may mắn tăng thứ tự của Lưỡng Nghi Tông lên thì ngoài tài nguyên ra, còn có thể chiếm được nhiều khu vực. Và lại, còn có được quyền sử dụng mãi mãi đối với những tài nguyên bên trong khu vực ấy. Hơn nữa, dù không được Vương Triều Vô Cương thưởng, không thế thăng cấp, nhưng chỉ cần trong 3 người được chọn có được cơ duyên, thực lực tăng cao thì địa vị và thực lực của Lưỡng Nghi Tông cũng sẽ tăng lên một mảng lớn. Có thể nói, rất nhiều tông môn đều muốn trổ hết tài năng và tranh thủ tối đa chính là vì Thánh Khư trăm năm khó gặp một lần sắp mở ra. Cơ hội như thế bị thế hệ đệ tử của họ gặp phải thì có thể không phấn khích, kích động sao? 3 người, vậy thì chắc chắn sẽ là Sư Tỷ Vô Song, Sư huynh Tuấn Hiền và Sư huynh Chính Thanh. Đúng vậy, chắc chắn sẽ là họ. Mấy ngày trước vừa trải qua sát hạch, 3 người họ đều nằm trong top 3. Ngoài họ ra, còn ai có thể đảm nhiệm chứ? Đúng đó, Vô Song Sư Tỷ chính là thiên tôn tầng 1, cũng là người mạnh nhất trong số chúng ta. Tôi cảm thấy lần này tông môn chúng ta chắc chắn có thể tăng hạng. Không ngờ lại có thể gặp được Thánh Khư mở ra, đúng là may mắn ghê. Hơn 5.000 đệ tử kích động bàn tán xôn xao, đặc biệt là 3 đệ tử đứng phía sau Đồ Trường Sinh, Lý Thanh Nguyệt, cung Trường Lãm, trong mắt không nén nối vẻ kích động. Bởi vì họ chính là Diệp Vô Song, Lưu Tuấn Hiền và Vương Chính Thanh trong miệng mọi người. Đợi đến khi tiếng bàn tán dần nhỏ đi rồi biến mất, Trình Lâm Phong mới nói tiếp, chuyện này rất quan trọng, theo lý hẳn phải dựa vào so đấu để chọn ra người mạnh nhất. Nhưng 3 ngày trước, cuộc sát hạch trong tông môn mới kết thúc, nên sẽ không làm nữa. Trong lòng tôi cũng đã có người được chọn. Người đầu tiên là đệ tử của Đồ Trướng Lão, Diệp Vô Song. Cảm ơn tông chủ, Diệp Vô Song lén tiếng đáp. Lại, khom lưng cảm ơn Trình Lâm Phong. Người thứ hai là đệ tử thân truyền của trưởng lão Thanh Nguyệt, Lưu Tuấn Hiền. Cảm ơn tông chủ. Lưu Tuấn Hiền cũng bước lên, khom lưng cảm ơn. Còn người thứ ba, Trình Lâm Phong còn chưa nói xong. Vương Chính Thanh đứng sau cung Trường Lâm đã nhếch miệng lộ ra một nụ cười tự tin đầy kiêu ngạo. Khi hắn ta định bước lên thì lại nghe Trình Lâm Phong nói. Là đệ tử mới thu của tôi, Trần Bát Hoang. Thoáng chốc, Vương Chính Thanh đã bước ra chân chợt cứng lại như bị nhấn nút pause, sững sờ tại chỗ, khó có thể tin nhìn Trình Lâm Phong. Không những hắn ta mà ba từ Trần Bát Hoang vừa xuất hiện thì cả 5.000 đệ tử và 4 gã trưởng lão đều kinh ngạc, khó tin nhìn về phía Trình Lâm Phong. Trong đó, người không phục nhất chính là cung Trường Lâm. Có điều, người lên tiếng đầu tiên không phải cung Trường Lâm, mà là Đồ Trường Sinh, ông ta nghiêm túc nói. Tông chủ, Thánh Khư trăm năm mới mở một lần, đây không phải chuyện nhỏ, hoàn toàn có khả năng liên quan đến sự thịnh suy của Lưỡng Nghi Tông chúng ta. Tôi cho rằng, sự sắp xếp vị trí thứ ba kia có vẻ không thỏa đáng cho lắm. Cái gì gọi là không thỏa đáng cho Lâm, cung Trường Lâm không nén nổi cơn tức của mình. Rõ ràng là đệ tử của ông ta, giờ lại bị một tên mới tới cướp mất thì sao mà vui nổi, trực tiếp nói. Tông chủ, tôi nói thật, mặc kệ Trần Bát Hoang kia có quan hệ gì với ông, nhưng nếu ông cho cậu ta cái vị trí lần này, cung Trường Lâm tôi là người đầu tiên phản đối.
đệ tử Vương Chính Thanh của tôi có điểm nào yếu hơn cậu ta chứ? Đúng đó tông chủ, tôi cũng cho rằng không ổn, Lý Thanh Nguyệt cũng lên tiếng. Quả thật sự sắp xếp ấy không ổn thật, mong tông chủ hãy suy xét kỹ lại, Từ Thái Khôn cũng nói. Tứ đại trưởng lão đồng loạt phản đối. 5.000 đệ tử cũng sôi nổi bàn tàn, tỏ vẻ khó hiểu. Một tên mới tới, hơn nữa cánh giới cũng không. Có gì đặc biệt, dựa vào cái gì có thể đảm nhiệm trách nhiệm đó. Đây chính là cơ hội trăm năm khó gặp, nếu bỏ lỡ thì phải đợi thêm 100 năm nữa. Trần Bát Hoang được không vậy? Tông chủ bị gì thế? Trước đây vẫn luôn công bằng mà, sao lần này lại thiên vị một tên mới tới? Nghe giọng điệu của cung trưởng lão, không lẽ người nọ là con riêng của tông chủ? Đừng nói bốn vị trưởng lão không phục, tôi cũng không phục. Trong số chúng ta không có 1.000 thì cũng có 800 đệ tử địa tôn tầng 5, mắc gì anh ta được chọn? Đúng vậy, một cái tát của Chính Thanh sư huynh thôi cũng đủ để đập chết anh ta rồi. Mong tổng chủ suy nghĩ lại. Mong tông chủ suy nghĩ lại. Đúng lúc này, Diệp Vô Song, Lưu Tuấn Hiền và Tiêu Chính Thái đệ tử của Từ Thái Khôn cũng kính cẩn khom lưng, khuyên nhủ. Trần Đức thấy cảnh ấy thì lắc đầu. Quả nhiên, mới tới đúng là không được thích. Song, anh cũng không nói gì vì đã sớm tập mãi thành thói quen với trường hợp như hôm nay nên trực tiếp làm lơ, giá vờ như không nghe không thấy gì hết, cũng chẳng so đo tính toán làm gì. Sau này, còn có rất nhiều cơ hội để chứng minh thực lực nên anh cũng không lo. Việc sắp xếp vị trí thứ ba khiến mọi người bàn tán, Trình Lâm Phong giống như đã sớm đoán được tình huống như vậy nên cũng chẳng sốt ruột, chuẩn bị chờ họ bàn tán xong mới nói ra nguyên nhân. Nhưng mà, đúng lúc này, Vương Chính Thanh bỗng bước lên một bước, mặt mày khó chịu, âm trầm nói, tông chủ, dựa theo quy định trong tông thì cơ hội quan trọng như vậy có thể khiêu chiến người được chọn. Tôi, Vương Chính Thanh, muốn khiêu chiến Trần Bát Hoang. Hắn ta nói xong, ánh mắt lập tức nhìn về phía Trần Đức đang đứng bên cạnh. Trần Bát Hoang, anh có dám đồng ý không? Có điều, tôi khuyên anh đừng nên đồng ý, tự động từ. Bỏ cơ hội tiến vào Thánh Khư đi. Nơi ấy không phải loại người mới tiến vào vân tiêu giới như anh có thể vào đâu. Hơn nữa, tay chân là không có mắt, anh cũng không muốn vừa đến vân tiêu giới đã bị đánh bị thương nặng gần chết, nằm cả 1,5 năm trên giường đúng không? Ha ha! Hai tiếng ha ha kia của hắn ta cười đầy khiêu khích. Hoàn toàn tràn ngập vẻ cười cợt và chế giễu. Vương Chính Thanh vừa nói, linh khí cũng bùng nổ, thoáng chốc, linh khí trong cơ thể như một con dã thú sổng chuồng lao ra. Từng cơn gió lớn quay cuồng trong không gian khiến đất đá bay đầy trời. Tông chủ, tôi nên đồng ý hay từ chối đây? Trần Đức quay sang dò hỏi ý kiến của Trình Lâm Phong, anh mới đến nên vẫn muốn điệu thấp chút, không muốn gây chuyện cho lắm. Nhưng với tình hình trước mắt thì có vẻ không thể điệu thấp được rồi. Đồng ý đi. Trình Lâm Phong thở dài, nhỏ giọng nói, còn nhớ lời tôi nói không, ở vân tiêu giới, có thực lực mới có quyền nói chuyện. Vừa hay. Cậu cũng có thể nhân cơ hội này thể hiện một chút chính mình. Xong, cậu nhớ ra tay nhẹ tí nhé, đừng làm cậu ta bị thương nặng quá. Được rồi tông chủ, ông yên tâm đi, Trần Đức nói xong bỗng bước lên 4-5 bước, nói Chính Thanh sư huynh, xin dạy bảo cho. Soạt, Trần Đức vừa nói xong, Vương Chính Thanh lập tức ra tay, không cho anh chút thời gian chuẩn bị nào. Bởi vì, tuy Trình Lâm Phong nói rất nhỏ, nhưng hân ta vẫn nghe được. Vương Chính Thanh cảm thấy hết sức tức giận, chuẩn bị trực tiếp giết chết Trần Bát Hoang, vả mặt Trình Lâm Phong. Vương Chính Thanh lắc mình một cái đã lập tức xuất hiện trước mặt Trần Đức, rồi bỗng giơ tay cao lên, chụm tay lại thành một trường, bố thẳng xuống đầu anh. Tay hắn ta giống như trở thành một thanh đao sắt vô cùng sắc bén, kéo theo từng tiếng rít chấn động màng tai, tỏa ra ánh sáng chói mắt, nhanh đến mức rất nhiều người đều không nhìn thấy rõ được. Có cần phải như vậy với một võ giả địa tôn tầng 5 không? Đôi môi đỏ mỏng của Diệp Vô Song khẽ mở, kinh ngạc nói. Tuy một chướng đao này của Vương Chính Thanh không dùng hết sức mạnh, nhưng cũng có 70-80%, đừng nói địa tôn tầng 5, e rằng ngay cả địa tôn tầng 6, tầng 7 cũng không đỡ nối. Một tên mới tới có thể đỡ nối một chiêu này mới là lạ. Tên kia, chắc chắn sẽ né nhỉ, mà cũng không biết có né được hay không nữa. Diệp Vô Song vừa nghĩ đến đó, quả nhiên đã thấy Trần Bát Hoang hơi bước ra một chút. Cơ thể khẽ lệch về phía bên phải, rồi né được một chưởng kia. Vậy mà lại có thể né được, cũng được đó, tiếc là, đối với đệ tử của tôi thì vẫn yếu lắm, khóe miệng cung trường làm lộ ra một nụ cười lạnh,
khoang tay đứng, mặt mày đầy sự tự tin, lẳng lặng quan sát. Né, anh né nổi sao? Một trường của Vương Chính Thanh khẽ đáo, thoáng chốc như lưỡi dao bị đảo ngược lại phát ra một luồng ánh sáng chói mắt bổ về phía Trần Đức. Có điều, lại bị Trần Đức né được thêm một lần. Nữa, tuy góc độ của Vương Chính Thanh rất hiếm, khí thế như khóa chặt tất cả vị trí, nhưng, hắn ta vẫn cứ không thể tìm thấy lỗ hổng, đều bị Trần Đức linh hoạt né tránh. Sau mười mấy hai mươi lần, hơn 5.000 đệ tử vốn đang kích động chờ Vương Chính Thanh trổ hết tài năng bèn trở nên cực kỳ khó chịu, hét. Nè, cái tên Trần Bát Hoang kia, anh nhát như vậy hả? Sao lại không dám ra tay? Đúng đó, nếu sợ Chính Thanh sư huynh một tát đập chết mình thì nhận thua không được sao? Cầu xin anh đó, đừng có lãng phí thời gian của chúng tôi. Được không vậy? Trần Bát Hoang, anh trốn con khỉ chứ trốn, thích co đầu rút cố vậy hả? Kiếp trước anh là con rùa chắc. Từng tiếng chế giễu, khinh bỉ, khích tướng liên tiếp vang lẽn. Diệp Vô Song, Lưu Tuấn Hiền, Tiêu Chính Thái cũng lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Mà sư tôn của ba người họ lại có chút cạn lời. Còn tưởng rằng Trần Bát Hoang kia chấu bỏ cỡ nào, chỉ như vậy. Còn đứng thứ nhất sát hạch, còn sông lẽn đỉnh tháp linh thú. Chắc khoác lác bay nóc nhà quá. Thứ rác rưởi, cùng Trường Lâm khinh bỉ hừ hừ. Cái loại như Trần Bát Hoang lưỡng nghi tông ít nhất cũng có 1000, 2000, dựa vào cái gì thay đệ tử của ông ta đi thánh khư. Trình Lâm Phong kia đúng là bị bỏ bùa mẽ thuốc lú gì mà. Trần Bát Hoang, có thể được chọn làm ba người đại biểu, chắc hẳn anh phải trâu lắm chứ. Sao, cũng chỉ biết né thôi à, Vương Chính Thanh. Vẫn không ngừng tấn công, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh đầy chế giễu. Chỉ với anh mà còn định thay tôi, ha ha. Lẽ nào anh là con riêng của tông chủ thật hả? Tôi khuyên anh đầu hàng sớm đi, đừng lãng phí thời gian của tôi. Trần Đức không nói chuyện, coi như chẳng nghe thấy gì hết. Anh vẫn lần lượt hiếm hiểm né khỏi đòn tấn công của Vương Chính Thanh, trông dáng vẻ thì giống như có thể bị đánh trúng bất cứ lúc nào, không có thời gian trả lời hắn ta. Hơn trăm lần, tấn công hơn trăm lần, nhưng Vương Chính Thanh vẫn không thể đụng tới một sợi tóc của Trần Đức. Hắn ta có chút bực bội. Chính Thanh, con đã quên lời dạy của sư tôn rồi hả? Đừng lãng phí thời gian và sức lực trên người một số kẻ rốt nát, yếu ớt, cung Trường Lâm ở đằng xa không chờ nối nữa, trực tiếp mở miệng, đừng kéo dài nữa, kết thúc cuộc chiến đi. Vâng, thưa sư tôn. Bỗng dưng, Vương Chính Thanh không hề nương tay nữa, khí thế cuồn cuộn, không gian xung quanh cũng trở nên nóng bỏng nhấc lên từng cơn gió lớn như sóng thần. Trần Bát Hoang, tôi không rảnh để chơi tiếp với anh nữa. Kế tiếp, sống hay chết thì coi anh mạnh như thế nào đi. Cùng lúc đó, lòng bàn tay hắn ta cũng tỏa ra ánh sáng chói mắt, rồi gập năm ngón tay lại hóa thành một quyền, linh khí cuồn cuộn, ngưng tụ quyền ấn. Long tượng quyền. Ủ. Khi hắn ta đấm ra một quyền đó, rõ ràng có thể thấy được nắm tay của Vương Chính Thanh như hóa thành một con voi phát ra một tiếng hét, xông thẳng về phía Trần Đức. Mà lần này, Trần Đức lại không né, cũng chẳng cần thiết phải né. Anh cũng giơ lên một quyền, chẳng chút do dự, đấm thẳng vào một quyền của Vương Chính Thanh. Ha ha, còn dám đánh trả à? Thấy Trần Đức thế mà lại đánh trả, nụ cười nơi khóe miệng của Vương Chính Thanh càng khinh bỉ, uy thế trong một quyền lại tăng lên mấy lần. Ầm. Theo ba tiếng nổ vang lên, Vương Chính Thanh xúc lực rồi lại xúc lực. Một con voi khổng lồ gần như hóa thành thực chất quay xung quanh nắm đấm của Vương Chính Thanh. Mặc dù một quyền đó tên là Long Tượng Quyền, nhưng sức mạnh của nó ít nhất cũng phải 5000-6000 Long Tượng Lực. Sức mạnh ấy đủ để rời núi lấp biến. Phút chốc, nắm đấm của cả hai lập tức đập vào nhau. Ầm, một tiếng nổ chợt vang lẽn, nơi nắm tay hai người đụng vào nhau tỏa ra từng luồng sóng gợn, một lớp bụi mù như cây nấm lập tức bùng lên. Rắc, rắc, rắc. Ngay sau đó, một cảnh tượng đáng sợ đã xảy. Chỉ thấy tay của Vương Chính Thanh đầm đìa máu tươi, ngón tay, bàn tay đều biến hình, vặn vẹo, cơ bắp nứt toạc, xuất hiện vô số vết máu. Mà nắm tay của Trần Đức lại không hề hấn gì. Không những không sao, mà thậm chí còn như một cái máy khoan điện, vẫn chẳng có gì cản nổi tiếp tục đấm tới. Máu tươi bắn ra, nắm tay Trần Đức như một cây búa nện lên ngực Vương Chính Thanh. Bốp! Vương Chính Thanh hộc máu. Cơ thể như diều đứt dây bay lên cao rồi rơi bịch xuống đất cách đó mười mấy mét, lại lăn mấy vòng,
vừa hay dừng lại bên chân Cung Trường Lâm. Cung Trường Lâm cứng lại, dại ra, nét mặt già nua run rẩy, khó có thể tin nhìn chằm chằm Vương Chính Thanh bên chân. Ba gã trưởng lão Lý Thanh Nguyệt, Từ Thái, Khôn, Đồ Trường Sinh cũng ngơ ngác. Trong lòng 5.000 đệ tử cũng hoáng sợ, gần như không thở nổi. Một quyền đánh bay Vương Chính Thanh. Ánh mắt mỗi người đều nhìn về phía Vương Chính Thanh, rồi đồng loạt quay sang nhìn Trần Bát Hoang. Trần Bát Hoang đang làm gì? Anh vẫn đứng nguyên tại chỗ. Đúng thế, mọi người giật mình phát hiện từ đầu Trần Đức vẫn đứng ở vị trí đó. Mà giờ, anh vẫn đứng ở chỗ đó, từ đầu đến cuối đều không di chuyển một bước nào. Trên người lại chẳng có một hạt bụi, thậm chí, còn không rớt một cọng tóc nào. Vẫn cứ thong dong bình tĩnh đứng ở đó. Khi ánh mắt mọi người quay sang nhìn mình, Trần Đức cũng bỏ tay xuống, rồi ngẩng đầu lên, một đôi con ngươi đầy thâm thúy nhìn về phía Vương Chính Thanh đang nằm chẽn mặt đất và Cung Trường Lâm đang hết sức kinh ngạc, trợn mắt há hốc mồm kia, nói. Mấy người nói đúng, quá thật không nên lãng phí thời gian, là lỗi của tôi, sợ một quyền đánh chết hẳn ta nên quan sát hơi lâu. Câu ấy vừa được nói ra, cả không gian lại hoàn toàn trở nên yên tĩnh. Quan sát. Trước đó, Trần Bát Hoang cũng không phải chỉ phòng thủ không đánh, mà là đang quan sát thực lực của Vương Chính Thanh. Rất nhiều người đều không kìm được dùng mình một cái. Không, không thế nào. Cảnh tượng trước mắt thật sự rất chấn động, phải biết rằng, Vương Chính Thanh chính là địa tôn tầng 8 đó. Còn Trần Bát Hoang thì sao? Chỉ là địa tôn tầng 5 mà thôi. Điều này có nghĩa là gì? Nói cách khác, Trần Đức không những vượt qua ba cảnh giới đánh bại Vương Chính Thanh, mà quan trọng nhất là anh cũng không có dùng hết sức. Mạnh. Sắc mặt ba người Diệp Vô Song, Lưu Tuấn Hiền và Tiêu Chính Thái đều trắng bệch, kết quả như thế hiển nhiên đã nằm ngoài dự đoán của họ. Do may mắn sao? Mọi người kể cả Đồ Trường Sinh, Lý Thanh Nguyệt, Từ Thái Ngôn, thậm chí là đệ tử thân truyền, trung tâm hay ngoại môn đều nghĩ như thế. Đúng vậy, chắc chắn là do may mắn thôi. Một người đến từ tầng thấp có được cảnh giới địa tôn tầng 5 đã rất khó rồi, còn vượt cấp đánh bại Vương Chính Thanh. Tuyệt đối không có khả năng. Sau vài giây im lặng. Chính Thanh, con sao rồi, Cung Trường Lâm cuối cùng cũng hoàn hồn, nghiêm túc hỏi. Không, không sao, Vương Chính Thanh lắc. Đầu. Còn có thể đánh tiếp không, Cung Trường Lâm không cam nói, có lẽ ban nãy tên nhóc kia chỉ may mắn thôi. Sư tôn, anh ta, quả thật rất mạnh. Vương Chính Thanh cười khổ, giờ chẽn sân tập võ, nếu hỏi người nào kinh ngạc nhất thì không ai khác ngoài hắn ta. Bởi vì, sức mạnh trong một quyền kia của Trần Bát Hoang kia cực kỳ xảo diệu, vừa không khiến hắn ta bị thương nặng chết người, lại làm mình không thể đánh tiếp. Có thể làm được điều này thì không thế nào là may mắn được. Mà là giữa hắn ta và Trần Bát Hoang có một sự chênh lệch quá lớn. Trần Bát Hoang muốn Vương Chính Thanh sống thì hắn ta có thể sống. Muốn hắn ta chết thì Vương Chính Thanh chắc chắn phải chết. Sư tôn, xin lỗi, Vương Chính Thanh cúi đầu, hắn ta sợ, không dám đánh tiếp. Thứ ăn hại, Cung Trường Lâm vẫn không cam, nhưng Vương Chính Thanh không chịu đánh tiếp, một thế hệ trước như ông ta cũng chẳng thế muối mặt ra tay với một tên nhóc, đành phải từ bỏ. Trần Bát Hoang, tôi muốn khiêu chiến anh. Trần Bát Hoang, tôi cũng muốn khiêu chiến anh. Trần Bát Hoang, anh dám đánh với tôi một trận không? Đúng lúc này, Diệp Vô Song, Lưu Tuấn Hiền, Tiêu Chính Thái đều không hẹn mà cùng đứng ra, sau khi nói xong bèn liếc nhìn nhau một cái. Bọn họ đều có một mục đích chung là muốn nhìn xem Trần Bát Hoang kia có mạnh thật không, hay chí là cố làm ra vẻ thần bí. Trần Đức bĩu môi, chưa nói gì thì Trình Lâm Phong đã mở miệng. Ba người các người lùi lại mau, tôi đã quyết định xong ba vị trí và người xếp thứ ba là Vương Chính Thanh cũng đã khiêu chiến, các cô các cậu đừng có quấy rối nữa. Tông chú, tôi không phục, Diệp Vô Song chắp tay nói, anh ta vừa tới Lưỡng Nghi Tông đã giao cho một vị trí quan trọng như thế, ông không sợ anh ta có mưu đồ gì sao? Hơn nữa, tôi cho rằng anh ta đánh bại được Vương Chính Thanh chí là do may mắn mà thôi. Tôi nói lại lần nữa, lùi lại hết cho tôi, Trình Lâm Phong nối giận. Sao cái đám này lại không biết điều như thế chứ? Với tính cách của Trần Bát Hoang, anh không đánh chết Vương Chính Thanh là đã nể mặt Lâm rồi. Nếu bọn họ còn quậy nữa, không biết Trần Bát Hoang sẽ làm ra chuyện gì nữa. Đến lúc đó, đám Diệp Vô Song, Lưu Tuấn Hiền, Tiêu Chính Thái còn có thể sống được sao? Trình Lâm Phong không muốn bọn họ xảy ra chuyện,
dù gì thì họ cũng là những đệ tử nòng cốt của Lưỡng Nghi Tông, gánh trên vai trách nhiệm trấn hưng Lưỡng Nghi Tông. Tông! Diệp Vô Song còn định nói gì đó, nhưng còn chưa nói ra đã bị Trình Lâm Phong trực tiếp ngắt lời. Diệp Vô Song, lời tỏi nói cô cũng không nghe đúng không? Có phải cái chức tông chủ này nên để cô tới làm? Hay là do sư tôn mấy người đảm nhiệm? Câu này thật sự rất nặng. Sư tôn ba người lập tức gọi họ trở về. Ba người Diệp Vô Song hung hăng trừng Trần Đức một cái, không cam trở về đội ngũ. Nhưng, hành động ấy của Trình Lâm Phong chẳng những không khiến họ biết ơn, trái lại còn càng làm họ cảm thấy Trần Đức đánh bại được Vương Chính Thanh là do may mắn. Hay có thể là đã dùng pháp bảo gì đó mà họ không biết. Không thì, nếu có bản lĩnh thật thì sao Trình Lâm Phong lại không đồng ý cho họ khiêu chiến? Không chỉ ba người họ mà bốn vị trưởng lão và mấy ngàn đệ tử cũng có suy nghĩ đó. Chí là, tông chủ đã quyết định rồi nên họ cũng không tiện nói thêm cái gì nữa. Tôi đã quyết định rồi, đừng nhắc lại chuyện này nữa. Trình Lâm Phong vô cùng bá đạo nói. Sau đó, nói với hai người Trần Đức và Đoạn Nguyên, hai cậu đi vào hàng trước đi, tôi nói thêm mấy câu. Vâng, một. Trần Đức, Đoạn Nguyên lên tiếng đáp, sau đó, hai người đi vào trong hàng ngũ của 5.000 đệ tử kia. Đoạn Nguyên tự biết thực lực không bằng mọi người, trực tiếp đi ra sau cùng. Trần Đức cũng không muốn tranh tên đoạt lợi gì bèn đi theo Đoạn Nguyên đứng ở đằng sau. Kế tiếp, Trình Lâm Phong lại kể lại một số tình hình trong thành Thông Thiên và những cao thủ đã gặp, kể cả đám Hàn Hư, Lăng Không, Hoa Linh Vi, Bàn Chiến và thành tích kinh người của họ. Khi thành tích của đám người đó lần lượt được nói ra, ai nấy trong mấy ngàn đệ tử cũng kinh ngạc, cảm thán không thôi. Phải nói là trong tầng này vẫn còn có một số người có cảnh giới, thực lực và tư chất vượt qua vân tẽo giới. Lần này, thành Thông Thiên có rất nhiều yêu nghiệt, cao thủ như mây, mọi người cần phải chăm chỉ hơn mới có thể tiến xa chẽn con đường võ đạo được. Trình Lâm Phong ngừng lại một lát rồi nghiêm túc nói. Ngoài ra, tôi tuyên bố, Đoạn Nguyên sẽ tiến vào hàng ngũ đệ tử trung tâm của Lưỡng Nghi Tông. Còn Trần Bát Hoang sẽ là đệ tử thân truyền của tôi, nhưng không cần gọi tôi là sư tôn, song vẫn được hưởng mọi vinh dự, quyền lợi và tài nguyên của đệ tử thân truyền một. Cái gì? Được hưởng mọi vinh dự và tài nguyên của đệ tử thản truyền. Dựa vào cái gì chứ? Chẳng qua chỉ là may mắn đánh bại Chính Thanh sư huynh mà thôi, có cần phải được đối xử tốt như vậy không? Đúng vậy, tông chủ mắt mù rồi hả? Từng tiếng thì thầm bàn tán vang lên khắp nơi, vốn dĩ cho Trần Bát Hoang cái vị trí thứ ba họ đã không phục rồi. Giờ lại còn cho anh được hưởng quyền lợi của đệ tử thân truyền. Trình Lâm Phong không phải mắt mù thì là gì? Nhóc con, anh đừng có mà đắc ý, chẳng bao lâu nữa chúng tôi sẽ tự mình đá anh ra khỏi đệ tử thân truyền thôi, ha ha, Tiêu Chính Thái cười lạnh nói. Vốn dĩ, hắn rất trầm ổn và điệu thấp. Chỉ là lần này, vị trí đi thánh khư quá quan trọng. Giờ, Vương Chính Thanh bị thương, trong vòng một tuần là không thể khôi phục được, cơ hội của hắn cũng đến. Chỉ cần giết chết Trần Bát Hoang thì vị trí thứ ba đương nhiên sẽ rơi lên người hắn. Trong lòng Tiêu Chính Thái hết sức kích động và phấn khích. Diệp Vô Song, Lưu Tuấn Hiền cũng khẽ liếc Trần Đức một cái. Diệp Võ Song là không phục, khó chịu. Lưu Tuấn Hiền thì trừ những điều đỏ ra còn có chút khinh bỉ và coi rẻ. Trần Đức trực tiếp làm lơ mọi dè bỉu và không phục của họ. Với anh, giờ còn có chuyện quan trọng hơn. Trần Đức chọn Lưỡng Nghi Tông hoàn toàn là theo chỉ đạo của Linh Lung. Mà anh, đến giờ vẫn không biết tại sao lại phải chọn nơi này, nên đang hỏi Linh Lung. Linh Lung, giờ có thể nói cho tôi biết tại sao lại chọn Lưỡng Nghi Tông chưa? Đương nhiên là được. Trong thức hải, Linh Lung nói. Mấy chục ngàn năm trước, Lưỡng Nghi Tông là do thánh nhân sáng tạo ra. Nhưng về sau, khi thánh nhân chết đi, trải qua mấy chục ngàn năm, nó đã tụt dốc không phanh, trở thành một thế lực hạng ba. Mọi tài người đều bị vài thế lực lớn đốt trụi, cướp sạch, giết sạch. Nhưng, khả năng của thánh nhân là cực kỳ phi thường, những truyền thừa bị họ cướp đi và thiêu hủy chỉ là một ít thủ đoạn bên ngoài mà thôi. Truyền thừa trung tảm chân chính vẫn còn ở Lưỡng Nghi Tông, chẳng qua. Trong giọng nói của Linh Lung có chút thất vọng. Tôi không ngờ Lưỡng Nghi Tông lại xuống dốc. Đến tình trạng này, sau mấy chục ngàn năm vẫn không thể mở ra chỗ di tích kia. Lúc này lại khiến tên nhóc nhà anh được hưởng lợi. Truyền thừa của thánh nhân, Trần Đức kinh ngạc. Không ngờ lại có truyền thừa của thánh nhàn. Giờ, các thế lực lớn đều chuẩn bị sẵn sàng,
lựa chọn những người xuất sắc trong tông chẳng phải là vì truyền thừa của thánh nhân sao? Thế mà trong Lưỡng Nghi Tông lại có. Đúng vậy, có thể nói Lưỡng Nghi Tông muốn tiến vào thánh khư hoàn toàn chính là bỏ gần tìm xa, giọng nói của Linh Lung tràn ngập vẻ đáng tiếc. Ặc, Linh Lung à, sao cô lại biết rõ về Lưỡng Nghi Tông như vậy thế? Trần Đức khó hiểu hỏi. Chẳng phải Linh Lung là người của đại thiên thế giới sao? Sao lại hiểu biết Lưỡng Nghi Tông rõ như lòng bàn tay vậy? Mấy chục ngàn năm trước, tên thánh nhãn của Lưỡng Nghi Tông kia là đệ tử của ông nội tôi, Linh Lung nhẹ nhàng nói. Trần Đức càng cảm thấy kinh ngạc, rốt cuộc thì Linh Lung kia có lai lịch gì vậy? Đệ tử của ông nội cô ta thế mà lại là thánh nhân. Phải biết rằng, hiện giờ Vân Tiêu giới vẫn không có thánh nhân. Nếu có một thánh nhân xuất hiện thật thì tuyệt đối có thể thống trị Vân Tiêu giới, không người địch lại. Nhưng hiển nhiên, Linh Lung cũng không định nói thêm gì mà đối giọng nói, tóm lại, anh may mắn thật đó. Nói thật, trước khi diễn ra sát hạch ở tháp linh thú, tôi không nghĩ rằng Lưỡng Nghi Tông sẽ đến, mà còn là thế lực hạng ba. Được. Trong mắt Trần Đức lộ ra vẻ phấn khích, ước ao, hít sâu một hơi mới có thể bình tĩnh lại, vậy Linh Lung, truyền thừa của thánh nhân ở đâu thế? Núi Thái Cực, Linh Lung đáp. Cùng lúc đó, Trình Lãm Phong ở đằng trước cũng bổng nói. Tuy ba vị trí kia đã được tôi quyết định, nhưng vẫn là quy tắc cũ, mọi quyết định của tông môn đều không phái không thể thay đổi. Nếu ai có thể tìm hiểu được núi Thái Cực và tài nguyên do lão tổ để lại thì mọi thứ đều có thể thay đổi. Cậu ấy vừa được nói ra, Trần Đức lập tức sửng sốt, đúng là khéo ghê. Câu này nói y như chưa nói vậy, Tiêu Chính Thái hơi bĩu môi, nếu ai có thể tìm hiểu được cơ duyên ở đó thì Lưỡng Nghi Tông chúng ta còn là thế lực hạng ba sao? Hai. Lần nào cũng là câu đó, nhưng mấy chục ngàn năm đến nay đã có ai làm được. Đúng đó, tiếc ghẻ, biết rõ bên trong tất nhiên có thứ do lão tổ để lại không ai có thể cởi bỏ được sự huyền diệu trong đó. Hay là cơ duyên chưa đến? Cái gì mà cơ duyên chưa đến, chưa nói đến cái khác, riêng việc đến gần núi Thái Cực thôi đã có ai làm được chưa? Đám đông sôi nổi bàn tán, Trần Đức cũng nghe được sơ sơ, nhìn thì có vẻ chỉ cần là người trong. Lưỡng Nghi Tông là đều có thể đi. Hơn nữa, còn không giới hạn thời gian và thân phận. Chỉ cần muốn đi thì báo cho Trình Lãm Phong rồi do ông ta giản đi là được. Nhưng dù mở ra như thế, song vẫn không ai có thể đạt được cơ duyên trong núi Thái Cực. Đành biết vậy thôi chứ sao, vì lão tổ Lưỡng Nghi Tông để lại những thử thách rất mạnh. Nếu muốn đạt được cơ duyên thì phải vượt qua thử thách. Nếu xông vào thì uy áp còn sót lại của thánh nhân trong núi Thái Cực sẽ lập tức giết chết người đó. Dù là người có đẳng cấp thần vương xông vào cũng sẽ rất mất nửa cái mạng. Quan trọng nhất chính là dù cao thủ tuyệt đỉnh xông vào, truyền thừa bên trong cũng sẽ tự động tiêu hủy, biến mất. Đây có lẽ cũng là lý vì sao Lưỡng Nghi Tông lại xuống dốc như vậy, nhưng núi Thái Cực vẫn còn. Mấy trăm năm trước, cũng đã có cao thủ đến thử tìm kiếm cơ duyên, nhưng đến giờ vẫn chẳng ai thành công. Dần ra, núi Thái Cực cũng bị quên lãng. Suy cho cùng, dù bẽn trong cái thùng bị cột lấy bom hẹn giờ có thứ gì đó vô giá cũng chẳng ai muốn lãng phí thời gian và sức lực để đi cướp. Điều cần nói tôi cũng đã nói xong, Trình Lâm Phong nhàn nhạt hỏi, vậy thì còn có ai muốn đi đến núi Thái Cực thử xem không? Tôi, Trình Lâm Phong vừa nói xong, trong hàng đệ tử trung tâm, Đoạn Nguyên chậm rãi bước ra, gãi đầu, ngại ngùng nói, tông chủ, tôi có thể đi thử không? Có thế, Trình Lãm Phong gật đầu, còn ai nữa không? Tông chủ, tôi cũng muốn đi thử thêm một lần nữa, Diệp Vô Song bước lên một bước nói. Tôi cũng đi. Lưu Tuấn Hiền, Tiêu Chính Thái cũng nói. Bọn họ đã đến núi Thái Cực rất nhiều lần, nhưng chẳng có lần nào thành công. Mà giờ, thấy Thánh Khư sắp mở, nên họ vẫn muốn đi thử lại thêm một lần nữa. Lúc này, Trần Đức cũng đứng ra, nói, tông chủ, tôi cũng tham gia. Đoạn Nguyên và Trần Đức muốn đến núi Thái Cực, không ai cảm thấy ngạc nhiên, dẫu sao những người mới đến Lưỡng Nghi Tông, ai lại không muốn đến núi Thái Cực đế thứ cơ duyên chứ? Chỉ là, mọi người không ngờ lần này đến cả ba người Diệp Vô Song cũng muốn thử đi lại xem. Lập tức, hàng trăm đệ tử trung tâm cũng bước lẻn, cũng đều muốn đi thử vận may trước khi đến Thánh Khư. Đối với việc này, Trình Lâm Phong khá vui mừng, được rồi, nếu đã như vậy, hãy gọi thú cưỡi của mọi người đến đây. Cùng nhau đi đến núi Thái Cực. Trình Lâm Phong vừa dứt lời, Diệp Vô Song dẫn đầu lấy ra một chiếc còi, tiếng còi rít chói tai vang lén,
chưa đến 3 giây, một tiếng chim kêu truyền đến, trên bầu trời xuất hiện một con khổng tước màu sắc sặc sỡ. Con khổng tước ríu rít, ngoan ngoãn đáp xuống bên cạnh Diệp Vô Song, trông có vẻ vô cùng thân thiết. Đồng thời, hàng trăm đệ tử cũng lần lượt dùng các phương thức khác nhau gọi thú cưỡi của mình, ngoài con khổng tước của Diệp Vô Song, còn có con hạc ba đầu của Lưu Tuấn Hiền, trông giống như hạc trắng ở địa cầu nhưng lại có ba đầu, chim thương ưng của Tiêu Chính Thái to gần như khổng tước. Ngoài ra, trong 800 đệ tử trung tâm, còn có mười mấy chim bay cùng một vài thú chạy có hình dáng kỳ lạ, chẳng hạn như con báo to như con trâu, cao hơn hươu cao cổ, đầu như sư tử, thân lạc đà, thậm chí còn có con hổ toàn thân rực lửa, một con ngựa có đôi cánh màu trắng. Đoạn Nguyên vẫn còn có thể tiếp nhận cảnh tượng trước mắt, trong giới của anh ta cũng không ít người dùng những thứ này làm thú cưỡi, còn Trần Đức chỉ kinh ngạc một chút rồi khôi phục lại bình tĩnh. Anh đang dần quen nhìn vấn đề dưới góc độ của Vân Tiêu giới. Dã thú ở thành Thông Thiên và Côn Luân hư hung tợn hơn nhiều so với ở địa cầu, huống hồ là ở đây. Phía trước Trình Lâm Phong đã xuất hiện một con sư tử cực lớn, lúc con sư tử được hít thở, không khí trước xoang mũi cuộn thành từng lớp sóng, phủ phục ở trước mặt ông ấy, vô cùng uy nghiêm, bát hoang, Đoạn Nguyên, các cậu vừa tới Lưỡng Nghi Tông, còn chưa tới núi Linh Thú Thuần Phục Thú. Cưỡi Truy Phong sư cùng tôi đi. Vâng, Tông Chú, Đoạn Nguyên đồng ý. Trần Đức sờ chóp mũi, ngồi trên thú cưỡi với một ông già, có vẻ, có hơi kỳ quái nhỉ. Trong lòng anh muốn từ chối, vì vậy liền nói, Tông Chủ, núi Linh Thú cách đây rất xa sao. Hiện tại không thế đi thuần phục một con sao. Phụt, Tiêu Chính Thái không nhịn được, đột nhiên cười lẻn, núi Linh Thú đương nhiên không xa, chính là ngọn núi phía trước, nhìn thấy không? Nhưng mà, anh cho rằng thuần phục lĩnh thú là trò trẻ con sao? Thứ đó không phải dựa vào may mắn mà thuần phục được, thuần phục một con lĩnh thú, ngân thì là 3 đến 5 ngày, dài là 3 đến 5 tháng, thậm chí là nửa năm một năm, anh cảm thấy chúng tôi có thời gian chờ anh sao? Tiêu Chính Thái nhìn Trần Đức giống như nhìn một tên quẽ mùa, thực sự không hiểu tẽn Trần Bát Hoang sao lại đến kiến thức cơ bản như này mà cũng không biết. Tôi cảm thấy tôi không cần thời gian lâu như vậy, tôi chỉ cần, chẽn mặt Trần Đức hiện lẻn ý cười nhàn nhạt. Suy nghĩ một chút rồi nói với Tiêu Chính Thái, tôi chỉ cần 3 đến 5 phút là đủ, với khoảng thời gian này, có thể đợi được chứ? 3 đến 5 phút. Trần Đức vừa nói những lời này, hơn 5.000 người có mặt, bao gồm cả mấy vị trưởng lão đều cười, bất lực lắc lắc đầu, tên mới đến này đúng là không biết gì. 3 đến 5 phút, thật sự coi dã thú, lĩnh thú ở núi Linh Thú là vật nuôi trong nhà sao? Ngay cả con dã thú có thực lực vô cùng yếu cũng không thể bị thuần phục trong 3 đến 5 phút, bởi vì, trong khoảng thời gian ngắn như vậy, dã thú hoàn toàn ở trong trạng thái thà chết chứ không chịu khuất phục, cho dù chết cũng sẽ không khuất phục làm thú cưỡi. Huống hồ, những con dã thú có thực lực quá thấp hoàn toàn không thể theo kịp những con thú được lựa chọn cẩn thận, mất nhiều thời gian mới thuần phục được ở đây hiểu không? Ba hoa khoác lác thì được, nhưng ba hoa khoác lác quá như này cũng thật quá đáng đi. Đám người Diệp Vô Song, Lưu Tuấn Hiền sắp cạn lời với người mới đến này, bốn vị trưởng lão thậm chí còn không hiểu tại sao Trình Lâm Phong lại mang về một tên mặt dạn mày dày, khoác lác tận trời như này. Nhiều người không khỏi lắc đầu ngán ngấm trước sự ngu dốt của Trần Đức. Trần Bát Hoang, tôi đã từng thấy người thích ba hoa khoác lác, nhưng tôi chưa từng thấy người có thế ba hoa khoác lác như anh, ha ha sa.ba đến 5 phút, anh có biết con thương ưng của tôi phái mất bao lâu không? Ba tháng đó. Tôi đã mất 3 tháng nó mới bị tỏi thuần phục, mà thực lực của tôi nằm trong top 5 đệ tử Lưỡng Nghi Tông. Tiêu Chính Thái cười ha ha nói, nếu anh thực sự có thể thuần phục một con mãnh thú trong 3 đến 5 phút, những người khác có phục anh hay không tôi không biết, nhưng Tiêu Chính Thái tôi, sẽ là người đầu tiên phục anh, gọi anh một tiếng sư huynh, về sau anh báo tôi làm gì tôi sẽ làm đó, tuyệt đối không cãi lại. Ồ, Trần Đức nhướng mày, được thôi, sư huynh của anh, tôi làm chắc rồi. Nếu anh không thể thuần phục được thì sao, Tiêu Chính Thái hỏi lại, anh từ bỏ cơ hội thánh khư lần này, thế nào? Có thế. Trần Đức nghĩ cũng không thèm nghĩ, trực tiếp. Đồng ý. Lúc anh gật đầu, Trình Lâm Phong có chút sững sờ, không kịp phản ứng, nói thật, mặc dù ông ấy biết thiên phú của Trần Đức cực cao, sức chiến đấu cao nhất trong số các đệ tử, nhưng... muốn thuần phục một con dã thú trong vòng 3 đến 5 phút, đùa gì chứ? Đến ông ấy cũng không thể hoàn thành được, vụ đánh cuộc này, Trần Đức chắc chắn sẽ thua. Nhưng, lúc này có nói gì thì cũng đã quá muộn,
đánh cuộc là đánh cuộc, hai bên đã tự nguyện đồng ý, đương nhiên phải tiến hành. Được, Trần Bát Hoang, trên phương diện cá cược anh vẫn là một người đàn ông, trong mắt Tiêu Chính Thái lóe lên sự phấn khích khó mà che giấu được, chỉ cần Trần Đức rút lui, cơ hội của Hân sẽ đến. Trần Đức không nói gì thêm với hắn, mà hỏi Ồ Chính Lâm Phong, tông chủ, trong núi linh thú mạnh nhất là gì? Trình Lâm Phong khẽ kinh ngạc nhìn Trần Đức, lẽ nào còn muốn thuần phục con thú cưỡi tốt nhất trong 3 đến 5 phút? Nhưng vẫn hy vọng sẽ tạo ra kỳ tích, Trình Lâm Phong thở dài trong lòng, ông ấy nghĩ rằng Trần Đức thật sự không nên đồng ý đánh cuộc với Tiêu Chính Thái. Thuần phục một linh thú trong vòng 3 đến 5 phút còn khó hơn lên trời. Nhưng, ông ấy vẫn nói, núi linh thú trong Lưỡng Nghi Tông đều nằm trong phạm vi có thể kiểm soát được, nếu nói có thực lực mạnh nhất thì chính là Tê Giác Mặt Phật. Thực lực tương đương với thiên tôn tứ trọng của chúng ta, nếu là có tốc độ nhanh nhất thì là Hỏa Diệm Phi Long, mặc dù nó chỉ có thực lực thiên tôn nhất trọng nhưng tốc độ của nó rất nhanh, có thể đi vạn dặm một ngày. Được. Trần Đức gật gật đầu, trong cơ thể lập tức nổi lên linh khí, cơ thể dần bay lên, dừng ở độ cao 200-300 mét, từ xa nhìn về phía núi linh thú, cùng lúc đó, đồng tử anh phân kỳ biến màu, từ sâu trong đáy mắt lộ ra một tia màu tím, rất nhanh. Trong nháy mắt toàn bộ đồng tử đều biến thành màu tím. Đẹp một cách kỳ dị, khác lạ. Cùng lúc đó, anh nhìn xa xa hết tầm mắt, nhìn thấy được tình hình trong núi linh thú, trong rừng cây khổng lồ, có ít nhất hàng chục ngàn dã thú cùng linh thú. Nơi đó, giống như là chỗ vui chơi của bọn chúng, từng con dã thú linh thú hạ mình sống ở đó, một số dã thú đang xảy ra trận chiến tranh giành bởi vì một chút thức ăn, dược liệu, giao tranh vô cùng ác liệt. Trần Đức lặng lẽ quan sát tất cả, tìm kiếm mục tiêu mà anh muốn thuần phục lần này. Phía dưới, 5.000 đệ tử và 4 trưởng lão ở trường luyện võ, xa xa nhìn dáng vẻ cao lớn của Trần Đức, cười chế nhạo, hắn đây là đang làm cái gì, giá thần giả quỷ sao? Đúng là tên ngu ngốc, tổng cộng chỉ có 5 phút đồng hồ, còn đứng ở trên không trung làm ra vẻ. Lần này anh ta thua chắc rồi. Bất kể là đệ tử trung tâm hay đệ tử ngoại vi, ai cũng đều xôn xao bàn tán, cho rằng Trần Bát Hoang quá làm ra vẻ, chờ xem trò cười. Mặc dù đệ tử thân truyền, các trưởng lão không nói gì, nhưng cũng có cùng ý kiến. Trần Bát Hoang, anh còn 3 phút nữa, Tiêu Chính Thái nhìn thấy Trần Đức đứng bất động trên không trung, nhắc nhở còn không tiến vào núi linh thú, anh đứng ở đó, lẽ nào là muốn đợi linh thú tự đi ra sao? Đúng vậy, tôi đúng là muốn đợi nó tự đi ra. Trần Đức vẫn luôn mang theo ý cười tự tin như gió xuân, nhìn về phía núi linh thú ở đằng xa, sau đó, quát lớn về phía núi linh thú, Hỏa Diệm Phi Long, còn không mau ra chào hỏi chủ nhân của mày. Tiếng quát này giống như sấm sét giữa trời quang, hàng ngàn đệ tử trong trường luyện võ run lẽn, bị tiếng quát này làm cho kinh hãi, trong khoảnh khắc này, thần hồn của bọn họ cũng theo đó mà chấm aiun dày. Cực kỳ khủng khiếp. Gừ. Ý. Cùng lúc đó, trong núi linh thú vốn đang yên tĩnh không hề báo trước bỗng nhiên truyền đến một tiếng gầm rú điên cuồng. Giống như đáp lại Trần Bát Hoang, sau đó, sâu trong núi, một thân ảnh khổng lồ bay thẳng lên trời. Nó giống như khủng long, nhưng nó có đôi cánh dài, đôi cánh dang rộng ra, dài tới 20-30 mét, đồng thời, chẽn người nó có ngọn lửa dày đặc, bất cứ nơi nào nó bay qua, không gian đều trở nên nóng rực. Chưa đầy 1/10 hơi thở, nó đã đến. Trước mặt Trần Đức cách đó vài trăm mét, không ngừng bay lượn xung quanh vung vẩy đôi cánh. Trần Đức bước một bước, bước lên phía trên lưng nó, khoảnh khắc bàn chân đáp xuống, ngọn lửa nơi anh đáp xuống đó cũng bị dập tắt, tiêu tan, nhường chỗ cho anh. Sau đó, một người một rồng, bay lượn chẽn không trung, xuyên qua tầng mây. Hỏa Diệm Phi Long mang Trần Đức lượn vòng trên mày, không hề có một chút kháng cự hay vùng vẫy, giống như nó đã là thú cưỡi đi theo Trần Bát Hoang nhiều năm. Vô cùng hợp nhau. Phía dưới, Trình Lâm Phong, 4 trưởng lão, 4 đệ tử thân truyền, 800 đệ tử trung tảm, hơn nảm ngàn người ngẩng đầu ngây người nhìn cảnh tượng đó, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc, kinh hãi, trợn tròn mắt, há hốc mồm, không thể tưởng tượng nổi cùng không dám tin. Cả trường luyện võ bởi vì cảnh tượng này mà hoàn toàn chìm vào im lặng, đặc biệt là Diệp Vô Song, nhìn bóng dáng bay lượn chẽn cao, trong nháy mắt lại cảm thấy có chút đẹp trai. Những người như Lưu Tuấn Hiền, Tiêu Chính Thái ngày thường là những đệ tử hàng đầu trong Lưỡng Nghi Tông, thực lực siêu mạnh, người nào? Người nấy đều bị đả kích. Hỏa Diệm Phi Long, đó là Hỏa Diệm Phi Long đó.
là linh thú có tốc độ nhanh nhất trong núi linh thú của Lưỡng Nghi Tông. Nó thực sự bị thu phục rồi. Bị một võ giả địa tôn ngũ trọng hoàn toàn chinh phục trong vòng chưa đầy 3 phút. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin chứ? Tốt, tốt, tốt. Mặt Trình Lâm Phong đỏ bừng, liên tục nói 3 chữ tốt, Trần Bát Hoang thực sự quá nghịch thiên. Sau khi lên tới đỉnh tháp linh thú, lại một lần nữa khiến ông ấy kinh ngạc vui mừng. Sự phục hưng của Lưỡng Nghi Tông có hy vọng rồi. Mong muốn lớn nhất của Trình Lâm Phong đời này, kiếp này, chính là được nhìn thấy Lưỡng Nghi Tông khôi phục lại ánh hào quang của vạn năm trước. Để đạt được ước nguyện này, Lưỡng Nghi Tông vẫn luôn nỗ lực không ngừng, ông ấy còn tận tụy hơn, quên ăn quên ngủ, luôn tìm kiếm đường ra, tìm kiếm sự đột phá, bây giờ, cuối cùng đã có một sự khởi đầu tốt. Vẻ mặt Trình Lâm Phong tràn đầy hưng phấn, kích động, hai mắt sáng ngời, như nhìn thấy bảo vật, nhìn chằm chằm bóng người bay lượn trên trời cao. Sau khoảng 30 hơi thở, một người một rồng, lúc này mới lao từ trên cao xuống, vững vàng tiếp đất, đáp xuống ngay trước mặt Tiêu Chính Thái, Trần Đức nhảy xuống, đi tới trước mặt hắn, thích thú nói, thế nào, không biết thuần phục con hỏa diêm phi long này có làm anh hài lòng không? Hà ô, hài lòng, sau 1-2 giây, Tiêu Chính Thái gật đầu một cách máy móc. Đây là hỏa diệm phi long đỏ. Anh ta có thế không hài lòng sao? Ban đầu, ngay cả Trình Lãm Phong đích thản ra tay cũng không thuần phục được, có thể nói nó không chỉ có tốc độ nhanh nhất trong núi linh thú, mà còn là khó thuần phục nhất, không ai bằng. Nhớ khi đó Trình Lâm Phong ra tay, suýt chút. Nữa đã đánh chết nó thà chết chứ không chịu khuất phục, sau này không ai dám thử đi thu phục nó nữa. Mà Trần Bát Hoang chỉ mất 3 phút, không, chính xác mà nói. Chỉ mất chưa đầy 2 phút từ khi anh bay lên trên không trung đến lúc hỏa diêm phi long chủ động bay ra khỏi núi linh thú. Chủ động làm thú cưỡi của anh. Cấp châu bò gì đây? Tiêu Chính Thái phục rồi, hoàn toàn phục rồi. Ngay sau đó, hắn khom lưng hành lễ với Trần Đức. Tiêu Chính Thái tôi lời hứa đáng giá ngàn vàng, kể từ hôm nay tôi gọi anh là sư huynh. Chỉ cần một câu nói của anh, dù lên núi đao xuống biển lửa, Tiêu Chính Thái tỏi không hề hối tiếc. Chúc mừng sư huynh, chúc mừng sư huynh, chúc mừng sư huynh thu phục được hỏa diệm phi long. Không chỉ Tiêu Chính Thái, cùng lúc đó rất nhiều người khom người hành lễ. Vân Tiêu Giới, thực lực mãi mãi đặt ở vị trí đầu tiên, bạn có đủ thực lực, đủ mạnh thì sẽ khiến người ta kính trọng và khâm phục. Biểu hiện của Trần Đức đã hoàn toàn chinh phục được tất cả mọi người trong đây. Cho dù là hai người Diệp Vô Song và Lưu Tuấn Hiền cũng vô cùng khâm phục và tôn sùng. Dựa vào tâm mà nói. Đổi lại là bọn họ, tuyệt đối không thể làm được. Điểm này. Đến bây giờ, những người này đều có một loại cảm giác như trong ảo mộng. Bốn vị trưởng lão Đồ Trường Sinh, Từ Thái Khôn, Lý Thanh Nguyệt, Cung Trường Lâm gắt gao nhìn chằm chằm Trần Đức, trong đầu không khỏi nhớ đến lúc quay về, Trình Lâm Phong đã giới thiệu với bọn họ. Leo lên đỉnh tháp linh thú, xếp hạng nhất sát hạch thành thông thiên. Chẳng lẽ là thật? Được rồi, mọi người đi theo tôi đến núi Thái Cực, Trình Lâm Phong hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, ông ấy mời Đoạn Nguyên cùng ngồi lẽn vật cưỡi, dẫn đầu đi về phía núi Thái Cực. Ông ấy rất mong đợi Trần Đức lại một lần nữa tạo ra kỳ tích, giành được truyền thừa Lưỡng Nghi Tông không ai giải được trong vạn năm. Lần này, người được lựa chọn đi trước tổng cộng có hơn 2.000 người, đi theo sau Trình Lâm Phong, hăng hái đi về phía núi Thái Cực. Có lúc bay chẽn trời. Có lúc lại chạy như điên trên mặt đất. Núi Thái Cực, chặng đường cách Lưỡng Nghi Tông hơn 300 cây số, chưa tới 1 giờ đồng hồ, hơn 2.000 người đã tới trước núi Thái Cực. Giống như cao trên ngàn mét, phóng mắt nhìn ra xa. Toàn bộ núi Thái Cực rất cổ quái, khác với các dãy núi, nó là một ngọn núi lớn đứng lẻ loi một mình, trung tâm thân núi được một hình rãnh hình chữ chia làm hai, một nửa có sức sống dạt dào, màu xanh bao trùm khắp núi, một nửa không khí trầm lặng. Ngay cả một ngọn cỏ hoang cũng không có một cây. Toàn bộ ngọn núi nhìn từ chỗ cao, quả thật giống như bức Thái Cực Lưỡng Nghi. Mọi người vừa đến đây đã có một lão giả khí tức mạnh mẽ nhảy ra từ trong dãy núi, người mặc trường bào hắc bạch xen nhau, râu tóc bạc trắng, ít nhất phải 500-600 tuổi, khí tức cực kỳ kinh khủng, còn mạnh hơn một khoảng so với Trình Lãm Phong. Lão giả tiến lẻn một bước, trầm giọng quát, phía trước là ai, lập tức dừng bước. Sư tôn. Là con, Trình Lâm Phong. Nhìn thấy lão giả, Trình Lâm Phong tiến lên hành lễ trước tiên, thánh khư sắp mớ,
con dẫn đệ tử đến đây, thử xem có thể thông qua sát hạch của lão tố được không. Sau khi lão giả xác định là Trình Lâm Phong, vẻ mặt cảnh giác lúc này mới dịu đi một chút, ông ta lên tiếng, được, Phong Nhi, mấy người qua đây đi. Lời vừa dứt, lão giả vung tay lên, trong hư không trống vắng lại xuất hiện ra từng tầng trận pháp, mà Trình Lãm Phong và đám người Trần Đức vừa hay đứng trước trận pháp này. Mãi đến khi trận pháp mở ra một lỗ hổng, Trình Lâm Phong ra lệnh cho mọi người đế vật cưỡi lại, lúc này mới dẫn đoàn người vào trong núi Thái Cực. Đây chính là Vân Tiêu giới sao, quả nhiên mạnh, Trần Đức cảm thụ trận pháp vô hình trong hư không, uy lực của loại trận pháp này e rằng dù là cường giả cánh giới thông thần xông đến chỗ này cũng phải chết. Một thế lực tam phẩm hạng 18 có con át bài tẩy như vậy, có thể tưởng tượng ra những thế lực tam phẩm hạng nhất kia phải mạnh đến mức độ nào. Huống hồ trên tam phẩm còn có nhất phẩm, nhị phẩm và ba cố quốc lớn cùng 16 gia tộc. Nghĩ đến những thứ này, trong nháy mắt Trần Đức cảm thấy thời gian rất cấp bách. Anh phải nhanh chóng đề thăng. Nếu không, làm sao cứu Ưng Thanh Vũ ra được? Còn có Âu Dã Tư Linh, cũng không biết bây giờ cô ta như thế nào. Hai quả đấm khẽ nắm lại, trong lòng Trần Đức tràn đầy ý chí chiến đấu. Trình Lâm Phong dẫn hơn 2.000 người nối đuôi nhau đi vào, rất nhanh, đám người đã đến dưới chân núi Thái Cực, cách núi Thái Cực 100 mét. Nhưng, Trình Lâm Phong không có tiến thêm về phía trước, mà ông ấy dừng lại giải thích cho Trần Đức và Đoàn Nguyên, chúng ta chỉ còn cách núi Thái Cực. 100 mét này cũng xem như là núi Thái Cực, chỉ có điều mỗi một bước đi về phía trước đều là sát hạch. Ngoài 100 mét, trên núi Thái Cực có 8 cánh cửa đá, mọi người nhìn thấy không? Ừ, Trần Đức nhìn về phía trước, đúng là có 8 cánh cửa, sắp xếp theo vị trí bát quái, phong cách cổ xưa, cũ kỹ, trải qua không biết bao nhiêu mưa gió, phía trên lưu lại sâu đậm dấu vết của năm tháng. Sau đó thì sao? Đoạn Nguyên hỏi, sau khi đi qua 100 mét, đến trước cửa bát quái thì cần làm như thế nào? Không biết. Trình Lâm Phong cười khố, ông ấy lắc đầu trầm giọng nói. Bởi vì trong mấy chục ngàn năm nay không ai đi qua được 100 mét ngắn ngủi này. Trong mấy chục ngàn năm dài đằng đẵng, ít nhất có hơn 20.000 người trong Lưỡng Nghi Tông đến thử nghiệm, muốn nhận được truyền thừa. Trong núi Thái Cực. Nhưng, sự thật là khiến người ta chán nản, một thời gian dài không một ai có thể đi tới trước 8 cánh cửa. Dù là Trình Lâm Phong và sư tôn của ông ta năm đó cũng không đi ra được. 100 bước này không liên quan đến thực lực, hình như còn cần đến điều kiện phù hợp nào đó mới có thể đi qua, Trình Lâm Phong kiên nhẫn giải thích cho Trần Đức. Đến tận bây giờ, đừng bảo 100 bước, dù chỉ một bước cũng không ai có thể bước vào. Thì ra là như vậy, Trần Đức sáng tỏ, nói như vậy, muốn thông qua 100 bước cũng tương đối khó khăn. Giữa lúc hai người nói chuyện, đã có 400-500 đệ tử nòng cốt nắm tay nhau tiến lén, nhưng vừa bước về phía trước một bước, lập tức bị một luồng sức mạnh vô hình đẩy ra xa mười mấy mét. Ngay sau đó, lại có một nhóm đệ tử tiến lên. Không một ngoại lệ, toàn bộ thất bại. Nhưng, bọn họ sớm đã quen với tình huống này, vậy nên hoàn toàn nằm trong dự liệu, sau khi lực lượng vô hình đẩy bọn họ ra, từng người vẫn đứng ổn định, vẫn duy trì nguyên đội hình. Lại thất bại. Quả nhiên vẫn không được. Ai? Các đệ tử dù đã sớm có dự liệu, nhưng vẫn tỏ ra có phần chán nản, cơ duyên lớn bày ra trước mắt hết lần này đến lần khác đều không đến được tay. Tâm tình này giống như ăn mày trúng giải 10 triệu, trước một khắc đổi phần thưởng đã không thấy vé số đâu nữa. Tôi cũng thử chút, Lưu Tuấn Hiền bùng nổ linh khí, tăng lên 200% tinh khí thần, bước về phía trước một bước. Một giây kế tiếp, Hân bay ra ngoài. Hoàn toàn không có bất kỳ hồi hộp nào. Tôi đi thử chút, con người Diệp Vô Song lóe lên, đôi chân ngọc thon dài trắng nõn bước ra, nhưng kết quả cuối cùng vẫn không có gì khác biệt. Khó khăn thế sao, bần đạo cũng muốn thử chút, Đoạn Nguyên có chút hứng thú, anh ta nhao nhao muốn thử, chợt sau khi Trình Lâm Phong gật đầu, anh ta lấy ra một cây phất trần, nhẹ nhàng lắc về phía trước, chắp tay lấm bấm nói. Các liệt tổ liệt tông, nhất định phải phù hộ cho vãn bối. Lời vừa dứt, anh ta bước về phía trước một bước. Vốn dĩ không ai chú ý đến anh ta, chỉ là sau khi bước một bước này sau, lại biến mất một cách quỷ dị. Không hề bị đẩy trở lại. Trong nháy mặt, Trình Lâm Phong cùng với sư tôn và hơn 2.000 đệ tử đều ngây ngốc sững sờ. Người đâu rồi? Trình Lâm Phong nhìn chằm chằm vị trí Đoạn Nguyên biến mất hắn. Vào,
vào rồi. Hình như vậy, Diệp Vô Song vô cùng kinh ngạc đến ngơ ngác, trong đôi mắt đẹp hoàn toàn là kinh hãi không dám tin. Hân, vào rồi, thật sự vào rồi. Nét mặt già nua của sư tôn Trình Lâm Phong đỏ bừng, ông ta kích động đến mức toàn bộ da mặt cũng đang phát run. Phong Nhi, hắn tên gì, mau, mau nói cho ta biết, ta muốn thu nhận hắn làm đệ tử thân truyền. Đoạn Nguyên, hắn tên Đoạn Nguyên, là đệ tử mới con dẫn về từ thành Thông Thiên lần này, Trình Lâm Phong cũng phấn chấn không thôi. Mang về một trần bát hoang đã là niềm vui bất ngờ to lớn rồi, thật bất ngờ đến bây giờ ông ấy lại có một loại cảm giác hư ảo. Bây giờ, lại xuất hiện một Đoạn Nguyên. Đoạn Nguyên có thể đi vào núi Thái Cực. Hô hấp của ông ấy dồn dập, cực kỳ phấn chấn. Tốt tốt tốt, lão giả Thái Cực nói liên tục ba chữ tốt nhưng... Sao hắn lại biến mất? Cái này, sư tôn, con cũng không biết, Trình Lâm Phong lắc đầu. Mà lúc này, Lưu Tuấn Hiền cùng hơn 2.000 đệ tử cũng phản ứng kịp thời, bọn họ bắt đầu đưa ra lời bàn tán không thể tin nổi. Sao hẳn đi vào được? Thật sự đã vào rồi, là cái tên Đoạn Nguyên mới tới sao? Đúng vậy, tôi tận mắt nhìn thấy, hẳn cứ nói liệt tổ liệt tông phù hộ gì ấy, sau đó một bước đi liền biến mất. Lúc trước không có bao nhiêu người chú ý tới Đoạn Nguyên, bọn họ hoàn toàn đâm chìm trong thất bại của mình và không vui của truyền thừa. Kỳ tích thần kỳ như vậy mà bọn họ không nhìn thấy, ai nấy đều ảo não hối hận. Không quan tâm sao lại biến mất, đệ tử này ta nhất định phải nhận, sau này Đoạn Nguyên ngồi ngang hàng với cậu, gọi nhau bằng huynh đệ, lão tổ Thái Cực nghiêm túc, lời nói kiên quyết, không phải thương lượng, càng không phải bàn bạc, mà là ra lệnh. Lấy thân phận sư tôn của Trình Lâm Phong, ông ta đã ban cho Đoạn Nguyên đãi ngộ quá cao. Xin tuân theo lệnh sư tôn, Trình Lâm Phong chắp tay, không có hai lời, chỉ cần có thể phục hưng lưỡng nghi tông, đừng nói Đoạn Nguyên có thể ngồi ngang hàng với ông ấy, cho dù anh ta hưởng đãi ngộ cao hơn, ông ta cũng sẽ không nói nửa lời thừa thãi. Còn nữa, liên quan đến ba vị trí của Thánh Khư, không quan tâm cậu sắp xếp như nào, phải chuyển một vị trí cho Đoạn Nguyên. Vâng, Trình Lâm Phong nhận lệnh. Yêu cầu của sư tôn cũng không quá đáng. Thứ nhất, Đoạn Nguyên cũng là thi ẻn tài trèo hơn 400 tầng tháp linh thú. Thứ hai, anh ta có thể đi vào trong 100 bước, đủ để chứng minh được sự đặc biệt trên mặt nào đó của anh ta. Thánh Khư cũng là truyền thừa thánh nhân. Cho nên, trong vị trí của ba người, lẽ ra nén có chỗ cho anh ta. Còn trong ba người nên hủy bỏ ai, trong lòng Trình Lâm Phong cũng có quyết định trong một cái hít thở, ông ấy đưa mắt nhìn sang Lưu Tuấn Hiền. Tuấn Hiền, lần này trong ba người, e rằng cậu. Tông chủ, tôi không muốn. Không chờ Trình Lâm Phong nói xong, Lưu Tuấn Hiền không cam lòng nói, trong danh sách ba người, vì Đoạn Nguyên mà nhường một chỗ quả thật là chuyện đương nhiên, nhưng tôi cho rằng người này không thể là tôi. Ồ, không phải cậu, chẳng lẽ là Vô Song, Trình Lâm Phong hỏi ngược lại. Đương nhiên không phải. Lưu Tuấn Hiền nói, sư tỷ Vô Song là người mạnh nhất trong số chúng tôi. Đương nhiên là có một chỗ, nhưng tôi cho rằng. Nói đến đây, ánh mắt Lưu Tuấn Hiền rơi trên người Trần Đức, trong danh sách ba người, Trần Bát Hoang, Trần Sư Đệ, ha ha. Tông chủ, cho tôi nói thật, hắn không. Vốn đĩ. Lưu Tuấn Hiền muốn nói Trần Bát Hoang không xứng. Nhưng, lời hắn còn chưa dứt. Toàn thân đột nhiên sửng sốt. Không chỉ hân sửng sốt. Trình Lâm Phong và sư tôn ông ấy. Thậm chí còn hơn 2.000 tên đệ tử trong nháy mắt rơi vào yên tĩnh đến mức quỷ dị. Toàn bộ trước núi Thái Cực, kim rơi có thể nghe rõ. Vào chính lúc này, Trần Bát Hoang bước về phía trước một bước. Đồng thời, anh cũng không bị sức mạnh vỏ hình đẩy trở về. Không biến mất giống như Đoạn Nguyên, mà là chân chính bước vào. Cứ nghênh ngang không có một chút trở ngại, anh bước từng bước một nhàn nhã đi về phía trước. Lực cản vô hình kia giống như không tồn tại. Đúng, chính là không tồn tại. Trần Bát Hoang như đi dạo sân vắng, một bước, hai bước, ba bước, 100 bước. Trong yên tĩnh, mọi người cứ như vậy đứng ngây ngốc nhìn Trần Đức đi đến dưới núi Thái Cực, đến trước 8 cánh cửa. Khụ, mãi hồi lâu, Trình Lâm Phong ho khan một tiếng, giống như bị sặc, Tuấn Hiền, vừa rồi cậu nói cái gì? Trần Bát Hoang hắn không làm sao? Lưu Tuấn Hiền mặt đầy kinh ngạc, biểu cảm. Đặc sắc giống như nuốt con ruồi, bị nghẹn hồi lâu nói không ra lời. Không, không thế nào, nhất định là xảy ra vấn đề, không sai,
nhất định là có vấn đề. Lưu Tuấn Hiền lắc đầu, trong đầu không ngừng tái diễn những lời này, sau đó như thần xui quỷ khiến, hắn liên tục bước mấy bước về phía trước. Bụp! Một giây kế tiếp, hắn lại một lần nữa bị đá ra ngoài, nằm ngổn ngang trên đất, kinh hãi nhìn bóng lưng Trần Đức, khóe miệng co quắp, nhất thời trong đầu hỗn loạn, hắn không có cách nào chịu đựng đả kích, ngất xỉu tại chỗ. Hơn 2.000 đệ tử ngơ ngác nhìn cảnh này, trực tiếp nấc nghẹn nước miếng. Trình Lâm Phong lại một lần nữa bị Trần Bát Hoang làm cho khiếp sợ, bất ngờ. Theo lý mà nói, kỳ tích liên tiếp Trần Bát Hoang mang lại đã khiến ông ấy chết lặng, đáng ra phải quen thuộc, nhưng hết lần này tới lần khác. Ông ấy vẫn bị sợ. Hãi! Mới được bao lâu? Không tới một ngày. Từ sát hạch thông thiên các, đến 3 phút kéo gọi hỏa diệm phi long, giờ đến thời khắc này. Trái tim ông ấy có chút không chịu nổi. Khuôn mặt già nua giống như bị tụ máu, khắp nơi đều là máu đỏ, trong con người đã hưng phấn đến mức khó mà khống chế. Toàn bộ cơ thể cũng đang run rẩy lay động. Cực kỳ muốn kêu gào chói tai. Mà sư tôn của Trình Lâm Phong đã hoàn toàn ngây người như phỗng, ông ta không nhúc nhích, gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng Trần Đức, ông ta hỏi Trình Lâm Phong, hân. Hắn. Không đợi sư tôn nói xong, Trình Lâm Phong liền khom người, trái tim run rẩy nói. Bấm sư tôn, hắn họ Trần tên Đức, tự Bát Hoang, cũng là người mới lần này mang về, trong sát hạch của thông thiên các, hân đạt thành tích cao nhất, xếp thứ nhất. Cái gì, con người lão giả mã chừng thứ. Thứ nhất, vâng, hơn nữa, một giờ trước, hắn chỉ dùng 3 phút để thuần phục hỏa diêm phi long, hơn nữa. Là hỏa diêm phi long bay ra ngoài. Lão giả yên lặng, hoàn toàn trầm mặc không nói, ông ta không hề hoài nghi với lời của Trình Lâm Phong. Bởi vì, Trình Lâm Phong chưa bao giờ nói dối. Tôi biết rồi, lão giả thái cực khẽ gật đầu, không cam kết thu nhận Trần Đức làm đệ tử, cũng không cam kết muốn cho anh đãi ngộ gì. Trần Bát Hoang yêu nghiệt như vậy, muốn ông ta thưởng thế nào đây? Quả thật ông ta không có gì có thể lấy ra. Rốt cuộc anh mạnh đến đâu? Hốc mắt Diệp Vô Song đỏ bừng, có một loại cảm giác thất bại sâu đậm hiện lên và đang tàn phá từ đáy lòng. Cô ta là đệ tử đứng đầu Lưỡng Nghi Tông. So sánh với Trần Bát Hoang, những thành tích thành tựu do cô ta tạo ra ngày trước, mang lại vinh dự cho Lưỡng Nghi Tông, rõ ràng bây giờ không đáng nhắc tới. Trước đó cô ta còn chê bai, giễu cợt Trần Bát Hoang. Bây giờ nghĩ lại, hành động khi ấy nực cười biết. Bao, từng hành động của cô ta, Lưu Tuấn Hiền, Vương Chính Thanh, Tiêu Chính Thái, thậm chí là 4 vị trưởng lão có khác nào câu chuyện Tiếu Lâm một chú hề nhảy nhót không? Sư huynh Bát Hoang, cố lèn. Đột nhiên, trong đám người, một nữ tu mắt hoa đào gào thét cổ vũ cho Trần Đức, sư huynh Bát Hoang, em yêu anh. Sư huynh Bát Hoang, tương lai của Lưỡng Nghi. Tông đều dựa vào anh, gì? Sư huynh Bát Hoang, cố lên. Vào lúc cô ấy phá vỡ yên tĩnh, hết tiếng nói này đến tiếng nói khác thay nhau vang lên. Dưới chân núi Thái Cực, Trần Đức không hề nghe thấy tiếng kêu của người bên ngoài. Mặc dù anh có thể nhìn thấy tình hình bên ngoài, nhưng lại không nghe thấy âm thanh, rõ ràng anh ở sâu dưới chân núi, nhưng giống như đang ở một thế giới khác ngăn cách với bên ngoài. Còn 100 bước kia. Nói thật, anh tưởng rằng sẽ có chút khó khăn. Nhưng sự thật là không có bất kỳ vấn đề gì. Từ lúc bắt đầu bước đầu tiên cho đến khi đi tới chân núi Thái Cực, anh không hề cảm thấy có chút lực cản nào. Rất kỳ quái, rất quỷ dị. Cái này vẫn chưa phải là kỳ lạ nhất, điều kỳ lạ thật sự là bên ngoài không hề nhìn thấy Đoạn Nguyên, lúc này người bạn đạo sĩ mập của anh đang quỳ gối ngồi xếp bằng, hai mắt nhâm nghiền, áo chẽn người bay vù vù, linh khí quanh người trào dâng, bốn phía cơ thể lại hiện lên từng đường văn kỳ dị, trong mơ hồ dường như có một loại âm thanh huyền diệu vang vọng xung quanh, giống như cao nhân đắc đạo. Đoạn Nguyên. Trần Đức thử đánh thức Đoạn Nguyên, nhưng mà anh ta không có chút phản ứng. Đừng gọi hắn, anh muốn cắt đứt cơ duyên của hắn sao, đúng lúc đó, Linh Lung đột nhiên nói. Cơ duyên, Trần Đức nghi hoặc. Không sai, chính là cơ duyên, trong vòng 100 mét núi Thái Cực phân bố đại trận thánh nhân, đồng thời cũng có một bộ phận truyền thừa ẩn chứa trong đó, trận pháp này chỉ có 3 loại người có thể thông qua. Linh Lung từ tốn nói, thứ nhất là người phù hợp được Thái Tổ Lưỡng Nghi Tông truyền thừa. Thứ hai là tồn tại thực lực thánh nhân siêu việt. Thứ ba là người đạo tâm kiên định, tâm cánh và năng lực lĩnh ngộ siêu phàm thoát tục. Đạo sĩ mập này rõ ràng là loại thứ nhất,
nói thật trước kia tôi cũng nhìn nhầm, không ngờ hắn lại có thể đi vào, nhưng cũng chỉ có thể dừng bước ở đây. Còn tôi thì sao, thuộc loại nào, Trần Đức tò mò, là loại thứ nhất hay thứ ba? Anh là loại thứ tư, có bà nội đây hỗ trợ, có thế không vào được sao? Nói thế nào thì lão tổ Lưỡng Nghi Tông cũng là đệ tử của ông nội tôi. Linh Lung hừ hừ nói. Được rồi, Trần Đức sờ chóp mũi, còn tưởng rằng tôi sẽ là loại thứ ba cơ. Còn tưởng rằng cái gì? Đúng anh đấy. Trong lòng Linh Lung điên cuồng gào thét. Quá thật, cô ta có thể giúp Trần Đức đi đến nơi này, với thủ đoạn của mình, cộng thêm cô ta rất hiếu loại trận pháp này, dẫn Trần Đức vào rất dễ. Chỉ là, cô ta chưa ra tay. Lúc cô ta muốn giúp đỡ, Trần Đức, anh, đã vào. Sự kinh hãi trong lòng Linh Lung còn dày đặc và khoa trương hơn cả đám người Trình Lâm Phong. Trận pháp trong chu vi trăm bước núi Thái Cực là thánh nhân đích thân bố trí. Nói cách khác, đạo tâm, ý chí và năng lực lĩnh ngộ của Trần Bát Hoang là cấp bậc thánh nhân. Một võ giả địa tôn ngũ trọng có đạo tâm của cấp bậc thánh nhân, cái này kinh khủng thế nào? Giống như một đứa trẻ chưa ra đơn liền hiểu được từ trong bụng mẹ các nguyên lý cùng cực như vi phản và tích phản, hiểu lượng tử lực học, thuyết tương đối, lập trình máy tính. Chỉ cần cung cấp cho anh một nền tảng, cung cấp tài nguyên tương ứng, anh có thể biết thời biết thế, với tuổi còn nhỏ nhưng với tốc độ cực nhanh anh đã có thể trở thành sinh viên, thạc sĩ, tiến sĩ, chuyên gia hàng đầu trong các ý lĩnh vực. Nói đơn giản, Trần Bát Hoang có tư chất thành thánh. Thánh nhãn có lẽ ở thế giới đại thiên không tính là gì, nhưng một thánh nhân 20 mấy 30 mấy tuổi thì rất kinh khủng. Toàn bộ thế giới đại thiên từ ngàn năm trước đều biết, thánh nhân trẻ tuổi nhất cũng 1-2 ngàn tuổi. Đừng bảo là mấy chục tuổi, dù là mấy trăm tuổi cũng không có ai thành thánh. Nhưng, Trần Đức có cơ hội tạo ra kỳ tích. Linh Lung, tám cánh cửa thì chọn đi vào cửa nào, Trần Đức đứng trước núi Thái Cực, nhìn lên tám mặt cửa đá, anh rơi vào trầm tư. Có thế mở được bao nhiêu thì vào bấy nhiêu, Linh Lung không chút suy nghĩ đáp, tám cánh cửa này tôi cũng không nắm chắc có thể mở. Sau mỗi cánh cửa chắc đều có bảo vật khác nhau, dựa theo ý tưởng của lão tổ Lưỡng Nghi Tông, truyền thừa của ông ta cần phải đế cho 8 người khác nhau. Nếu tôi mở hết 8 cửa, há chẳng phải là đầu tư ít kiếm được nhiều, trong con ngươi của Trần Đức lóe lên vẻ hưng phấn, anh nhao nhao muốn thử. Là đầu tư ít kiếm được nhiều hả, Linh Lung trêu ghẹo nói, nhưng anh cảm thấy mình có thể. Mở được hết sao, thật sự là ghen tị với giam cầm thánh nhân bày ra. Trần Đức quét qua 8 cánh cửa đá, anh nói, tôi cảm thấy. Tôi có thế. Anh có thế. Giọng điệu Linh Linh kinh ngạc, kỳ quái và ngạc nhiên anh. Anh chắc chắn. Ừ, vô cùng xác chắn. Giọng điệu Trần Đức chắc nịch, anh vô cùng có lòng tin, loại lòng tin này không phải không có căn cứ, mà anh đã nảy sinh ra một loại liên hệ nào đó với 8 cánh cửa trước mắt. Chỉ cần anh muốn, anh có thể mở 8 cánh cửa bất cứ lúc nào. Ban đầu anh khá ngạc nhiên với việc này, nhưng lúc này cũng đã hiểu đại khái là có chuyện gì. Tất cả có lẽ đều là công của Âm Dương Kinh, bộ công pháp mà anh tu hành vốn là sự kết hợp của Thái Dương và Thái Âm. Đạo lý vô cùng đơn giản, trong Âm Dương Kinh, thực tế là bao hàm những đạo lý phức tạp và huyền diệu như Thái Cực, Lưỡng Nghi, Tứ Tượng, Bát Quái. Ánh mắt sững lại, Trần Đức không nói nhiều đem nửa câu, cất bước đi về phía vị trí tốn trong 8 cánh cửa, cùng lúc đó. Anh đi vào trong cửa đá, cánh cửa đó giống như một tầng sóng nước, anh bước vào một cách dễ dàng. Lập tức, bóng đen bao trùm, sau 3 hơi thở, bóng đen đó mới lui dần, bị thay thế bởi một luồng ánh sáng. Lọt vào mắt là một căn mật thất, ở giữa mật thất có một hạt trân châu giống như dạ minh châu, hào quang lấp lánh màu xanh u ám khắp cả căn mật thất. Ngoài ra thì không còn vật gì khác. Nhung trên một bức tường lồi lõm không bằng phẳng điêu khắc một bức họa rõ nét. Hình tượng, rất cổ xưa. Đó là một đạo nhân mặc đạo bào, búi tóc, tay cầm phất trần, tuy là một bức tranh đá, nhưng lại sống động như thật, dường như có thể nhảy vọt ra từ trong bức tường bất cứ lúc nào. Có một luồng đạo vận ấn chứa trong đó. Trần Đức ngắm nhìn bức tranh đó hồi lâu, bổng bóng hình đó đột nhiên cử động, xuất hiện hư ảnh liên tiếp, không ngừng đi lại, lơ lửng trong mật thất với tốc độ cực nhanh. Cùng lúc đó, nó lại thực sự từ trong bức tường trò ỉ ra. Như cánh bướm, nhẹ lẳng lâng, bước ra từng bước. Vãi! Đã bao giờ Trần Đức nhìn thấy cảnh tượng này? Cho dù là anh rất mạnh mẽ, cũng phải sợ giật mình lùi lại một bước. Sau đó, khi anh nhìn về phía trước lần nữa,
lại phát hiện đâu có bóng hình gì, bức họa vẫn khắc trên tường, không hề động đậy. Chuyện gì thế này? Một, Trần Đức thấy hơi kỳ lạ, Linh Lung, cô nhìn thấy chưa, vừa nãy người trong bức họa đó đi ra. Không nhìn thấy. Linh Lung lắc đều, nói, nhưng tên nhóc anh đã lỡ mất một cơ duyên lớn, vừa nãy anh nên tiến vào, Thông Huyền, bức tranh này chỉ có thể được lĩnh ngộ trong trạng thái đó, truyền thừa ở nơi này, e rằng đều ở trong bức họa đó. Thông Huyền, Trần Đức hỏi, đó là cái gì? Nói một cách đơn giản, chính là một trạng thái, sau khi tiến vào trạng thái đó, năng lực lĩnh ngộ sẽ tăng lên gấp 10, gấp trăm lần, sau khi tiến vào trạng thái đó, tu hành có thể thành công nhanh chóng, nhưng trạng thái đó có thể gặp mà không thấy cầu. Linh Lung bay ra từ trong tiên đài của Trần Đức, hóa thành một bóng hình uyến chuyến, thướt tha, mê hoặc, quyến rũ. Nếu không thể tiến vào trạng thái Thông Huyền, chỉ là một bức tranh, ít nhất cũng cần lĩnh ngộ 10 ngày nửa tháng mới thành công. Trần Đức buồn bực, anh đã bỏ lỡ, thực sự đã bỏ 15 một cơ duyên lớn, nếu không thể lĩnh ngộ truyền thừa trong tranh, thì chẳng phải đến vô ích ư. Tôi thử xem. Trần Đức hít sâu một hơi, lấy bình tĩnh, lại nhìn vào trong bức tranh khắc đá, sau khoảng 2-3 hơi thở, có thể nhìn thấy rõ ràng, bóng người đó lại động đậy lần nữa. Rất nhanh, người đó lại từ trong vách đá đi ra. Hình như không khó như tưởng tượng, Trần Đức lẩm bẩm trong lòng, nhưng anh không hỏi Linh Lung nữa, mà tiếp tục duy trì trạng thái đó, khóa chặt ánh mắt vào người đó. Còn bằng phù hư thân pháp, một giọng nói âm vang có lực bổng vang lên bên tai Trần Đức, lại thấy hình người trước mắt cử động, chưa đến 1% hơi thở, người đó đã lượn 10-20 vòng xung quanh Trần Đức. Tốc độ đó, mặc dù Trần Đức có thực lực hơn người, cũng không bắt được nửa bóng hình đó. Côn bằng phù hư thân pháp, nhanh quá, Trần Đức kinh ngạc trong lòng, tốc độ này còn nhanh hơn không chỉ 1000 lần so với tốc độ của anh. Tốc độ của người đó nhanh hơn gió, mạnh hơn điện, Trần Đức nhìn mà ngẩn người, từ trước tới nay anh chưa từng thấy thản pháp nhanh và mạnh như. Vậy, gần như tương đương với chỉ trong chớp mắt. Lần đầu tiên, người đó giống như biểu diễn, lần thứ hai, động tác đi lại của người đó như đang dạy cho Trần Đức. Anh cứ nhìn chăm chú như vậy, chuyên tâm khắc ghi từng hành động, bước chân, phương pháp vận hành linh khí vào trong đầu. Tên này, đúng là biến thái, Linh Lung ở một bên cực kỳ kinh ngạc, cỏ ta vừa nhìn là phát hiện được Trần Đức lại tiến vào trạng thái Thông Huyền. Tốc độ đó, kể cả là cô ta cũng không thể không thừa nhận anh là một yêu nghiệt, biến thái siêu cấp. Chẳng lẽ, anh ta có thế chất đặc biệt gì sao? Linh Lung đi vòng quanh ngắm kỹ Trần Đức, rồi tiến vào trong tiên đài quan sát. Từ đầu đến cuối vân không nhìn ra điều gì. Một thế chất bình thường, cũng có thể khủng. Bố thế sao? Linh Lung không thể hiểu nổi, sự biến thái của Trần Đức đã vượt qua hiểu biết của cô ta, e rằng cũng chỉ có thiên tài cấp yêu nghiệt, được trời đất thiên vị mới có thể sánh với anh. Kể cả là bản thân cô ta, thời kỳ đỉnh phong, tổng hợp các phương diện cũng không thể sánh được với tên này. Rất nhanh, khoảng 10 phút, bỗng nhiên giặc. Giác. Hình vẽ trên tường đột nhiên nứt ra, sau đó hóa thành đá vụn lăn xuống đất. Cùng lúc đó, Trần Đức thức tỉnh từ trong trạng thái Thông Huyền, trong con mắt xen lẫn vẻ chấn hãi và vui mừng. Anh đã ghi nhớ toàn bộ côn bằng phù hư thân pháp, điều phải làm duy nhất tiếp sau đây chính là tu luyện. Nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc tu luyện, một cánh cửa đá vị trí chữ tốn, đã có võ kỹ đáng sợ như côn bằng phù hư thân pháp, vậy thì, trong 7 cánh cửa còn lại, sẽ có truyền thừa thế nào đây? Trần Đức rất háo hức mong đợi. Liền sau đó, anh náy ra suy nghĩ, trực tiếp xuyên qua bức tường, đến cửa đá thứ hai, cửa đá vị trí chữ cấn. Cũng như vậy, sau bóng tối, Trần Đức không nhìn thấy mật thất nữa, mà là một ngọn núi. Ngọn núi cao khoảng 1-200 mét. Trên núi có các loại hoa cỏ kỳ lạ, vừa đến đây, đã có thể cảm nhận được linh khí vô cùng dày đặc, nồng đậm. Không ngoại lệ. Tất cả các loại hoa cỏ hoang dại kỳ lạ khắp núi đều là thiên tài địa bảo. Trần Đức lơ đãng nhìn sang bên cạnh, cũng nhìn thấy vài cây nhân sâm mấy chục ngàn năm. Nó hình như đã thành tinh, trông cực kỳ giống một ông lão lọm khọm chống gậy, giàu lùa tùa. Ngoài ra, trong hồ nước đóng băng trắng xóa dưới chân núi còn nở rộ 20-30 đóa băng sơn tuyết liên, bên cạnh xa hơn một chút lại có một mảng lớn linh chi trông cực kỳ tươi đẹp lóa mắt. Mà đây chỉ là ở bên ngoài mà thôi. Càng đi vào trong linh dược càng chớ nên chân quý, hiếm thấy. Đa số Trần Đức đều có thể nói ra được tên như Diễm Xà Thảo, Quy Linh Tùng, C
cây bồ đề mấy chục ngàn năm. Còn có một phần nhỏ nữa, nhưng Trần Đức lại hoàn toàn không biết chủng loại của chúng. Song, có một điểm chung là tất cả đều là chí bảo, lấy bất cứ một thứ nào ra ngoài cũng có thể bán giá trên trời. Mà trước mắt, chúng lại có cả một ngọn núi. Nếu ngọn núi này ở bẽn ngoài thì chắc chắn sẽ gây ra gió tanh mưa máu. Phù! Ngọn núi trước mắt rộng khoảng 200 mét, nơi rộng nhất có đường kính hơn 300 mét, bạt ngàn thiên tài địa bảo. Nếu người bình thường nhìn thấy chắc đã phấn khích đến ngất xỉu từ lâu. Dù là Trần Đức cũng hoa cả mắt, không khỏi hít sâu một hơi, cảm thấy hết sức vui sướng và kích động. Anh không chút do dự lật tay một cái, trực tiếp lấy đỉnh long vản ra. Thoáng chốc, đỉnh long văn bé xíu lập tức to như một con cá kình nuốt cá ngọn núi vào đỉnh. Tốn là phong, phong đại biểu cho tốc độ nên là truyền thừa về thân pháp. Cấn là sơn, là một ngọn núi. Vậy còn lại sẽ là gì đây? Trần Đức hết sức mong đợi, cất đỉnh long văn đi rồi đi đến cánh cửa đá tiếp theo. Đó là cánh cửa tên Ly. Ly thuộc hỏa, y như tướng tượng của Trần Đức, vừa bước vào, anh đã cảm thấy một sức nóng cực kỳ khủng bố, xung quanh tối om, giữa bóng tối ấy nổi lơ lửng một ngọn đèn. Cái đèn bằng đồng rách nát sáng lên ngọn đèn dầu le lắt, giống như ngọn nến trong gió, có thể tắt ngúm bất cứ lúc nào. Nhưng cũng là ngọn đèn nho nhỏ kia đã đốt cháy không khí trong bóng đêm nóng đến một nhiệt độ vô cùng nóng bỏng, còn khủng bố hơn cả chân hỏa của Trần Đức. Đó là, Ly Hỏa, Linh Lung nhìn thấy ngọn đèn dầu kia lập tức giật mình nói, nơi này vậy mà lại cất giữ Ly Hỏa. Ngọn lửa này có vẻ rất lợi hại nhỉ, Trần Đức chậc lưỡi, e rằng nhiệt độ xung quanh đã bị ngọn lửa nho nhỏ kia đốt cháy đến 1000 độ, chỉ là, sao nó lại nhỏ như vậy? Nhỏ, Trần Đức. Có vẻ anh đã có sự hiểu lầm gì với ly hỏa rồi. Ở quê hương đại thiên thế giới của tôi có khoảng mấy chục ngàn loại lửa, mà ly hỏa lại xếp thứ 6. Nó yếu như thế là vì bị cái đèn đồng kia chấn áp, giống như ngọn lửa trong thế tục ở trái đất không thể cháy trong chân không vậy. Với anh mà nói, đây là một cơ duyên cực kỳ to lớn. Anh là võ giả thuộc tính hỏa, nếu có thể luyện chế nó cho mình dùng, chắc chắn sẽ có hiệu quả còn mạnh hơn cả 100.000 kg tử linh thạch. Hiếu chưa? Linh Lung thật sự hâm mộ, trong đại thiên thế. Giới có biết bao nhiêu người đang tìm ly hỏa? Ai mà ngờ được, ly hỏa khủng bố khiến người ta thèm nhỏ dãi lại bị đệ tử của ông nội cô ta đưa đến vân tẽo giới cơ chứ? Nếu bị những cao thủ ấy biết được chắc sẽ hộc máu giận dữ dậm chân chửi đống lên. Còn mạnh hơn 100.000 kg tử linh thạch. Trần Đức không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, không giấu nổi sự kích động. Với thực lực bây giờ của tôi có thể luyện hóa nó thật sao? Được chứ, đều là thuộc tính hỏa, anh và nó hoàn toàn phù hợp với nhau. Có điều, phải mất một chút thời gian, Linh Lung đáp. Mất bao lâu, Trần Đức tò mò hỏi. Nửa năm. Trần Đức. Nửa năm. Lâu vậy anh có thể chờ nổi sao? Đương nhiên là không thế rồi. Còn nửa tháng nữa nhà họ Ưng sẽ xử lý Ưng Thanh Vũ, hơn nữa, Âu Dã Tư Linh còn chưa biết sống chết thế nào. Anh không có nhiều thời gian như vậy. Xong, Trần Đức cũng không định từ bỏ ly hỏa. Anh đi đến trước mặt ly hỏa, cũng cất nó vào trong đỉnh long vản. Sau đó, không chút do dự đi đến cánh cửa tiếp theo. Cửa đoái. Đoái là thủy, sau cánh cửa này có một cái hồ lô màu đen, bên trong nó phảng phất có một vùng biển rộng đang cuộn trào, rít gào. Bên ngoài hồ lô chằng chịt sấm sét, bị một đám mảy đen bao phủ trỏng cực kỳ thần kỳ. Trần Đức không chút do dự cất hết đi, rồi đi đến cửa trấn. Ở nơi này, Trần Đức thu hoạch một quyển sách cổ. Bên trong chính là trận pháp do lão tổ Lưỡng Nghi Tông tự mình sáng chế ra, tẻn là đại trận Lưỡng Nghi. Trận pháp của thánh nhân quả nhiên tuyệt diệu, nó hẳn là trận pháp đặt ở núi Thái Cực. Trần Đức nhìn lướt qua một lượt, cũng không có đọc kỹ, cất đi rồi đi đến hai cánh cửa cuối cùng. Cửa Càn và cửa Khôn. Trần Đức cảm thấy bên trong hai cánh cửa này nối liền với nhau nên mới đặt nó ở cuối cùng. Nơi này là, vừa đến đây, Linh Lung lập tức hít sâu một hơi, hay cho một cái cánh cửa càn khôn, đây là bên trong sọ não của lão tổ Lưỡng Nghi Tông. Cái gì? Trần Đức hoảng sợ, ý cô là chúng ta đang đứng bẽn trong sọ não của lão tổ Lưỡng Nghi Tông. Đúng vậy, đúng là do sọ não của hắn biến thành, trong lòng Linh Lung vô cùng phức tạp, không ngờ lão tổ Lưỡng Nghi Tông đã chết thật rồi. Hai. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc, tôi còn chưa từng gặp người đệ tử xuất sắc nhất này của ông nội mình nữa. Trần Đức, anh phái quý trọng đó.
Nơi này là một thế giới tiểu thiên do lão tổ Lưỡng Nghỉ Tông dùng hết tinh hoa cả đời và đầu lâu của mình để luyện thành. Anh ở trong này một năm thì tương đương với 10 ngày bên ngoài. Linh Lung, ý cô là, một năm ở đây bằng 10 ngày bên ngoài. Đúng thế. Lời nói của Linh Lung thì Trần Đức hoàn toàn tin tưởng, huống chi, sau khi có được truyền thừa âm dương kinh, anh cũng đã trải qua chuyện ở trong động một ngày bằng 1.000 năm bên ngoài. Tuy rất ly kỳ, nhưng đúng thật là có. 10 ngày, nếu ở trong đây thì chẳng phải sẽ bỏ lỡ thánh khư, Trần Đức hơi do dự, một chốc một lát đúng lẻ không biết nên chọn như thế nào. Nhóc con, anh cũng đừng bỏ hạt đậu tìm hạt vừng. Tuy tôi không biết thánh khư là cái gì, nhưng nếu cứ cách trăm năm sẽ xuất hiện một lần thì chắc chắn đã có rất nhiều người đi vào. Còn giờ anh lấy được cái gì? Là truyền thừa chẳng chính của thánh nhân. Huống chi, thế giới tiểu thiên này chỉ có một cơ hội duy nhất thôi. Một khi anh đi ra ngoài, nơi này sẽ sụp đổ. Vốn dĩ, đây là truyền thừa chuẩn bị cho 8 người, bị một mình anh gom hết, còn thánh khư. Hơn mấy chục ngàn người, thậm chí mấy trăm ngàn người đi vào tranh giành cơ duyên trong một chỗ. Giữa một cơ duyên trời cho và một cơ duyên bị mấy chục ngàn người tranh giành, Trần Đức, bên nào nặng bên nào nhẹ, anh phải nghĩ cho kỹ. Lời nói của Linh Lung đã hoàn toàn thức tỉnh Trần Đức, anh biết rất rõ, hiện giờ, anh rất cần thực lực, trong vòng nửa tháng. Anh chỉ còn lại nửa tháng. Nếu ở thế giới bên ngoài, trong thời gian nửa tháng muốn đạt đến trình độ đấu vật tay được với nhà họ Ưng, đúng lẻ chuyện cổ tích. Ở lại nơi này, hay đến Thánh Khư, lựa chọn này không khó. Nếu lão tổ Lưỡng Nghi Tông đã để lại truyền thừa, tôi đâu thế phụ lòng, trầm mặc một lúc, Trần Đức nói, Linh Lung, tôi phải bắt đầu tu luyện, cô đồng ý hộ pháp cho tôi không? Đương nhiên rồi. Linh Lung hưng phấn gật đầu, Trần Đức tiến bộ càng nhanh, thì tốc độ hồi phục của cô ta sẽ càng nhanh, hồi phục đến đỉnh cao, nắn tạo lại cơ thể là việc ở ngay trong tầm tay. Cảm ơn. Trần Đức nói lời cảm ơn, sau đó, tế ra đỉnh Long Văn, toàn bộ ngọn đèn, hồ lò, một ngọn núi, một quyển sách cổ, đồng thời kiếm Long Ngâm cũng được anh cầm trong tay. Những ngày tiếp theo, anh dồn hết 200% tinh lực vào tu hành. Nếu có thể có một người chiến đấu với tôi thì sẽ tốt hơn, Trần Đức thấp giọng lẩm bẩm, tu luyện một mình, đương nhẽn không tốt bằng chiến đấu với người khác. Vừa dứt lời, đột nhiên, một luồng hào quang lóe lẻn, trong mảy mù phía trước bồng có một bóng hình đi ra. Trong mảy mù linh khí dày đặc, một bóng hình cao gầy chậm rãi đi ra, ánh mắt Trần Đức sững lại, có hơi bối rối. Linh Lung, tôi đang nằm mơ sao, trông bóng hình đó, Trần Đức khó hiểu anh ta và tôi. Sao giống nhau thế? Người trước mắt, ngoại trừ đôi mắt trống rồng, ngờ nghịch, vô hồn ra, những thứ còn lại, bất luận là chiều cao, khuôn mặt hay thần thái, đều giống Trần Đức y hệt. Linh Lung còn chưa lẻn tiếng, lập tức, bóng hình giống Trần Đức phía trước bùng phát ra một luồng khí tức cường mạnh, chiếu ánh sáng vàng rực rỡ, mang theo lưu quang đập một quyền về phía Trần Đức. Bành! Trong lúc không kịp đề phòng, Trần Đức bị đánh một quyền chắc nịch, lồng ngực của anh lập tức lõm xuống, mười mấy cái xương cốt gãy lìa cùng lúc, anh bị bắn ra xa 10 mét, miệng phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Nhìn thấy chưa, anh ta không giống anh, mạnh hơn anh nhiều, nơi này thành một phương trời đất, là đạo của thánh nhân. Còn anh ta, là diễn hóa của đạo thánh nhân, thực lực giống anh, nhưng võ kỹ mà anh biết, anh ta lại nắm vững vô cùng thuần thục. Trong tiên đài, Linh Lung cảm khái xong, lại nói, anh ta sẽ không đánh chết anh, nhưng trừ phi anh chỉ còn một hơi thở cuối cùng, nếu không anh ta sẽ không dừng lại, có thể nói, đây là đối thủ tu luyện tốt nhất của anh. Bốp! Trong lúc Linh Lung nói, hai tay của Trần Đức, đó bắt đầu niết ấn, một tay sấm sét ầm ầm không ngừng vang lên. Cùng với ngón tay động đậy, trời đất biến sắc, mây đen vô tận bao trùm, hội tụ. Đồng thời, một hình ấn lớn ngưng kết trên bầu. Trời, một luồng khí tức hủy thiên diệt địa vô cùng rùng rợn dập dờn lan rộng, tựa như sắp đến ngày tận thế, gió bão nối lên, cực kỳ khủng bố. Chấn lõi ấn, thiên bình ấn. Nhìn thanh thế ngút trời đó, Trần Đức được một phen chóng mặt. Quả nhiên, đối phương không chỉ biết võ kỹ của anh, mà còn tinh thông hơn anh. Sử dụng tốt và hiệu quả hơn anh. Thì triển chấn lôi ấn, thiên bình ấn cùng một lúc, cả vùng trời đất nhỏ bé đều ầm ầm vang động. Đối diện với người không có linh hồn này, Trần Đức không dám lơ là, tuy đối phương sẽ không đánh chết anh, nhưng anh cũng không muốn bị đánh thành con heo. Sau đó, anh nằm thẳng người,
giơ chân dùng sức bật lẽn đứng vững chẽn mặt đất, lấy từ trong lòng một viên đan dược, sau khi ổn định thương thế, cũng bắt đầu ngưng kết hai ấn chấn lôi, thiên bình. Ầm ầm. Tốc độ của Trần Đức rất nhanh, nhưng đối phương còn nhanh hơn, anh đã chuẩn bị sẵn sàng, niết ấn đến một nửa, thì Trần Đức bản sao đã mang theo uy lực sấm sét từ trên trời giáng xuống, hoàn toàn bao trùm anh. Chấn lôi ấn, thiên bình ấn rơi xuống cùng lúc, trong lúc gấp gáp, Trần Đức thi triển cửu trọng cực ảnh, vào một giây cuối cùng, mới thi triển được hai ấn, tiến lên nghênh đón. Phụt, lại phun ra một ngụm máu tươi, Trần Đức bị đánh bay lần nữa, đối diện với nhân vật như vậy, anh hoàn toàn không phải là đối thủ. Cùng một võ kỹ, mặc dù anh thi triển cửu trọng cực ảnh, vẫn rơi vào thế yếu. Bù, Trần Đức vừa mới đứng vững lại, đối phương lại tấn công đến. Một luồng khí tức quen thuộc lan rộng, đối phương cũng sử dụng đến cửu trọng cực ảnh, điều quan trọng là, bước chân đối phương nhanh đến mức hình thành bóng hoa sen, chẽn nền tảng cửu trọng cực ảnh, đồng thời thi triển côn bằng phù hư thân pháp. Tốc độ lại tăng lên, trong tích tắc, đối phương đã đến trước người anh, giáng xuống quyền nhằm chuẩn vào khuôn mặt anh. Rắc rắc, Trần Đức chỉ cảm thấy trời xoay đất chuyển, bị một quyền đánh cho chóng mặt quay vòng vòng, đầu óc hỗn loạn, nếu không phải anh kịp thời dâng lên màn phòng ngự. E rằng sẽ ngất xỉu tại chỗ. Dường như đó chỉ là gia uy, sau một quyền, đối phương lại thi triển hai ấn đầu tiên của nhân vương tam ấn, tấn công Trần Đức, khí thế kinh người. Đối diện với hai chiêu này, Trần Đức muốn kháng cự, nhưng anh thi triển võ kỹ gì, đối phương cũng sẽ thi triển võ kỹ giống như vậy để đối phó anh. Hơn nữa, còn tinh thông, cường mạnh hơn anh. Bất đắc dĩ, Trần Đức chỉ có thể tạm thời không thi triển võ kỹ, như vậy. Đối phương chỉ dùng nhân vương ấn triển khai tấn công anh, 10 ngày đầu tiên, Trần Đức hoàn toàn trong trạng thái bị đuổi đánh, ngoài phòng ngự thì dùng chấn lôi ấn, thiên bình ấn tấn công lại. Đồng thời, Trần Đức cũng đang quan sát từng chiêu thức của đối phương, mỗi một lần đều vận hành linh khí võ kỹ khá hoàn hảo tinh giản. 10 ngày nay, anh bỗng phát hiện dưới sự hướng dẫn này, dần dần, uy lực của thiên bình ấn và chấn lôi ấn càng lúc càng mạnh. Trước đây, anh chỉ có thể nắm được 7-8/2 loại ấn quyết này, cùng với sự tấn công của người đó, anh càng lúc càng tinh thông. Từ lúc ban đầu bị đàn áp, đến bây giờ có thể miễn cưỡng chống cự. Trong vùng trời nhỏ, hơn 20 ngày trôi qua, hôm nay, hai người Trần Đức dùng nhân vương ấn tấn công nhau lần nữa. Lần này, trời đất chấn rung, sấm sét cuồn cuộn, hai người đập vào nhau sinh ra tiếng động cực lớn. Vào lúc sức cùng lực kiệt, cuối cùng Trần Đức đã thắng. Bóng hình đó bị anh ép lùi lại 3 bước liên tiếp, nhưng cũng chỉ vậy thôi. Sau 3 bước, đối phương lại đứng vững, gần như không hề rảnh rỗi, không biết mệt mỏi, đối phương niết ấn hình thành chấn lõi ấn, thì ẻn bình ấn lần nữa. Vẫn tiếp tục, Trần Đức hít sâu một hơi, cũng thi triển xong ấn, lúc đang định nghênh đón, bỗng phát hiện một luồng khí tức đáng sợ hơn đột nhiên ập đến bao trùm lấy anh. Sau khi Trần Đức còn lại phát ra chấn lôi ấn, thiên bình ấn, lại. Vẫn tiếp tục. Cùng với đó, khí tức khủng bố đáng sợ càng lúc càng nồng đặc, chưa đến 3 hơi thở, lại thấy trên bầu trời, sấm sét chớp điện đan xen, hội tụ, thiên bình ấn tỏa hào quang, một bóng hình chí cao vô thượng lớn như ngọn núi từ đó hiện lẻn, cúi nhìn chúng sinh. Trong phút chốc, giữa trời đất dường như có một vị vương giả giáng xuống, khí tức đó khiến người ta dựng tóc gáy, trong lòng không nhịn được dâng lên cảm giác tuyệt vọng, phải quỳ bái. Đây là, nhân. Nhân vương ấn, nhìn hư ảnh đó, Trần Đức chấn hãi. Ấn thứ 3 trong nhân vương ấn. Khoảng thời gian này, anh đã nắm vững thiên bình ấn, chấn lôi ấn, nhưng lại không thể học được ấn thứ 3 nhân vương ấn. Không ngờ, bản thản, trước mắt lại học được. Trần Đức bán sao giơ tay lên, tấn công một trường về phía trước, không gian 4 phương 8 hướng trực tiếp bị một trường đó khóa chặt hình thành vòng cấm, kể cả Trần Đức muốn trốn cũng không có chỗ để trốn. Trần Đức chỉ có thể dùng thiên bình ấn, chấn lôi ấn đi nghênh đón. Nhưng cảnh tượng khiến lòng người kinh hãi đã xuất hiện, khoảnh khắc thiên bình ấn, chấn lôi ấn và nhân vương ấn tiếp xúc nhau, lại bỗng tan vỡ, biến mất. Đối diện với nhân vương ấn, hai ấn đầu tiên thiên bình và chấn lôi lại không chịu nổi một đòn như vậy, giống như con kiến đối diện với con voi, vốn không cùng một đẳng cấp. Trong phút chốc, Trần Đức bị thương nặng, mỗi một phân trên cơ thể đều nhuốm máu tươi. Hai tay máu thịt lằn lộn, còn nhìn thấy cá xương cốt. Một đòn nhân vương ấn, trực tiếp đánh anh bị thương nặng, suýt chết. Lúc này Trần Đức bản sao cũng dừng tay, đứng trước mặt anh như cọc gỗ,
giống như kẻ chiến thẳng đứng trước kẻ bại trận, ngạo nghề cúi nhìn. Anh, mẹ kiếp, cầu xin mày có thế đừng ăn gian thế được không? Trần Đức bĩu môi, bò lẽn từ mặt đất một cách khó khăn, đi đến phía trước núi cấn, hái một cây nhân sâm vạn năm, trực tiếp nhét vào miệng. Trần Đức nhai nhân sâm như nhai cà rốt, cùng với cây nhân sâm vạn nảm xuống bụng, thương tích của anh cũng có chuyển biến tốt. Anh vừa ăn, vừa cảnh giác nhìn chằm chằm bản sao, sau khi thấy đối phương không ra tay nữa, mới thở ra nhẹ nhõm. Tuy sau khi ăn nhân sâm, thương tích hồi phục được một chút, nhưng cũng chỉ có một chút đỏ thôi. Thiên tài địa bảo chưa từng trải qua tỏi luyện, thì không thể phát huy toàn bộ hiệu quả, mặc dù là nhân sâm vạn năm, cũng không thể khiến anh hồi phục nhanh chóng, đạt đến mức có thể chiến đấu tiếp. Anh đứng lên, tìm được một số loại dược liệu từ chẽ núi, lại dùng đỉnh Long Văn làm đỉnh luyện thuốc, bắt đầu luyện đan, 3 ngày trôi qua, 13 viên đan dược màu tím ra lò. Trần Đức cất 10 viên đi, đặt 3 viên đan dược còn lại vào miệng, sau khi đan dược vào miệng, trong tích tắc, thương tích của Trần Đức bắt đầu hồi phục với tốc độ kinh người, chưa đến 10 phút, lại trở nên mạnh như rồng như hổ. Sướng! Trần Đức hoạt động gân cốt, không hổ là dược liệu vạn năm, hiệu quả kết hợp với nhau đúng là kinh người. Đan dược mà anh chế luyện, tên là Bạch Ngọc Xích Dương Đan, đan dược huyền giai cấp trung, chủ yếu dùng để hồi phục thương tích. Hiệu quả của đan dược này giống với sinh túy dẫn linh đan mà anh luyện khi còn ở Côn Luân Hư, chỉ cần không chết, đan điền, kim đan chưa bị hủy, uống một viên, thương tích có thể hồi phục ngay tức khắc. Nhưng sinh túy dẫn linh đan chỉ có thể dùng cho võ giả cảnh giới linh hải chớ xuống. Còn Bách Ngọc Xích Dương đan có thể dùng cho địa tôn giả. Hơn nữa, đối với võ giả thuộc tính hỏa, thì càng có hiệu quả. Trong 5 phút ngắn ngủi, tất cả thương tích của Trần Đức đã liền lại lành lặn, đúng trong lúc đó, Trần Đức bản sao vốn không động đậy lại phát động tấn công, hội tụ nhân vương ấn giáng về phía anh. Vãi! Trần Đức mắng một tiếng, cũng không cần nghĩ, lập tức xông lên nghênh đón với sức chiến đấu đỉnh cao, đồng thời, cũng bắt đầu lĩnh ngộ nhân vương ấn mà bán sao thi triển. Lại 10 ngày trôi qua, trong vùng trời nhỏ bé, hai bóng hình chiến đấu với nhau bằng nhân vương tam ấn, đánh trả nhau liên hồi. Trong 10 ngày, Trần Đức bị thương đến hàng ngàn hàng vạn lần, thương nặng trăm lần, cuối cùng hoàn toàn nắm vững được nhân vương ấn, có thể chiến đấu bình đẳng với đối phương. Cũng đúng vào ngày này, Trần Đức bán sao lại xảy ra biến hóa, bắt đầu thi triển ra ấn thứ tư. Thi triển 3 ấn thiên bình ấn, chấn lôi ấn, nhân vương ấn cùng lúc, xuất hiện biến hóa kỳ lạ, không còn sấm sét, không còn chớp điện, càng không có bóng hình cao lớn, 3 loại ấn quyết hợp nhất, trong vòng 10 mét, không gian khuấy động trở nên yên. Tính, không một tiếng động. Theo đó, đối phương tấn công một chướng về phía Trần Đức. Bành! Giữa trời đất, một đám mây hình nấm dâng lên cao, khói bụi đầy trời, một hổ trời sâu đến hàng ngàn mét, rộng ngàn mét, bao la mênh mông. Nếu không phải Trần Đức phản ứng nhanh, né tránh bằng côn bằng phù hư thân pháp, e rằng sẽ bị thương nặng lần nữa. Anh ta dựa theo nhân vương tam ấn, suy diễn ra ấn thứ tư, Trần Đức khó giấu khỏi nỗi kinh hãi, ấn này, thậm chí còn gọi là trùy sát thủ, một chiêu giáng xuống, lại khiến anh cảm nhận được khí tức chết chóc. Đây chính là đạo của thánh nhân. Trong thức hải, Linh Lung nói, đệ tử này của ông nội tôi có tư chất thông minh, đạo của hắn, đương nhiên cũng không kém, chiêu này đã thoát ly khỏi nhân vương ấn, loại bỏ cặn bã chọn lấy tinh hoa, càng tinh giản, xuất chiêu càng nhanh hơn, và cũng càng mạnh hơn. Đúng thế. Trong mắt Trần Đức lấp lánh niềm hưng phấn, anh có thể cảm nhận được, nhân vương tam ấn đứng trước ấn này, hoàn toàn chỉ là đàn em. Chuyên đi đến núi Thái Cực Sơn này, thực sự là có thu hoạch lớn. Trần Đức khó che giấu nỗi kích động, xông xuống phía dưới, triển khai chiến đấu với bản sao. Trong lúc Trần Đức tu luyện hừng hực khí thế, bên ngoài, một ngày cũng lặng lẽ trôi qua. Trước núi Thái Cực, người của Lưỡng Nghi Tông vẫn yên tĩnh chờ đợi, không có ai rời đi, trong một ngày, bất luận là Trần Đức hay Đoạn Nguyên đều chưa xuất hiện. Trình Lâm Phong đi qua đi lại, trong lòng vừa mong đợi, vừa căng thẳng. Dù sao cũng chưa từng có ai vào trong núi Thái Cực. Tuy từ xưa đến nay, đều nói bên trong có truyền thừa của thánh nhân, nhưng cũng chưa có ai từng vào, rốt cuộc là truyền thừa hay là nguy hiểm, thực sự rất khó nói. Ông ấy vừa lo lắng lại vừa hưng phấn, có một chút động tĩnh gì là lập tức căng thẳng tột độ. Trong chớp mắt, ngày thứ hai lặng lẽ trôi qua. Trong Lưỡng Nghi Tông, mấy vị trưởng lão đồ trường sinh nhận được thông tin, cũng đến đây chờ đợi, vô cùng quan tâm.
Ngày thứ hai, lặng lẽ trôi qua. Hoàng hôn buông xuống. Bỗng nhiên, trong vòng trăm bước núi Thái Cực, không gian dậy lẽn một làn sóng, một bóng hình hơi mập bỗng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Nhìn thấy anh ta, tất cả mọi người đều chấn động, ánh mắt hừng hực cùng dồn lẽn người đi ra. Đoạn Nguyên. Là Đoạn Nguyên. Đoạn sư đệ, đệ thế nào rồi, có được truyền thừa chưa? Những lời hỏi thăm vang lên liên tiếp không ngừng, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào Đoạn Nguyên, Trình Lâm Phong, cả sư tôn của ông ấy, cùng các trưởng lão, Diệp Vô Song, Tiêu Chính Thái, Lưu Tuấn Hiền đều xông lẽn phía trước, vây quanh anh ta, quan sát cẩn thận. Cậu, mạnh hơn rồi, ánh mắt của sư tôn Trình Lâm Phong vui mừng, kinh hãi nhìn chằm chằm Đoạn Nguyên. Hai ngày trước, Đoạn Nguyên chỉ là một võ giả địa tôn tam trọng. Bây giờ, anh ta đã đạt đến cảnh giới thiên tôn. Hơn nữa, ngoài thực lực tăng lẽn, huyết mạch của anh ta cũng xuất hiện biến hóa kinh người. Đây là huyết mạch lưỡng nghi của lão tổ. Sư tôn của Trình Lâm Phong dán chặt mắt vào Đoạn Nguyên, khuôn mặt đỏ ửng. Cái gì? Đám người Trình Lâm Phong, Đồ Trường Sinh, Từ Thái Khôn, Lý Thanh Nguyệt, Cung Trường Làm đều sững sờ, huyết mạch lưỡng nghi, là người của lưỡng nghi tông, đương nhiên họ biết điều đó có nghĩa là gì. Huyết mạch thánh nhân, lão tổ lưỡng nghi. Đây là huyết mạch khi lão tổ bọn họ trở thành thánh, không ngờ, lại được Đoạn Nguyên kế thừa. Tông chủ, các vị trưởng lão, Đoạn Nguyên nhìn mọi người, hơi cúi thấp hành lễ, xin lỗi, đế mọi người đợi lâu rồi. Ha ha, đâu có gì lâu, Đoạn Nguyên, có cậu, lưỡng nghi tông chúng ta ắt sẽ chấn hưng, sư tôn Trình Lâm Phong vô cùng hưng phấn, hào sảng nói. Tôi là Y Thái Cực, là tông chủ đời trước của lưỡng nghi tông, cũng là tông chủ đời này, và là sư tôn của các trưởng lão, Đoạn Nguyên, cậu có đồng ý bái tôi làm sư không, tỏi đích thân chỉ dạy cho cậu. Y Thái Cực vuốt râu, hài lòng nhìn Đoạn Nguyên, huyết mạch của anh ta tương đương với huyết mạch đời thứ hai của thánh nhân, mặc dù tương lai không thành thánh nhân, trở thành thần. Vương, cũng không có vấn đề gì. Đám người Diệp Vô Song, Lưu Tuấn Hiền, Tiêu Chính Thái và hơn 2.000 đệ tử vô cùng ngưỡng mộ, nếu Đoạn Nguyên trở thành đệ tử của Y Thái Cực, luận thân phận, luận địa vị, còn cao hơn bọn họ. Ai có thể nghĩ rằng, một người mới vừa đến chưa được một ngày đã có thể có đãi ngộ như vậy? Sư tôn, con thấy không ổn, lúc này, Cung Trường Lâm đột nhiên lên tiếng nói. Sư tôn làm như vậy, thực sự là đi ngược lại luân thường đạo lý, một đệ tử mới như cậu ta, làm sao gánh vác được vinh quang như vậy? Cung Trường Lâm không muốn đồng ý, đầu tẽn, ông ta không hài lòng với Trần Bát Hoang, còn Đoạn Nguyên là người cùng một khóa với Trần Bát Hoang, thậm chí có thể nói hai người là bạn bè. Thứ hai, nếu Đoạn Nguyên bái Y Thái Cực làm sư, há chẳng phải sau này ngang hàng với ông ta sao? Một người mới chỉ hơn 20 tuổi, thực lực vừa đến thiên tôn, dựa vào cái gì mà có địa vị ngang bằng, được đối đãi giống như với người 200-300 tuổi nhông ta. Cung Trường Lâm tự nhận thân phận cao quý, ông ta cố gắng 100-200 năm, là vì thân phận vì địa vị. Là vì phải cao hơn người khác một bậc. Nhưng bây giờ thì sao? Một tên nhóc vừa xuất đạo, vừa đến vân tiêu giới đã được hưởng đại ngộ giống như ông ta làm sao vui được. Sư tôn, người suy nghĩ kỹ đi, làm vậy là phá hỏng quy tắc của lưỡng nghi tông chúng ta. Ý tôi đã quyết, huống hồ, lưỡng nghi tông không có quy tắc không cho phép tôi thu nhận đồ đệ, Y Thái Cực phất tay áo. Trình Lâm Phong, Trường Sinh, Thái Khôn, Thanh Nguyệt, các con có ý kiến gì không? Sư tôn, Đoạn Nguyên vinh dự có được huyết mạch lão tổ. Cũng có nghĩa là được lão tổ công nhận, con không có ý kiến gì. Trình Lâm Phong thể hiện thái độ đầu tiên, chỉ cần có thế chấn hưng lưỡng nghi tông, không cần nói Đoạn Nguyên ngang bằng địa vị với bọn họ, cho dù vượt qua tông chủ như ông ta cũng quyết. Không hai lời. Con cũng không có ý kiến, ba người Đồ Trường Sinh, Từ Thái Khôn, Lý Thanh Nguyệt cùng đồng thanh, Đoạn Nguyên thực sự đáng được có vinh dự này. Các vị, hừ, các vị đã đều đồng ý. Vậy tùy các vị, Cung Trường Sinh phất tay áo. Không ai nhìn thấy đúng lúc ông ta quay người, trong ánh mắt hiện lên tia u ám, hung ác rõ rệt. Không thèm để ý đến Cung Trường Sinh tức giận bỏ đi, Y Thái Cực nhìn Đoạn Nguyên, hòa nhã nói, Đoạn Nguyên, từ này về sau cậu là đệ tử của tôi đích thân chí dạy cậu, đồng ý không? Đệ tử Đoạn Nguyên, bái kiến Storm, Đoạn Nguyên không nói nhiều, trực tiếp hành lễ, nửa quỳ dưới đất, vẻ mặt kích động, phấn khởi. Trước khi đến đẩy,
anh ta vốn chỉ cảm thấy Lưỡng Nghi Tông là thế lực tam phẩm hạng 18, dễ gia nhập hơn chút, lại thêm quan hệ với Trần Bát Hoang, chắc chắn sẽ yên ổn. Nhưng dù thế nào anh ta cũng không ngờ lại có ngày hôm nay. Có được huyết mạch của lão tổ Lưỡng Nghi Tông. Đồng thời, anh ta không chỉ có được huyết mạch, mà còn có một bộ công pháp hoàn chỉnh do lão tổ Lưỡng Nghi Tông sáng tạo ra phù hợp hoàn toàn với huyết mạch Lưỡng Nghi. Đối với Lưỡng Nghi Tổng, anh ta đã có cảm giác được công nhận, cảm giác mình là một phần trong đó. Tốt, Y Thái Cực gật đầu, đích thân đỡ Đoạn Nguyên, tốt quá rồi, có cậu, Lưỡng Nghi Tông chúng ta coi như có hy vọng rồi. Sư Thúc, Sư Thúc, Sư Thúc, Đoạn Nguyên vừa đứng lên, hơn 2.000 đệ tử lập tức hành lễ với anh ta, kế cả Diệp Vô Song, Lưu Tuấn Hiền, Tiêu Chính Thái. Tuy trong lòng bọn họ khó mà chấp nhận, nhưng sự thực là vậy, Đoạn Nguyên được lão tổ công nhận, mà bọn họ thì không. Ấy, Đoạn Nguyên sờ gáy, anh ta cũng chưa thích ứng được, mọi người đừng khách sáo như vậy, thật ngại quá. Lướt mặt nhìn một vòng, không thấy Trần Đức, Đoạn Nguyên kỳ lạ hỏi, Tông Chủ, Bát Hoang đâu? Anh ta đi đâu rồi? Giống như cậu, đi vào trong trăm bước, nhưng, cậu ta vẫn chưa ra, Trình Lâm Phong nói, hình như cơ duyên của hai người các cậu khác nhau, cậu ta vào trong tám cánh cửa đá. A, gì? Đoạn Nguyên nhìn về phía xa, vô cùng ngạc nhiên, không ngờ Trần Đức cũng đi vào đó, nghe vậy tâm trạng anh ta trở nên cực kỳ phấn khích, Bát Hoang chính là Bát Hoang, châu bỏ quá. Tông Chủ, lúc này, Đồ Trường Sinh đột nhiên nói, ngày mai Thánh Khư bắt đầu mở cửa, Trần Bát Hoang vẫn chưa xuất hiện. Nhưng nếu đêm nay không đến Vương Triều Vô Cương đăng ký thì sẽ bỏ lỡ cơ hội mất, Tông Chủ xem bây giờ, vẫn đợi sao? Trình Lâm Phong nhìn hồi lâu về phía núi Thái Cực, thở dài nói, nếu như tiếp tục đợi thì e rằng thật sự sẽ bỏ lỡ cơ hội này, Bát Hoang không ra kịp, có lẽ là ý trời. Ngừng một chút, ông ta nói tiếp, Đoạn Nguyên, Vô Song, Tuấn Hiền, ba người các cậu cùng tôi đi Vương Triều Vô Cương nghênh đón sự xuất hiện lần này của Thánh Khư. Ba người đều rất phấn khích, đồng thời đáp vâng, thưa Tông Chủ. Sau đó, Trình Lâm Phong lại nhìn về phía các vị trưởng lão Đồ, trong thời gian ta đi khỏi này, chuyện trong tông môn tạm thời do ông đại diện xử lý. Thanh Nguyệt, Thái Khôn, mọi người và Trường Lâm cùng nhau giúp đỡ đại trưởng lão. Tông Chủ yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức, Đồ Trường Sinh thận trọng nói, hai người Lý Thanh Nguyệt và Từ Thái Khôn cũng lần lượt nhận lệnh. Được rồi, mọi người đừng đợi ở đây nữa, trở về hết đi, mọi người đều ở đây, nếu như tông môn xảy ra biến cố, không ai có thể đối phó được. Sư Tôn, người ở đây, Bát Hoang, nhờ người chăm sóc cho. Mọi người yên tâm, chuyện ở đây cứ giao cho tôi, Y Thái Cực nói, tôi nhất định sẽ bảo vệ Bát Hoang. Được. Sau khi dặn dò xong mọi chuyện, Trình Lâm Phong rời khỏi núi Thái Cực cùng với Đoạn Nguyên, Diệp Vô Song và Lưu Tuấn Hiền. Hướng về phía Vương Triều Vô Cương. Hơn 2.000 người ở phía trước núi Thái Cực cũng lần lượt di tản, sự yên tĩnh và an lạc lại được khôi phục như thường, là người bảo vệ nơi này, Y Thái Cực cũng bắt đầu tu luyện trong lúc chờ đợi Trần Đức. Trong bóng đêm, một bóng người lén lút lẻn ra khỏi Lưỡng Nghi Tông, dưới ánh trăng, tốc độ của ông ta cực nhanh, trong nháy mắt đã biến mất khỏi. Lưỡng Nghi Tông, đến một nơi rất khuất bên ngoài tông môn. Nơi ông ta đến, xung quanh không một bóng người, ông ta lấy ra một cuộn giấy mở ra, từng dòng chữ run dày đặc xuất hiện trên đó, cả cuộn giấy phát sáng rực rỡ. Khi cuộn giấy bị đốt cháy, giữa không trung xuất hiện một vết nứt trong hư không, trong khe hở dần dần xuất hiện một bóng người đi tới. Trướng lão cung, cuối cùng ông cũng chịu gặp tôi rồi, người vừa đến là một lão già đội mũ trùm đầu mái vòm, dáng người không cao lắm, chỉ khoảng chừng mét rưỡi, thân hình gầy gò. Hai mắt trông như dân cạp nia, sao thế, Tường lão cung nghĩ thông rồi, đồng ý hợp tác với Kình Thiên Tông chúng tôi rồi sao? Bóng đen phía đối diện lão già trùm đầu lúc này cũng cởi bó mặt nạ, lộ ra dung mạo chân thực, không ai khác chính là trưởng lão của Lưỡng Nghi Tông, cung Trường Lâm. Hừ, không phải tôi nghĩ thông rồi, mà là những lão già trong tông môn không tuân thủ quy củ, cũng không biết điều, bọn họ bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa, cung Trường Lâm hừ lạnh một tiếng, quỷ lão lục. Tôi có thể giúp Kình Thiên Tông thôn tính Lưỡng Nghi Tông, giúp các người trả mối thù năm đó. Nhưng sau khi xong việc thì vị trí tông chủ của Lưỡng Nghi Tông nhất định phải giao cho tôi. Lưỡng Nghi Tông vốn dĩ là của ông, vị trí tông chủ ngoại trừ trưởng lão cung ra, không, phải nói là tông chủ cung, ngoài ông ra, còn có ai thích hợp hơn nữa chứ, Q
Quỷ lão Lục mỉm cười, nhẹo cầu này cũng không quá đáng, tôi thay tông chủ hứa với ông. Được rồi, tôi không có bất kỳ yêu cầu nào khác. Nếu các người muốn thôn tính Lưỡng Nghi Tông, tốt nhất là trong vòng nửa tháng. Trong vòng nửa tháng này Trình Lâm Phong sẽ không ở đó, là thời gian Lưỡng Nghi Tông suy yếu nhất. Các người muốn báo thù dễ như trở bàn tay. Cung Trường Lâm dường như không muốn ở đây lâu, nói xong không đợi Quỷ lão Lục trả lời, vội vàng bay lên không trung, rời khỏi đó. Đa tạ tông chủ cung, chậc chậc. Quý lão Lục nhìn theo bóng dáng biến mất của Cung Trường Lâm, nở nụ cười u ám nói, có điều, vị trí tông chủ này của ông, chỉ có thể xuống Hoàng Tuyền đảm nhận thôi. Nhân Vương Ấn, Ấn thứ tư, Bát Hoàng Ấn. Trong Tiểu Thiên Điệp Trần Đức dùng hai tay kết ấn, tốc độ cực nhanh, Chấn Lôi Ấn, Bình Thiên Ấn, Nhân Vương Ấn, cả ba ấn tập hợp và ngưng tụ lại trong lòng bàn tay, một trưởng dáng về phía trước. Trước mặt Trần Đức là một thân ảnh tương đồng, cũng đồng thời tung một trưởng về phía anh. Bùm! Mỗi âm thanh dữ dội vang lên, chí nhìn thấy ớ phía đối diện Trần Đức, phân thân đó bay ra xa, thân hình trở nên tả tơi rách nát. Sức mạnh cực lớn khiến hư không giống như biến lớn, dấy lên từng đợt gợn sóng, mặc dù khí thế bình thường nhưng sức phá hoại trong đó mạnh hơn Nhân Vương Tam Ấn gấp 10 lần. Bát Hoàng Ấn. Trần Đức đã đặt tên cho ấn thứ tư này là Bát Hoàng Ấn, sau gần 3 tháng suy luận, tôi luyện và điều chỉnh, anh mới có thể hoàn toàn nắm vững. Uy lực của ấn thứ tư này được cực kỳ siêu nhiên, kinh ngạc đến mức đáng sợ, Trần Đức có 100% tự tin rằng, khi phối hợp cửu trọng cực ảnh với côn bang phù hư thản pháp, cho dù lè cường giả thông thần cảnh cũng chưa chắc có thể chống đỡ được. Hơn nữa điều này chỉ là ở trong tình huống Trần Đức đang ở địa tôn tầng 5. Đợi khi cảnh giới của anh cao hơn, Bát Hoàng Ấn giống như thần hồn của anh thì đồng nghĩa với việc sát thủ gián của anh cực kỳ đính cao. Chỉ là, Bát Hoàng Ấn tiêu hao quá nhiều, sau một trường, linh lực và tinh khí thần của Trần Đức trong cơ thể đã gần như bị rút sạch, anh nằm trên mặt đất thở hổn hển, một lúc lâu sau mới đứng dậy uống một viên đan dược. 3 tháng trôi qua, cửu trọng cực ảnh đã đạt tới tầng 6, côn bằng phù hư thân pháp, Nhân Vương Tam Ấn cũng đã thành thục. Trong mắt Trần Đức lóe lên tia vui mừng, cửu trọng cực ảnh tầng 6 có thể tăng thực lực của bản thân anh lên gấp 300 lần. Võ kỹ có cấp bậc biến thái như thế này, với cảnh giới hiện tại của anh thì nhiều nhất chỉ có thể đạt tới trình độ này, tiếp tục tu luyện cũng không có ý nghĩa. Gì? Đối với côn bằng phù hư thân pháp và Nhân Vương Ấn, anh đã thành thạo đến mức hoàn hảo. Kiếm Linh Hoan và Đốt Tự Thiên Âm anh cũng đã tu luyện thành công từ lâu. Không chỉ võ kỹ, 3 tháng trở lại đây. Do liên tục bị thương nặng và không ngừng luyện đan nên kỹ thuật luyện đan của anh cũng tăng lên nhanh chóng. Với tình hình hiện tại, những phân thân có thế trấn áp Trần Đức lúc đầu đã không còn là đối thủ của anh nữa, nếu cứ tiếp tục chiến đấu như thế này thì không có ý nghĩa gì cả. Đã đến lúc nâng cao cảnh giới rồi, trước tiên là luyện hóa ly hóa. Một động tác bật tôm, Trần Đức ưỡn người bật dậy, đi tới phía trước ly hỏa, nhìn về phía ánh lửa nhàn nhạt, linh lung, tôi sẽ trực tiếp hấp thụ nó. Sao? Trực tiếp hấp thụ, đùa gì vậy? Linh lung có chút không nói nên lời, với cảnh giới và thực lực hiện tại của anh, nếu trực tiếp chiếm đoạt thì e rằng sẽ bị thiêu trụi không còn chút gì. Khoa trương như vậy sao? Trần Đức hỏi. Đây không phải là khoa trương. Nó đứng thứ 6 trong hàng vạn hỏa diêm trên đại thiên thế giới. Nếu mặc nó tàn phá, cho dù là biển lớn cũng có thể bị bốc hơi đến khô cạn. Vừa nói linh lung vừa bước ra khỏi tiên đài. Hóa thành quang ảnh, thân hình duyên dáng kiểu diễm như yêu tinh, như ma quỷ lơ lửng bên cạnh Trần Đức, nếu là bình thường, anh chỉ nắm chắc 3 phần có thể luyện hóa được, tuy nhiên hiện tại đã có 7 phần chắc chắn, nhưng cần 1 tháng để chuẩn bị. Được, 1. Trần Đức gật đầu, cụ thể tôi cần phải làm gì? Linh lung nhìn về phía bên kia, từ trong đạo hồ môn lấy ra một bầu hồ lô, trong hồ lô đen đó chứa đầy nước của biển chết, cực kỳ âm u lạnh giá. Dùng nó bố trí đại trận. Giúp anh chiếm đoạt ly hóa. Lấy tất cả linh thạch và tử linh thạch mà anh nhận được từ thành thông thiên ra đây. Tôi sẽ bố trí trận pháp, trong 1 tháng này anh chỉ cần điều chỉnh trạng thái và nâng thực lực của bản thân lên đến đỉnh phong. Được. Trần Đức triệu đỉnh Long Văn ra, lấy toàn bộ linh thạch và tử linh thạch tích tụ được trong khoảng thời gian này chất thành đống giống như một ngọn núi nhỏ trong tiểu thiên địa. Sau đó, linh lung cũng không nhiều lời, kích thích sức mạnh của thần hồn, đột nhiên. Hàng trăm triệu ký linh thạch bay lên không trung, lần lượt bay vào tay Linh Lung. Linh Lung gõ nhẹ đầu ngón tay, bắt đầu bố trận.
Thân hình của cô ta gần như đã ngưng tụ hoàn thiện, tốc độ cực nhanh, đầu ngón tay mảnh khánh mang theo tia sáng, tựa như tiên nữ trên trời, thanh lịch tao nhã. Cho dù Trần Đức đã nhìn thấy vô số phụ nữ nhưng giờ phút này anh vẫn không khỏi sững sờ, lần đầu tiên anh phát hiện ra Linh Lung xinh đẹp đến mức này. Lâm Giao sở hữu vòng một cực lớn, Tống Ngữ Yên có đôi chân dài ngọc ngà, Âu Dã Tư Linh có khí chất thanh tao kỳ ảo, Linh Lung hoàn toàn không thua kém ba người phụ nữ này. Này nhóc, nhìn gì mà nhìn, còn không mau đi tu luyện, Linh Lung trợn trừng mặt nhìn Trần Đức, bị Trần Đức dùng ánh mắt thiêu đốt chín châm chằm như vậy. Cho dù cô ta đã sống ngàn năm nhưng trong lòng vẫn có chút cảm giác kỳ quái. Khụ, đi ngay đây. Trần Đức không tiếp tục trần trừ nữa, lập tức khoanh chân ngồi bán giả, bắt đầu điều chỉnh trạng thái. Mới đó đã hơn một tháng, trong 30 ngày qua, Linh Lung chưa từng dừng lại nghỉ ngơi một khắc nào, sau khi viên linh thạch cuối cùng được khắc chữ run lên. Thần hồn của cô ta trở nên vô cùng yếu ớt, trong suốt, dường như có thể tiêu tan bất cứ lúc nào. Khi cô ta dừng lại, trên trời, dưới đất, khắp nơi đều dày đặc những đại trận, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, vô cùng thần bí. Khi đại trận hoàn thành, Linh Lung nói, Trần Đức, anh cầm đèn thanh đồng bước đến trung tâm đại trận đi. Trần Đức nhấc đèn thanh đồng lên, nghe theo lời của Linh Lung tiến vào đại trận, vừa bước vào, anh lập tức cảm thấy ớn lạnh thấu xương, máu trên người cũng có chút đông lại. Còn ly hỏa trong đèn thanh đồng. Từ trước đến nay trông nó vẫn luôn chập chờn, dường như có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào, nhưng bây giờ không hề bị ảnh hưởng gì cả. Trần Đức dám chắc rằng nếu không có sự tương trợ của ly hỏa thì e là chưa đến được trung tâm đại trận anh đã bị đông cứng thành một bức tượng băng rồi. Đối với một võ giả có cảnh giới như Trần Đức mà nói, xuất hiện tình huống như vậy thực sự là có chút đáng sợ. Khi Trần Đức bước đến trung tâm của đại trận, Linh Lung bay lén không trung, lấy bầu hồ lô đen ra. Nói với Trần Đức, đại trận này có tên là đại trận khô hàn, cũng là do một vị thánh nhân sáng lập và bố trí nên. Gần như là đã tiêu hao hết sạch thần hồn mà. Chị đây đã khôi phục được trong nhiều năm qua, nếu nhóc không thể chiếm đoạt ly hỏa thì có lỗi với chị đây lắm đấy. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Trần Đức biết Linh Lung đã phải bỏ ra bao nhiêu công sức, cho nên anh thầm hạ quyết tâm, bất luận có chiếm đoạt được ly hỏa hay không thì sau này cũng phải tìm cách bồi thường cho Linh Lung thật. Tốt. Nhớ kỹ, lát nữa lúc nước của biển chết chảy xuống, anh sẽ bắt đầu dùng sức mạnh của đại trận nuốt chửng ly hỏa. Vừa dứt lời, miệng bầu hồ lô trong tay Linh Lung hướng xuống dưới, đột nhiên, tình cảnh trong tiểu thiên địa này bỗng thay đổi, sầm chớp chấn động, bầu hồ lô đen bay lên cao đột nhiên trở nên lớn hơn. Vù vù. Ngay lập tức, tiếng sóng thần dữ dội vang lên, sau đó, nước của biển chết thi nhau ào xuống, như thế bầu trời bị thủng một lỗ. Biến cá vô tận ầm ầm đổ xuống, tiếng gào thét vang trời, xông vào trong đại trận. Khoảnh khắc đó, đại trận cùng với Trần Đức bị nước của biến chết nhấn chìm, nước biển cuộn trào, lan tràn khắp tiểu thiên địa, sóng lớn dâng trào dữ dội mãnh liệt, sấm sét ầm ầm giống như gặp phải kiếp nạn đại hỏa. Ánh sáng của đại trận khô hàn lóe lên, trở thành một vùng phong cảnh giữa trời và đất, ở trung tâm đại trận, Trần Đức cảm nhận được sự lạnh lẽo, không khỏi dùng mình một cái. Hai mắt anh ngưng tụ, linh lực vận chuyển, một tay nhô ra như dân nâm ly hỏa trong lòng bàn tay. Sau đó, cánh tay co lại, ly hỏa hoàn toàn tách khỏi đèn thanh đồng. Bùm! Trong cùng một giây nó được tách ra khỏi đèn thanh đồng, tia lửa ban đầu yếu ớt và tầm thường ngay lập tức sôi sục, sau đó bốc lên biến thành một biển lửa, nhấn chìm rồi quấn lấy Trần Đức, đèn thanh đồng và thậm chí là toàn bộ đại trận. Giờ phút này... Bầu trời vốn dĩ bị bao phủ bởi sấm chớp và mây đen đã biến thành một màu đỏ rực lửa, ly hỏa giống như lò xo bị bung ra, dâng trào dữ dội. Đèn thanh đồng áp chế nó đã biến thành chất lỏng, sau đó bốc hơi thành hư vô. Tanh tách, toàn bộ cánh tay và cơ bắp của Trần Đức đã bị cháy thành khói đen, da trên cánh tay bốc lửa nghi ngút. Quần áo trên người anh phút chốc biến thành tro tàn, tứ chi đỏ bừng máu. Loại đau đớn này... Cho dù Trần Đức có là xương đồng da sắt cũng không nhịn được mà rú lên một tiếng dài, gân xanh cuồn cuộn, ngũ quan trở nên méo mó, cực kỳ hung tợn. Nhưng anh không hề buông tay, trong lòng bàn tay vẫn nắm giữ phần trọng yếu nhất của ly hỏa, nguyên thần trong hỏa diễm, chỉ có khống chế nó mới có thể hoàn toàn chiếm đoạt ly hỏa. Trần Bát Hoang, anh thế nào rồi, bên ngoài đại trận, sự lo lắng cùng cực hiện lên trong đôi mắt trong veo của Linh Lung, cô ta căng thẳng nhìn về nơi đang bừng bừng lửa lớn. Vân có thể chống đỡ được.
Trần Đức cắn chặt răng, trên người lửa cháy hừng hực, nhưng ánh mắt anh Vân vô cùng kiên định. Được. Linh Lung biết nếu cứ tiếp tục như vậy thì Trần Đức xác chắn sẽ chết, cô ta lập tức gõ đầu ngón tay, huyền quang trong đại trấn khô hàn đột nhiên càng trở nên mãnh liệt hơn, trong bầu hồ lô đen kia lại phun ra nước của biến chết, nhất thời nước biến ập xuống tràn ngập bốn bể chống chọi với ly hỏa. Vù vù. Ly hỏa trong đại trận tăng vọt, sôi cục dâng trào, hỏa diễm giống như rồng thật, phát ra tiếng gầm rú vô cùng kinh người, cho dù đại trận khô hàn dung hợp với nước của biển chết cũng chỉ giảm bớt khí thế hỏa diễm một chút. Ở trung tâm của đại trận, cảm nhận được từng đợt lạnh buốt, cuối cùng cơn đau của Trần Đức cũng giảm đi một chút. Nhân cơ hội này, anh đồng thời vận hành âm dương kinh và cửu trọng cực ảnh, chân hỏa trong cơ thể cũng thi nhau tuôn ra, hướng về ly hỏa trong lòng bàn tay của anh. Tanh tách. Ly hỏa dường như cảm nhận được nguy hiểm, tất cả sự thiêu đốt đều dồn về phía Trần Đức, trong phút chốc, tóc của Trần Đức cũng hóa thành trơ, trở thành một cái đầu chọc lóc, máu không ngừng cháy ra từ lỗ chân lông trên da. Chỉ là, ngay khi những dòng máu tươi này xuất hiện, nó đã hóa thành chính khí, bị ngọn lửa dữ dội này đốt cháy thành hư vô, chỉ còn lại vết máu và làn da cháy đen. Nếu không có đại trận khô hàn và nước của biển chết thì sức mạnh của ly hỏa này thực sự là khó mà tưởng tượng nổi. Trong lòng Trần Đức cảm thấy kinh hãi, dưới tình hình này nhưng vẫn cảm thấy đau đớn đến mức này, vậy cũng đủ hiếu mức độ khủng khiếp của ly hỏa. Có điều, từ trước đến nay, Trần Đức là người không dễ dàng bỏ cuộc, nếu bây giờ bỏ cuộc thì tất cả mọi nỗ lực đều như đổ xuống sông xuống biển nên anh nhất định phải kiên trì, nếu không thì quá có lỗi với Linh Lung và hàng trăm triệu ký tử linh thạch. Chút đau đớn này cũng muốn ngăn cản Trần Bát Hoang tôi sao? Ánh mắt Trần Đức sắc bén. Lộ ra một nụ cười gớm ghiếc, sau đó, chân hỏa trong cơ thể anh ngày càng thêm mãnh liệt, điên cuồng lao về phía hỏa linh ly hóa. Hai mắt của Trần Đức đỏ hoe, toàn thân run lên bần bật, không ai biết anh đã phải chịu bao nhiêu đau đớn, nhưng anh chưa từng có ý định từ bỏ. Những lúc đau không chịu nổi, anh sẽ gào lên một tiếng, sau đó tiếp tục cùng ly hỏa đấu tranh quyết liệt, dựa vào nghị lực kiên cường chống đỡ. Trần Bát Hoang, tôi không nhìn nhầm anh, Linh Lung nhìn chằm chằm Trần Đức. Vừa hài lòng vừa thanh thản yên tâm. Chung sống với Trần Đức lâu như vậy, Linh Lung biết rõ điều đáng sợ nhất ở Trần Đức không phải là thiên phú biến thái gần như yêu nghiệt, cũng không phải là nhân duyên đào hoa với phụ nữ đáng ghen tị của anh. Mà là sự tàn nhẫn, nghị lực và kiên định. Có thế ngày thường chẳng ai để ý đến điều này nhưng cô ta biết rất rõ, chính sự tàn nhẫn này đã giúp anh có được tất cả như ngày hôm nay. Anh, chưa bao giờ bỏ cuộc. Cũng sẽ không bao giờ dễ dàng từ bỏ. Chỉ cần chuyện mà anh tin chắc, cho dù có chết, anh cũng sẽ dùng 1000% nỗ lực của mình để hoàn thành. Nếu không có những tố chất này, cái gọi là thiên phú và cơ duyên trắng qua cũng chỉ là một. Đám bong bóng hư ảo vô dụng. Ở trong đại trận khô hàn, nội tâm Trần Đức đang gào thét dữ dội, thân thể gần như bị thiêu đốt đến mức chóc ra một tầng da, trên người dính đầy máu tươi, vô cùng đáng sợ. Một ngày. 2 ngày, 3 ngày, 10 ngày, 20 ngày, 1 tháng, 2 tháng. Cơn đau này không phải ngày một ngày hai mà cứ lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác. Đã 3 tháng trôi qua, Trần Đức vẫn ở trong trung tâm đại trận, nếu không phải thỉnh thoảng. Nghe thấy tiếng gào thét của anh, chắc hắn không ai nghĩ anh vẫn còn sống. Đã 4 tháng trôi qua, anh vẫn đang gánh chịu những cơn đau như vậy. Trong ngọn lửa mạnh mẽ đến mức này, không có đan dược nào có thể giúp anh, chỉ có thể dựa vào chính mình. Ở bên ngoài, đã 5 ngày kể từ khi Trần Đức bước vào núi Thái Cực, còn Trình Lâm Phong cũng đã rời Lưỡng Nghi Tông được 4 ngày. Đúng hôm nay, Lưỡng Nghi Tông có khách đến. Bên ngoài đại điện của Lưỡng Nghi Tông, bảy 800 đệ tử do Tiêu Chính Thái giản đầu tập hợp lại, tất cả đều nhìn về phía đại điện, bên trong vô cùng yên tĩnh, trang nghiêm, bầu không khí cực kỳ kỳ quái. Đồ Trường Sinh, Từ Thái Khôn, Lý Thanh Nguyệt, Cung Trường Lâm và những người khác ngồi vào vị trí tương ứng của mình. Ngồi phía đối diện với 3 người bọn họ là một lão già mặc áo choàng xám, dáng người gầy gò thấp bé. Đứng bên trái ông ta là một người đàn ông chạc 30 tuổi, mặc áo choàng màu tím trông rất hoa lệ, cực kỳ có khí thế. Bên phải là một người đàn ông mặc áo choàng trắng đeo vũ khí tương tự như lưỡi liềm, một già hai trẻ, hừng hực khí thế. Như kiểu Lưỡng Nghi Tông này là nhà của bọn họ, đảo khách làm chủ. Nhìn thấy Đồ Trường Sinh cười nhạt, Từ Thái Khôn và Lý Thanh Nguyệt chợt cau mày, còn Cung Trường Lâm lại ngồi yên bình tĩnh, không biết ông ta đang suy nghĩ gì.
Quỷ lão, ông cũng biết Thánh Khư giáng lâm, tông chủ đã đưa đệ tử kiệt xuất đến vương triều Vô Cương rồi. Ông đến không đúng lúc gì cả, chuyện lớn như vậy, chỉ dựa vào mấy người chúng tôi không thế nào làm chủ được. Đồ Trường Sinh nói, nếu Kình Thiên Tông các người nhất định muốn thi đấu so tài với Lưỡng Nghi Tông chúng tôi thì có thể đợi tông chủ trở về rồi tiến hành định đoạt. Hóa ra một già hai trẻ đến từ Kình Thiên Tông, người được Đồ Trường Sinh gọi là Quỷ Lão không ai khác chính là Quý Lão Lục đã bí mật gặp gỡ Cung Trường Lâm vào lúc nửa đêm hôm đó, đồng thời cũng là tam trướng lão của Kình Thiên Tông. Kình Thiên Tông là một thế lực tam phẩm hạng 18, có địa bàn nằm ngay bên cạnh Lưỡng Nghi Tông, biên giới giữa hai tông môn cách nhau chưa đến trăm dặm. Nhiều năm qua, hai tông môn thường xuyên sáy ra xích mích. 10 năm trước, khi Kình Thiên Tông vẫn còn là thế lực tam phẩm hạng 18, tông chủ của bọn họ khiêu khích Lưỡng Nghi Tông, do thực lực kém nên đã trực tiếp bị Trình Lâm Phong giết ngay tại chỗ. Từ trước đến nay hai tông môn vốn luôn bất hòa, chỉ nửa năm trước, tông chủ của Kình Thiên Tông đã đột phá lên thông thần cảnh tầng 9, trực tiếp đưa Kình Thiên Tông lên thế lực cao nhất trong tam phẩm hạng 18. Tông môn ngày một mở rộng, so sánh hai tông môn với nhau, Lưỡng Nghi Tông ngày càng suy giảm. Hôm nay bọn họ tới đây, nói muốn cùng Lưỡng Nghi Tông đấu sức so tài, còn mang theo đệ tử top 5 của Kình Thiên Tông. Lúc này ai cũng đều biết ba người này đang cố ý gây chuyện, không hề có ý gì tốt đẹp. Theo lý mà nói thì bọn họ không thể vào Lưỡng Nghi Tông được. Ai biết, Cung Trường Lâm lại thực sự mở cửa cho bọn họ vào. Đối mặt với kẻ địch mạnh, Đồ Trường Sinh chỉ có thể nghĩ cách tiên ba vị ôn thần này đi trước rồi hỏi tội Cung Trường Lâm sau. Đồ Trường Sinh, trưởng lão như ông làm cũng thật vô dụng, Đồng Tinh Thần mặc một bộ đồ màu tím trông hết sức khí phách không chút gờ dè chửi. Ngay cả chút chuyện nhỏ ấy cũng không làm chủ được, tôi khuyên ông tốt nhất là sớm đâm đầu chết đi cho rồi. Lời nói của hắn ta cực kỳ khó nghe. Đồ Trường Sinh và Lý Thanh Nguyệt đều nhíu mày, sắc mặt chớ nên hết sức khó coi, vẫn luôn chín chân như từ thái khôn cũng không kiềm được quát, nhóc con, nơi này làm gì đến lượt cậu nói chuyện, cậu muốn chết sao? Từ thái khôn, chú ý lời ăn tiếng nói của ông, Quỷ Lão Lục hừ lạnh một tiếng, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Đống Tinh Thần là đệ tử thân truyền của tôi, xếp thứ 5 trong Kình Thiên Tông. Nếu làm nó sợ thì đừng trách lão đây chứa mặt. Ông, Từ trưởng lão, làm gì phải tính toán với trẻ con? Từ thái khôn vốn định chửi mấy câu, lại bị Đồ Trường Sinh ngắt lời. Trước mắt, ông ta không muốn gây rắc rối thêm vì Quỷ Lão Lục kia có thực lực rất mạnh, là cao thủ thông thần cánh tầng 6. Trừ khi mấy trưởng lão bọn họ bắt tay với nhau không thì khó mà giải quyết ông ta. Nhưng, làm lớn chuyện như vậy đương nhiên sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt. Một khi Quỷ Lão Lục cá chết lưới rách, Lưỡng Nghi Tông cũng sẽ bị tổn thất rất nặng nề. Thế nên, họ chỉ có thể nhịn. Đây chính là hiện thực, phân tiêu giới luôn là luật rừng, cá lớn nuốt cá bé, thực lực yếu kém TSL chỉ có thể nhẫn nhịn. Ha ha! Đồng Tinh Thần được nước lấn tới, cười cợt nói, lần này, tôi và Sư Tôn đến đây là vinh hạnh của mấy người. Không ngờ một nơi rác rưởi như chỗ các người lại không lấy ra được một người ra hồn. Đồ Trường Sinh liếc nhìn Đống Tinh Thần một cái, song vẫn không nói gì, lúc này, phải nhịn. Ông ta ngẫm nghĩ một chút rồi nói với Quý Lão. Lục, Quý Lão, chuyện này quá thật không phải tôi có thể làm chủ. Nếu ba vị lặn lội đường xa mà đến thì cứ nghỉ tạm mấy ngày, đợi tông chủ trở về rồi đưa ra quyết định sau, thế nào? Đại trưởng Lão, hãy để tôi tới khiêu chiến hắn ta, đúng lúc này, ngoài cửa, Tiêu Chính Thái bước vào, giận không thể át. Ngùn ngụt sát khí, mặt mày lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Đồng Tinh Thần nói. Đồng Tinh Thần, tôi, Tiêu Chính Thái một thế hệ trẻ đứng hàng thứ tư trong Lưỡng Nghi Tông chấp nhận khiêu chiến của anh. Hắn vừa xuất hiện, Đồ Trường Sinh, Từ Thái Khôn, Lý Thanh Nguyệt, Cung Trường Lâm đều sửng sốt, hiển nhiên không ngờ lúc này Tiêu Chính Thái lại tiến vào. Mày, thứ tư, Đồng Tinh Thần thú vị liếc Tiêu Chính Thái một cái, cảm thấy khá hứng thú. Xong. Cái hứng thú ấy lại nhanh chóng tan thành mây khói, thay vào đó là sự khinh bỉ và chế giễu. Nhìn Đồ Trường Sinh nói, đù. Lưỡng Nghi Tông mấy người ăn hại vậy luôn, loại người như vậy cũng có thể xếp thứ tư. Đồ Trường Sinh sắc mặt âm trầm như màn. Đêm, không nói tiếng nào. Cùng lúc đó, một thanh niên khác dùng liêm đao tử vong làm vũ khí đang đứng bên cạnh Quý Lão Lục chợt bước lên một bước, khinh bỉ nói cái loại như mày, sao có thể xứng khiêu chiến Đống sư huynh. Tao. Lâm Trần, xếp thứ 30 trong Kình Thiên Tông,
một bàn tay thôi cũng có thể đánh cho mày nằm sấp xuống rồi. Lâm Trần nói xong, ném liêm đao tử vong đi, gác một tay ra sau lưng. Ngay sau đó, gã cũng không chờ Tẻo Chính Thái đồng ý, bông dưng ra tay. Không chút chần chờ, Lâm Trần giơ nắm tay lên, quyền phong minh mông cuồn cuộn, ầm ầm đấm thẳng vào mặt Tiêu Chính Thái. Tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Nhanh đến nổi Tiêu Chính Thái hoàn toàn không kịp phản ứng. Giây tiếp theo. Bốp! Một quyền của Lâm Trần lập tức đấm thẳng lên mặt Tiêu Chính Thái. Tiêu Chính Thái trực tiếp bị đấm ngã sóng xoài xuống đất, đầu óc choáng váng. Hẳn vừa hoàn hồn lại thì đã bị một chân của Lâm Trần giẫm lên mặt. Rắc! Nửa khuôn mặt của Tiêu Chính Thái tức thì vặn vẹo, biến hình, trông hết sức đáng sợ, cả khuôn mặt đều đầm đìa máu tươi, có thể thấy được cá xương cốt. 3 giây. Chỉ 3 giây, Tiêu Chính Thái đã lập tức thua. Nhưng, Lâm Trần cũng không có giết hắn, mà là dùng chân hung hăng giẫm hơn 10 cái mới nhấc chân lên, chế giễu, mày, không xứng khiêu chiến Đổng sư huynh. Sau đó, gã lại giơ chân đá Tiêu Chính Thái một cái. Cơ thể Tiêu Chính Thái sượt trên đất, trực tiếp bị đá ra khỏi đại điện, rớt ra ngoài cửa, há miệng hộc máu. Từ đầu đến cuối, ngay cả cơ hội ra chiêu cũng không có. Bị thua một cách hết sức dứt khoát. Chính Thái sư huynh, anh sao rồi? Các đệ tử Lưỡng Nghi Tông bên ngoài đại điện lập tức thay đổi sắc mặt, hoảng sợ không thôi, ùa lên kiểm tra tình hình của Tiêu Chính Thái, cả đám đều vô cùng tức giận. Đều là một đám ăn hại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 24.